Chào mừng các bạn đã quay trở lại. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục đến với tập 23 của Băng Hỏa Ma Chủ. Dĩ nhiên là có thể, ta nguyện ý cùng với Tuyết Tĩnh tiểu thư ở cùng một chỗ. Đối mặt với nhạc phụ tương lai, Gia Lạp Mạn Địch Tư hấp tấp bày tỏ nỗi lòng. Tuyết Cực nhìn Gia Lạp Mạn Địch Tư nói, ta thật không nghĩ tới, ngươi và Địa Băng quen biết, thật là vô ý thức. Tề Nhi đối với ngươi không có cảm giác gì đâu. Từ nay về sau, ngươi đừng có quấy rầy nó nữa. Hiển nhiên là lão đã gặp Gia Lạp Mạn Địch Tư không chỉ một lần, hơn nữa ấn tượng của lão với tên rồng này cũng không được hay ho gì cho lắm. Địa Băng không đành lòng nhìn Gia Lạp Mạn Địch Tư xấu hổ, mỉm cười nói, Tuyết Thúc Thúc, ta còn chưa kịp giới thiệu, đây là đại ca Hỏa Lam của ta, thực lực của hắn hơn ta rất nhiều. Đại ca, đây là Tuyết Cực Thúc Thúc, chắc người cũng nhận ra. Gia Lạp Mạn Địch Tư vội vàng gật đầu, ơi biết chứ, đương nhiên là biết. Trước kia ta theo đuổi Tuyết Tĩnh tiểu thư cũng đã gặp mặt bá phụ vài lần. Hắn dõng dạc kêu bá phụ, nếu Tuyết Cực biết tuổi thực của hắn so với mình hơn mấy ngàn lần thì trong lòng không biết sẽ nghĩ như thế nào đây. Địa Băng âm thầm cười trộm, nhưng trên mặt lại dáng giữ cái vẻ bình tĩnh nói, Tuyết Thục Thục, kỳ thật đại ca ta là người tốt. Tuyết Cực nhíu mày, hắn là đại ca của ngươi hả? Ngươi không biết vị đại ca này của ngươi lúc trước cứ quấn quýt lấy Tĩnh Nhi, chuyện này toàn bộ Thanh Phong trai đều biết. Tĩnh Nhi gần đây tâm tình không được tốt cũng có liên quan đến hắn một phần. Gia Lạp Mạn Địch Tư cúi đầu nói, kỳ thật không phải mỗi ngày quấn quýt mà là vài tháng thì phải. Tuyết bá phụ, ta thật tâm thích Tuyết Tĩnh, một ngày không thấy nàng trong lòng ta nhớ nhung không nguôi. Cũng không trách Tuyết Cực không có ấn tượng tốt với hắn được. Lúc trước Tuyết Cực không thể tìm ra được biện pháp nào ngăn cản tên gia hỏa này, cho dù là ma pháp phong ấn phái người đến đánh lão đều dùng qua, nhưng có điều mấy cái thứ đó làm sao mà cản được Gia Lạp Mạn Địch Tư. Tuyết Tĩnh mỗi ngày nhìn cái khuôn mặt si mê của Gia Lạp Mạn Địch Tư, thật tình chỉ coi hắn như là ruồi bọ. Địa Băng biết muốn thay đổi thái độ của Tuyết Tĩnh và Tuyết Cực đối với Gia Lạp Mạn Địch Tư cũng không có dễ dàng, hắn ho khan một tiếng nói, tránh đi. Tuyết Thúc Thúc, vừa rồi chúng ta khi ăn cơm gặp mặt một người tên là Yến Vân, hắn đúng là Băng Nguyệt Đế Quốc Ngũ Hoàng Tử sao? Ánh mắt của Tuyết Cực toát ra một tia kinh ngạc, tựa hồ như nghĩ rằng chuyện gì Địa Băng cũng biết. Đúng, hắn là Ngũ Hoàng Tử. Còn nhà đầu lạc nhu kia, kẻ nhà đột nhiên rời đi, tạo nên một trưởng phong ba. Trước khi kết hôn một năm mà vị hôn thê lại bỏ trốn. Việc này đối với Ngũ Hoàng Tử là một sự đại sỉ nhục. Vì tra rõ chuyện này, hắn tự mình đến Băng Tuyết Thành. Bởi vì thích chỗ này thanh đạm cho nên mỗi ngày hắn đều đến ăn cơm. Ta còn định cấp cho hắn một cái phòng, nhưng hắn cố ý muốn ở tại Yến Trần Đại Sảnh. Ngũ Hoàng Tử này cũng là một người tốt, không ra vẻ hoàng tử mà bình dị thân cận với mọi người. Trong tất cả các hoàng tử, ta xem trọng hắn nhất. Gia Lạp Mạn Địch Tư khóc. Cũng đâu phải là con rể tốt đâu. Mặc dù hắn nói rất nhỏ, nhưng Tuyết Cực sao lại không nghe được. Nếu chỉ có một mình Gia Lạp Mạn Địch Tư ở chỗ này, lão nhất định là đã phát tác. Nhưng vì có Địa Băng, cho nên lão cố tình làm như không nghe thấy. Địa Băng trong lòng thầm nghĩ, cho dù là Ngũ Hoàng Tử vĩ đại cũng không có khả năng so sánh với Long tộc Đích Long Vương. Thật chẳng biết Gia Lạp Mạn Địch Tư làm cái khỉ gì khiến cho cha con Tuyết Cực lại chán ghét hắn đến như vậy. Tuyết Thúc Thúc, ta muốn trở về công hội một chút, rời đi một thời gian dài, giờ cũng nên về lại. Phiền ngài sắp xếp cho Long đại ca của ta một chỗ tại Thanh Phong Trai, nơi này so với bên công hội thuận tiện hơn, ít nhất là phương diện ăn uống. Tuyết Cực bật cười nói, cái này không thành vấn đề, người lo lắng về chuyện ăn uống sao? Ngươi không phải là đầu bếp xuất sắc nhất sao? Được rồi, ta nghe nói ngươi ở Hoa Dung Đế Quốc từng tham gia Hoa Long chủ nghệ đại tái, nhưng cuối cùng lại bỏ cuộc ở trận cuối nên mất tư cách tham dự chủ thần đại tái, có phải không? Địa Băng gật đầu. Chủ nghệ giới thật sự là rất nhiều người tài, cho dù ta tham gia vòng cuối cũng chưa chắc đoạt được giải quán quân. Ta gặp được một người có thể sử dụng âm dương điều hòa thái cực thủ, chủ nghệ của hắn không hề thua kém ta. Ta lấy ma pháp nhập chủ, còn hắn lấy đấu khí nhập chủ, năng lực mạnh mẽ phi thường. Tuyết Cực mỉm cười. Ta đã nghe nói qua. Bất quá người sẽ còn có cơ hội cùng hắn phân thắng bại. Ta muốn cho ngươi làm đại biểu của Thanh Phong Trai tham gia chủ tần đại tái, không biết ngươi có hứng thú không? Địa Băng nhãn tỉnh sáng lên nói, đương nhiên là có, sư phó của ta từng 5 lần đoạt giải quán quân. Ta mặc dù không thể so với sư phó, nhưng cũng rất hy vọng có thể tham gia giải đấu cao nhất của chủ nghệ. Gần đây ta đối với chủ nghệ có một chút nghiên cứu mới. Ta nghĩ sẽ không làm cho Thanh Phong Trai mất mặt đâu. Ta có thể đi được à? Đương nhiên là có thể, đây là vinh hạnh của Thanh Phong Trai mà. Có người tham gia lần này, chúng ta nhất định có thể đạt thành tích tốt. Chủ thần đại tái yêu cầu rất nghiêm khắc. Theo quy định của hội ủy, ban giám khảo đều là 5 bếp thần. Thành viên hội ủy bao gồm hơn 10 vị chủ sư nổi tiếng và các nhà mỹ thực. Niệm Băng trong lòng cả kinh. Ngài nói là Đại Thành Hiên và Thanh Phong Trai này đều không có tên trong danh sách. Tuyết Cực gật đầu. Đương nhiên, ngươi cho rằng ai cũng có thể tham gia chủ thần đại tái sao? Chủ thần đại tái bây giờ so với lúc sư phụ ngươi thi đấu đã khác nhiều rồi. Tổ chức tốt hơn, trình tự rất hợp lý và nghiêm cẩn.
muốn đạt được một chỗ trên danh ngạch cũng rất khó khăn. Chỉ có những nơi quy mô như chúng ta mới có thể xuất ra một đại biểu. Bá Nguyệt Đế Quốc cũng chỉ có 2 tên trong danh sách. Nghe nói Áo Lan Đế Quốc chỉ có 1 tên. Bá Nguyệt Đế Quốc trừ Thanh Phong Trai ra thì còn có Huyền Nguyệt Khách Sạn của thủ đô là được vinh dự này. 3 tháng sau sẽ cử hành giải đấu ở Lãng Mộc Đế Quốc. Ta sẽ cùng với vài cao thủ ở Thanh Phong Trai đi cùng ngươi. Nịa Băng David thi đấu chủ nghệ hiểu rất rõ. Cha Cực từng kể cho hắn nghe về quy tắc. Lúc trước Cha Cực truyền thụ chủ nghệ từng nói qua, là một gã đỉnh cấp chủ sư, nếu không đạt được chủ thần đại tái quán quân thì vĩnh viễn không có khả năng đứng đầu thiên hạ. Chủ thần đại tái tụ tập tất cả danh chủ trên toàn đại lục, đó là chỗ sang trọng nhất. Thông qua thi đấu chủ nghệ là điều quan trọng để cho chủ nghệ của mình tiến bộ. Nịa Băng vì báo thù mà học chủ nghệ, mà chủ nghệ cũng chính là niềm yêu thích của hắn. Từ khi rời khỏi Đào Hoa Lâm, hắn đã thề sau này nhất định phải kế thừa Cha Cực, trở thành ngưỡng quang đại lục tối đỉnh cấp chủ sư, rốt cuộc cũng được tham gia chủ thần đại tái. Nịa Băng trong lòng tràn ngập chờ mong. Như Tuyết Cực đã nói, quy tắc của chủ thần đại tái cực kỳ nghiêm khắc, nhưng đồng thời cũng rất công bình. Muốn đoạt được chức quán quân thì chủ sư phải biểu hiện năng lực cường đại ở mọi phương diện. Chủ thần đại tái chia làm 5 trận là Lương Thái, Nhiệt Thái, Thang, Diện Điểm, Đặc Châu chủ nghệ. Mỗi chủ sư tham gia thi đấu đều phải thi 5 hạng mục này, thông qua bình phẩm và loại trừ để đi vào vòng đấu cuối cùng. Đặc điểm lớn nhất của chủ thần đại tái chính là tất cả các chủ sư đều phải thể hiện kỹ nghệ ở vòng ngoài. Nhưng tiến nhập vòng quyết tái, tức là vòng chung kết, lại chỉ có 10 người. Trong 10 người này sẽ có 5 là quán quân của 5 lượt thi đấu. 5 người còn lại là chọn từ những người xuất sắc nhất vòng ngoài 5 quán quân kia. 10 người này sẽ phải tiến hành quyết tái để định ra thứ bậc. Khi tiến hành quyết tái, 10 tuyển thủ đều phải làm ra món ăn lạnh, món ăn nóng, canh, mì và chủ nghệ đặc thù. Sau khi tổng hợp bình định, lấy điểm số mà định trước sau. Trong đó có một điều kiện ngặt nghèo. Nếu người thu được tổng điểm lớn nhất nhưng lại không đạt được vị trí quán quân lần nào trong 5 trường tỷ thí vòng ngoài, thì mặc dù hắn xuất sắc cũng không được xưng là chủ thần. Dù sao không phải là hạng nhất ở một lĩnh vực nào đó, sao có thể xưng là chủ thần? Đương nhiên, nhân số tham gia quyết tái không nhất định là 10 người. Nếu có người đoạt được 2 chức quán quân, nhân số tham gia quyết tái tự nhiên sẽ giảm đi 1 người. Bất quá từ khi có chủ thần đại tái, còn chưa ai có thể đồng thời thu được quán quân của cả 5 vòng. Nếu như vậy, quyết tái cuối cùng cũng không cần phải cử hành nữa. Quy tắc đầu tiên của chủ thần đại tái chính là nếu xuất hiện một vị chủ nghệ thiên tài có thể đồng thời đoạt được vị trí quán quân ở cả 5 vòng, vậy thì quyết tái sẽ được hủy bỏ, hắn cũng sẽ đoạt được danh hiệu thánh chủ thần. Lúc đầu trong thời kỳ đỉnh phong của quỷ chủ Cha Cực, hắn cũng chỉ đoạt được 3 vị trí quán quân. Hắn vẫn luôn nỗ lực vì danh hiệu thánh chủ thần này. Nhưng sau khi liên tục 5 lần đoạt được chức quán quân chung cuộc, hắn lại phát hiện bất luận tự mình nỗ lực thế nào cũng không thể đạt được đỉnh phong ở tất cả các phương diện của chủ nghệ. Không thể không buông bỏ, chuyển sang làm bình ủy. Nịa Băng kế thừa tâm nguyện của Cha Cực. Ngoài điều này ra, đoạt được danh hiệu thánh chủ thần chính là điều lớn nhất hắn truy cầu. Đương nhiên, ngay cả Cha Cực cũng không nắm chắc làm được chuyện này. Hắn lại càng không nắm chắc. Mặc dù qua thời gian này đã nghiên cứu ra thất hệ đại san, khiến cho chủ nghệ của hắn tiến bộ không ít. Nhưng muốn thu được toàn bộ 5 chức quán quân, hắn lại không hề nắm chắc. Chỉ kể tới tiểu thiên kia có thể sử dụng âm dương điều hòa thái cực thủ, hắn chính là chướng ngại lớn nhất. Chủ thần đại tái cùng với Hoa Long Thiêu Chiến tái rất khác biệt. Mặc dù là các chủ trù tham dự chủ thần đại tái, nhưng chủ trù lại có thể mang theo 2-3 trợ thủ hỗ trợ. Trợ thủ có thể hiệp trợ chủ trù tiến hành đấu nướng, bởi vì thời gian của mỗi trận đấu đều phi thường ngắn. Khi chủ trù gặp thứ không phải sở trường, trợ thủ có thể mang tới tác dụng mấu chốt. Đương nhiên, trợ thủ cũng có hạn chế, bọn họ chỉ có thể đem đến tác dụng phụ trợ. Nấu nướng chính thức thì phải do chủ trù hoàn thành. Hồi tưởng về chủ thần đại tái, trong lòng của Nệ Măng không khỏi nóng lên. Thành Quang Trai còn có Minh Nguyên, Minh Huy, 2 sư huynh muội. Nếu bọn họ liên thủ làm trợ thủ cho mình, cơ hội đoạt được quán quân chung cuộc là phi thường lớn. Tuyết Thúc Thúc, nếu ta đại diện cho Thanh Phong Trai tham tái, vậy thì mục tiêu của ta cũng chỉ có 1. Tuyết Cực cầm chén trà hạ nhân vừa mang tới, uống một ngụm, mỉm cười nói. Ta nghĩ ngươi có thực lực đó. Ta nghĩ điều đó là không cần nghi vấn. Ta nghĩ Long Chí cũng phi thường nhớ ngươi. Ngươi trước hết qua bên đó đi. Chỗ ở, ta sẽ an bài cho các ngươi. Nịa Băng gật đầu hướng về phía Gia Lạp mà địch tử nói. Đại ca, vậy ngươi trước hết ở chỗ này. Ta tới Ma Pháp Sư công hội một chuyến. Gia Lạp mà địch tử liếc nhìn Tuyết Cực gật đầu, không hề lên tiếng. Tuyết Cực nói. Nịa Băng, ngươi nói với Long Chí, tối nay cùng đến Thanh Phong Trại, ta làm khánh công cho ngươi. Gia Lạp mà địch tử nhịn không được hỏi. Tuyết Tĩnh tiểu thư có tới hay không? Tuyết Cực nhíu mày đáp. Đương nhiên sẽ tới. Ngươi thừa kế của Thanh Phong Trại ta sao không tới chứ? Ngươi là Long Hỏa sao? Ta trịnh trọng cảnh cáo ngươi, không nên lại dây dưa với nữ nhi của ta. Nể mặt Nệm Băng, ta có thể cho ngươi lưu lại, nhưng nếu như ngươi còn giống như trước kia lẻn vào khuê phòng của nữ nhi, đừng trách ta không khách khí.
Liễu Băng mở to hai mắt nhìn về phía Gia Lạp mà Địch Tơ đang xấu hổ lèn vào khuê phòng của người ta. Trách không được thái độ của Thiết Cực đối với hắn lại khó khăn như thế. Tê Thúc Thúc, ta thay mặt đại ca bảo chứng với ngài, hắn tuyệt sẽ không làm chuyện như vậy đâu, đúng không, Long đại ca? Ba chữ cuối cùng Liễu Băng cố ý nhấn mạnh. Gia Lạp mà Địch Tơ vội vàng gật đầu đáp. Đúng vậy, ta khẳng định sẽ không. Trước kia là ta không đúng. Vì truy cầu tuyết tĩnh, hắn vốn luôn luôn cao ngạo, cũng đã nói ra lời nhận lỗi, cũng quả thực là quá khó cho hắn. Tuyết tĩnh ngơ ngác ngồi trên giường, lúc này tâm tình của nàng đã dần dần bình phục, lửa giận trong lòng đã biến mất. Lại thấy có vài phần mất mát, tướng mạo của Niệm Băng, Gia Lạp mà Địch Tư cùng với Yến Vân không ngừng hiện lên trong đầu của nàng. Ba người gây cho nàng ba loại hoàn toàn bất đồng. Nàng cũng từng tự hỏi chính mình thật sự thích Niệm Băng sao? Nam nhân kia có thể nói là không thể quên được. Lúc đầu ở Băng Lan Thành, hắn rõ ràng là lấy cớ đuổi mình đi. Nhưng là tại sao mình không được hắn chứ? Hắn có cái gì tốt? Mình thích hắn ở điểm gì? Tướng mạo anh tuấn, ma pháp cao cường hay là chủ nghệ tinh xảo? Có lẽ là tất cả. Thế nhưng thời gian mình ở cùng hắn cũng không dài. Vừa rồi nhìn thấy hắn, mình tại sao lại tức giận chứ? Là bởi vì yêu thành hận hay là do sự bị cự tuyệt mà sinh ra phản ứng tâm lý? Tuyết tính lòng rối loạn, ngay cả nàng cũng biết rõ cảm giác đối với Niệm Băng là cuối cùng như thế nào. Sau Niệm Băng, trong đời nàng lại xuất hiện hai nam nhân. Một người chính là Gia Lạp mà Địch Tư thối tha, cùng với ngũ hoàng tử Yến Vân, anh tuấn tiêu sái, khí chất cao quý. Đối với Yến Vân, Tuyết tính cũng có chút hào cảm, quyết không bởi vì địa vị của hắn, mà chính là bởi vì vẻ bề ngoài cùng với năng lực xuất sắc của hắn. Đối với Gia Lạp mà Địch Tư thì tức giận là nhiều. Trong trí nhớ của nàng, hắn mỗi ngày đều giống như là con ruồi quanh quẩn trước mặt mình, hết sức đáng ghét. Thế nhưng hai tháng trước, hắn đột nhiên ly khai, không hề báo trước mà ly khai. Mình không biết tại sao, trong lòng lại cũng có vài phần mất mát. Cuộc sống không nhìn thấy hắn, nhưng hồng sắc thân ảnh ghê tởm đó lại thường xuyên xuất hiện trong đầu. Nếu hôm nay không phải Niệm Băng xuất hiện, mình có phải là sẽ có chút cao hứng không? Nhưng là tên ghê tởm kia, tự hồ thái độ đối với mình cũng có thay đổi một chút, không còn như trước như vậy mà rụt rè sợ sệt nữa. Hắn rốt cuộc là ai? Vũ khí của hắn tựa hồ rất mạnh, ngay cả phụ thân cũng không dò được thực lực của hắn. Hắn chỉ chính thức xuất thủ công kích một lần, chính là lần đó với võ sĩ công hội hội trưởng. Bất quá cũng quá khoa trương, là một quyền đánh bại một vũ thánh, điều này sao có thể? Ba nam nhân đồng thời xuất hiện khiến lòng Tuyết Tĩnh càng thêm rối loạn, dùng sức lắc đầu, thầm phát ra một tiếng thở dài. Nàng không biết mình nên lựa chọn như thế nào, thậm chí không biết ba người này người nào trọng yếu nhất trong lòng mình. Nhưng nàng lại có thể khẳng định kẻ ghê tởm nhất chính là Niệm Băng. Hắn lại cự tuyệt cảm tình của mình, còn dùng như vậy, phương pháp như vậy để mình ly khai. Bất luận như thế nào, mình cũng không thể thích hắn nữa. Hắn có gì đặc biệt hơn người, không phải chỉ có chút ma pháp sao? Vừa nghĩ tới Niệm Băng, Tuyết Tĩnh không kiềm được tức giận nghiến chặt hàm răng. Thế nhỉ, ngươi nghỉ ngơi rồi sao? Thành âm hùng hậu của Tuyết Cực từ ngoài phòng truyền đến. Tuyết Tĩnh hoảng hốt, vội vàng thu liễm tâm thần đáp. Ba, ta còn chưa nghỉ, ngươi vào đi. Tuyết Cực đẩy cửa vào, nhìn nữ nhi thần sắc có chút tiểu tụy, nói: Tĩnh Tĩnh, còn không vui sao? Địa Băng mặc dù rất tốt, nhưng nếu trong lòng hắn không có ngươi, cần gì phải cưỡng cầu chứ? Tuyết Tĩnh hừ một tiếng đáp: Ta chẳng có gì phải khổ sở vì hắn, tên đó căn bản là không xứng. Ba, người thật muốn Địa Băng đại biểu cho Thanh Phong trai chúng ta đi tham tái sao? Địa Băng sau này căn bản sẽ không có khả năng ở lại nơi này của chúng ta. Chúng ta tối đa cũng chỉ có thể nhờ thực lực của hắn để mở rộng danh khí mà thôi. Tuyết Cực than nhẹ một tiếng nói: Nếu có thể lựa chọn, ta đương nhiên sẽ không để hắn đại biểu chúng ta đi tham tái. Niệm Băng tự như một ưng chỉ thích bay lượn trên trời cao, không ai có thể khống chế hắn. Người hẳn cũng đã nhìn ra, lần này trở về hắn đã khác xa so với trước kia, chẳng những khí độ càng thêm trầm ổn, hơn nữa thực lực cũng để cao không ít. Tuyết Tĩnh gật đầu xác nhận. Hơn trăm trưởng kia của nàng hoàn toàn có thể đánh vỡ một khối cự nham, nhưng với Niệm Băng, với thân phận ma pháp sư lại chẳng bị tổn thương gì, đây thật sự là rất quái dị. Tuyết Cực nói: Ta cùng với mình thúc thúc của ngươi bàn qua rồi, ta hỏi hắn, nếu để hắn đại biểu Thanh Phong trai tham tái thì có nắm chắc đoạt giải không? Ngươi đoán xem mình thúc thúc ngươi nói như thế nào. Mình thúc thúc ngươi nói hắn căn bản là không có tư cách tham gia chủ thần đại tái, cho dù là Minh Huy đã thành xuất Vũ Lam cũng chỉ có thể hơn một chút mà thôi. Chỉ có chủ nghệ như Niệm Băng mới có thể đoạt được vị trí cao trong bỉ tái. Tuyết Tĩnh giật mình nói: Mình thúc thúc có phải tự hạ thấp mình quá? Với chủ nghệ của hắn sao không thể đoạt được danh hiệu nào chứ? Chỉ ít là kỹ nghệ đấu mì của Minh thúc thúc cũng rất ít người có thể vượt qua. Hắn sao phải nói như vậy? Tuyết Cực than nhẹ một tiếng đáp: Chuyện này ta cũng đã nghĩ kỹ tới rồi. Kỳ thật, Mình thúc thúc người nói rất chính xác.
không ai rõ thực lực của hắn hơn hắn. Thành phòng trại chúng ta ở băng tuyết nội thành quả thực nổi danh, có Minh Nguyên, Minh Huy, hai sư huynh muội tọa trấn, chúng ta có thể thành sự nghiệp một phương. Nhưng phóng nhãn ra cả đại lục, chủ nghệ giới người tài lớp lớp xuất hiện, điều này không phải chúng ta có thể tưởng tượng được. Đừng nói là ngươi, ngay cả ta cũng có chút ếch ngồi đáy giếng. Chủ nghệ của niệm bang người cũng thấy rõ đấy, người nghĩ hắn so với Minh Nguyên thế nào? Tuyết Tĩnh mặc dù hận niệm băng, nhưng nàng sẽ không hạ thấp chủ nghệ của niệm băng. Dù sao ký ức lúc trước thật sự quá rõ ràng. Chủ nghệ của niệm băng quả thực là lợi hại, nhất là lấy ma pháp nhập chủ. Tuyết Cực nói, sau khi chủ nghệ đã tới trình độ nhất định, còn muốn đề thăng là chuyện phi thường khó khăn. Tựa như mình thúc thúc người, hắn dù tập luyện thêm, cũng vĩnh viễn không có khả năng đạt tới cảnh giới như niệm băng. Niệm băng lấy ma pháp nhập chủ quả thực thần kỳ, nhưng kỹ năng của hắn cũng rất tốt. Thứ khác không nói, với quỷ điêu thần đao thần kỳ của hắn, đừng nói là vũ kỹ chủ sư, cho dù là ta cũng tuyệt đối không làm được. Một người thường có thể luyện tay đến tốc độ nhanh, hơn nữa lại chính xác như thế, cần phải mất bao nhiêu năm khổ luyện. Lần này ta nếu đã quyết định thì sẽ không thay đổi. Ta nhất định để niệm băng đại biểu thanh phong trai chúng ta tham gia chủ thần đại tái. Ngươi phải nhớ kỹ, không nên vì chút thủ riêng mà ảnh hưởng tới đại cục. Niệm băng bản tính rất tốt, trở thành bằng hữu với hắn đối với thanh phong trai chúng ta tương lai phát triển có nhiều chỗ tốt. Băng hỏa ba chủ, bốn thứ này không phải là hư danh. Tĩnh Nhi, kỳ thật trí tuệ của ngươi mặc dù kém Nhu Nhi, nhưng cũng không sai biệt. Nhưng là điểm yếu của ngươi chính là tính tình quá táo bạo. Nếu có lúc nào đó ngươi có thể lãnh tĩnh một chút, có lẽ sẽ thay đổi rất nhiều chuyện. Niệm băng mặt ngoài dù ôn hòa, nhưng từ trong cốt tủy hắn lại đầy ngạo khí. Ta có thể dễ dàng cảm nhận được, hắn tựa như một khối đá. Nếu ngươi cũng là một khối đá, cứng đối với cứng, khẳng định là không có kết quả tốt gì. Cứ cho là các người vô pháp phát triển thành quan hệ tình lữ, chẳng lẽ không thể làm bằng hữu sao? Có thể có một bằng hữu như hắn, đối với ngươi mà nói là một chuyện rất tốt. Ta đã đáp ứng để hắn cùng với tiểu tử Long Hỏa kia tạm thời ở tại nơi này của chúng ta. Ngươi tự mình phải biết cư xử đúng mực. Nghe Tuyết Cực nói Địa Băng và Long Hỏa sẽ ở lại thanh phong trai, Tuyết Tĩnh nhất thời cả kinh. Ba ba, người sao có thể để Long Hỏa ở lại? Chẳng lẽ chúng ta bị hắn làm phiền còn chưa đủ sao? Tuyết Cực cười khổ đáp. Lần này khác, hắn với thân phận bằng hữu của Niệm Băng tới đây, nể mặt Niệm Băng, ta sao có thể đuổi hắn đi được? Long Hỏa đã đáp ứng, tuyệt không quấy rầy ngươi. Ngươi nếu ghét hắn, không để ý tới hắn là được. Hắn là huynh đệ của Niệm Băng, chắc là cũng sẽ không gây phiền toái cho Niệm Băng. Long Hỏa tiểu tử kia tướng mạo đường đường, rất có khí chất nam nhân, nhưng lại quá xấu xa. Lúc trước lại lèn vào khuê phòng của ngươi. Người như thế, cứ cho là thực lực cao cường, ta cũng kiên quyết phản đối người kết giao với hắn. Tuyết Tĩnh hừ một tiếng đáp. Ta hận không giết được hắn, sao còn muốn gặp gỡ hắn chứ? Bất quá ta xem ra cảm tình của hắn với Niệm Băng tựa hồ rất sâu. Tuyết Cực nói. Người ta nếu đã là khách nhân, chúng ta cũng không thể quá thờ ơ. Được rồi, ngươi nghỉ ngơi đi. Nhớ kỹ lời ta vừa nói, không nên làm khó Niệm Băng. Tuyết Tĩnh khẽ gật đầu nói. Có lẽ vừa rồi đánh hắn xong, ta đã chẳng còn hận hắn nữa. Cứ cho là vì thanh phong trai, ta cũng sẽ biết khống chế tính tình của mình. Niệm Băng thư thái đi đường cái. Mọi chuyện phát sinh ở thanh phong trai cũng không thể ảnh hưởng tới tâm tình của hắn. Một lần nữa đối mặt với Tuyết Tĩnh đã trúng hơn trăm trường, trong lòng hắn lại nhẹ đi không ít. Vốn ai nấy cũng đã giảm bớt phần nào, càng khiến hắn cao hứng chính là tư cách tham gia chủ thần đại tái. Hắn luôn có cảm tình với thanh phong trai, đại biểu cho thanh phong trai tham tái cũng không có gì là không tốt. Cứ cho là lần này không chiếm được tư cách tham tái của thanh phong trai, hắn cũng sẽ phải tìm tới biện pháp khác. Từ xa, hắn đã nhìn thấy khối kiến trúc đỉnh nhọn quen thuộc, cảm giác ấm áp tự nhiên xuất hiện. Linh Nhi ôn nhu không ngừng hiện lên trong đầu hắn, hồi tưởng lại cuộc sống trước kia tại đồ thư quán. Mình mỗi ngày đều không ngừng học tập ma pháp tri thức, mà Linh Nhi luôn luôn chiếu cố đến mình, mà mình lại còn khiến nàng thương tâm. Linh Nhi là một nữ hài tử tốt như vậy, mình sao có thể phụ bạc nàng? Nhớ tới đôi mắt đẫm lệ của Long Linh, Niệm Băng không khỏi đau đớn trong lòng. Bước đi nhanh hơn, chẳng mấy chốc Niệm Băng đã tới cổng ma pháp sư công hội. Trước cổng có hai ma pháp sư thủ vệ, trông có tinh thần hơn trước kia rất nhiều. Sơ cấp ma pháp sư bảo sạch sẽ trên người, bất luận tinh thần hay khí chất đều tốt hơn so với trước kia. Hai ma pháp sư này Niệm Băng trước kia chưa từng thấy qua, hiển nhiên là mới gia nhập ma pháp sư công hội không lâu. Chào ngài, xin hỏi có phải ngài là ma pháp sư tới tham gia công hội? Một gã thủ vệ ma pháp sư chủ động hỏi. Niệm Băng lắc đầu, trong tay quang mang chợt lóe, lấy ra thẻ bài tượng trưng cho thân phận trưởng lão.
Hai gã sơ cấp ma pháp sư vừa nhìn thấy thẻ bài liền cuống quýt hành lễ cung kính nói: "Ra mắt trưởng lão, mời trưởng lão." Nói xong tránh sang một bên nhường đường. Niệm Băng vừa muốn đi vào bên trong, một thanh âm quen thuộc vang lên: "À, ngươi là ai?" Một thân ảnh cao cao từ bên trong công hộ đi ra, đó chính là sư cửu đã lâu không gặp. Niệm Băng lấy tay kéo nón trên đầu ra mỉm cười: "Sư cửu đại ca, không nhận ra sao?" Hai gã sơ cấp ma pháp sư vừa nhìn thấy dung mạo trẻ tuổi của Niệm Băng thì không khỏi đồng thời ngây ra, hiển nhiên không nghĩ tới vị trưởng lão này lại còn trẻ như vậy. Sư cửu thấy Niệm Băng cũng ngây ra một lúc. "Niệm Băng, người đã trở về." Thần sắc quán có chút phức tạp nhưng trong mắt lại đầy thiện ý. "Đi thôi, chúng ta cùng vào." Sư cửu tiến đến vỗ vỗ bả vai của Niệm Băng, đưa hắn vào bên trong. Nhiều ngày không gặp, khí chất của sư cửu tựa hồ có chút biến hóa. Đó không chỉ là do ma pháp thực lực gia tăng, đồng thời Niệm Băng qua thiền nhãn huyệt sử dụng linh giác thì có thể cảm giác được rõ ràng khí tức của sư cửu so với trước kia bình tĩnh hơn rất nhiều. Vừa đi, sư cửu vừa quay sang nói với Niệm Băng: "Niệm Băng, cảm tạ ngươi." Niệm Băng mỉm cười đáp: "Ta là một phần tử của công hội, phấn đấu vì vinh dự của công hội là điều ta phải làm." Sư cửu lắc đầu đáp: "Không, ta không phải nói điều này. Ta là vì Linh Nhi. Sau khi ngươi ly khai nơi này, ta đã phát hiện Linh Nhi có một điểm khác lạ. Nàng đã không còn tươi cười như trước kia. Nhìn nàng ngày một tiều tụy, ta thật rất khó chịu. Ta cùng nàng nói chuyện một lần mới biết được nguyên lai là tiểu tử ngươi đã đoạt được tâm hồn của nàng. Niệm Băng, ngươi biết không? Khi đó ta hận không xé được ngươi thành từng mảnh nhỏ. Thế nhưng Linh Nhi lại nói, khiến cho ta hiểu được rất nhiều chuyện. Ngươi không cần hỏi nàng đã nói với ta cái gì. Ta chỉ có thể nói với ngươi, hiện tại ta đã coi Linh Nhi thành muội muội quý giá nhất. Mặc dù ta ma pháp không bằng ngươi, nhưng ngươi sau này nếu dám khi dễ nàng, ta cũng không cho phép. Quả thực ngươi với ta thích hợp với nàng hơn, ta không xứng đáng với nàng. Nói xong, hắn dừng lại mỉm cười nhìn Niệm Băng. Niệm Băng có chút ngốc trệ nhìn sư cửu, dù sao hắn đã thay đổi quá lớn, trong lúc nhất thời vô pháp tiếp nhận. Sư cửu đại ca, ta... Được rồi, gì thì cũng không cần nói, ngươi chỉ cần đối đãi tốt với Linh Nhi là được. Chúng ta đi vào thôi, lão sư đang rất nhớ ngươi. Lần này vì công hội lập được công lớn như thế, khiến chúng ta rốt cục chiếm được danh tiếng ở Băng Nguyệt Đế Quốc. Hôm nay còn có một vị khách quý, vừa lúc ngươi trở về cũng nên gặp một lần, sau đó rồi hãy tìm Linh Nhi. Niệm Băng gật đầu, xét về lễ số hắn quay lại cũng phải gặp Long Trí trước. Nghe sư cửu nói, Niệm Băng cảm giác được trong lòng nhẹ nhàng đi không ít. Mặc dù hắn không sợ sư cửu nhưng có thể hóa địch thành bạn, không phải là tốt hơn sao? Huống chi bản thân hắn cũng chẳng có mâu thuẫn thực sự nào với sư cửu. Hai người nhanh chóng đi tới chủ lâu của công hội. Sư cửu mang Niệm Băng hùng hổ đi đến đại sảnh lầu 2. "Lão sư, người xem mai đã trở về." Niệm Băng đi theo sư cửu lên lầu. Trên sofa ở đại sảnh có hai người, phía sau còn có một người đứng. Hai người ngồi hắn đều biết, một người tự nhiên là Băng Nguyệt Đế Quốc ma pháp sư công hội hội trưởng phong hệ ba đạo sư Lâm Chí, mà người kia lại chính là kẻ hắn mới gặp không lâu, Băng Nguyệt Đế Quốc ngũ hoàng tử Yến Vân. Sau lưng Yến Vân là một lão già thâm xuyên lam sắc trường bào. Niệm Băng vừa mới lên đầu liền cảm giác được tinh quang lóe lên trong mắt lão già. Thông qua thiên nhãn huyệt, hắn lập tức cảm giác được chỗ bất phàm của lão già này. Cao thủ, tuyệt đối là cao thủ. Long Chí vốn đang tươi cười cùng với Yến Vân nói chuyện, đột nhiên thấy Niệm Băng, hắn đầu tiên là ngây ra một lúc, ngay sau đó cũng không có lộ vẻ quá mừng rỡ, ngược lại còn có vài phần xấu hổ. Long Chí đứng lên nói: "Niệm Băng, người rốt cục đã trở về." Niệm Băng liếc nhìn Yến Vân rồi khom người hướng phía Long Chí hành lễ: "Lão sư." Long Chí ho khan một tiếng nói: "Tới đây, ta giới thiệu với người một chút, vì này là..." "Không cần giới thiệu, ta cùng với Niệm Băng huynh đệ đã gặp mặt rồi." Yến Vân chủ động đứng lên, hắn hiển nhiên cũng đã minh bạch thân phận của Niệm Băng. "Thật không nghĩ tới, nguyên lai Niệm Băng huynh chính là thiên tài ma pháp sư dương ngoài cho Băng Nguyệt Đế Quốc chúng ta." Vẻ kinh ngạc trong mắt hắn không thể che giấu được. Lúc trước ở Thanh Phong Trai, hắn rõ ràng thấy Niệm Băng dùng thân thể tiếp nhận hơn 100 trường của Tuyết Tĩnh. Chẳng lẽ hắn đã dùng ma pháp để phòng ngự sao? Niệm Băng nói: "Ngũ hoàng tử điện hạ, chào ngài." Yến Vân nhướng mày: "À, nguyên lai Niệm Băng huynh đã biết thân phận của ta. Kỳ thật thân phận này là phụ hoàng ban cho, chúng ta cứ dùng tuổi tác mà nói chuyện." Hắn hiện tại đang cùng hai vị hoàng tử khác tranh vị, đối với nhân tài đương nhiên là rất khát vọng. Trước mặt Niệm Băng mới đoạt chức quán quân của ngũ quốc tân duệ ma pháp sư đại tái, ngữ khí nhất thời khách khí hơn rất nhiều. Long Chí nhíu mày nhìn Niệm Băng trách: "Nguyên lai các người đã biết nhau, vậy thì tốt quá. Niệm Băng, người vừa mới trở về, đi đường khổ cực, lát nữa ta sẽ tìm ngươi. Sư cửu, người đưa Niệm Băng đi xuống nghỉ ngơi đi." Niệm Băng mặc dù trong lòng kỳ quái nhưng cũng không nói thêm gì. Hắn cũng đang mong đi gặp Linh Nhi, không muốn trì hoãn ở chỗ này. Dù sao trong đầu hắn nghĩ chuyện Long Trí cùng với Yến Vân nói tất nhiên đều là những sự tình liên quan đến chính trị. Những thứ này hắn cũng không có hứng thú.
Đúng lúc này Yến Vân nói ra một câu khiến cho lòng của Nệ Băng cuộn sóng. Long hội trưởng, chuyện của chúng ta nếu đã định, ta đây xin đi trước. Vừa lúc ta muốn hỏi Nệ Băng ma pháp sư một chút tình huống diễn ra trong bỉ tái. Hôn kỳ của ta và Linh Nhi tiểu thư, chờ ta trở về tâu lên phụ hoàng rồi sẽ nhanh chóng thông chi cho ngài. Cái gì? Người muốn kết hôn với Linh Nhi? Sư Cửu kinh hô ra tiếng. Long Chí trầm giọng nói, Sư Cửu không được vô lễ. Hắn vừa quát Sư Cửu vừa phát hiện mặt của Nệ Băng trong nháy mắt đã lạnh tanh. Yến Vân mỉm cười đáp, không sai. Từ lâu đã nghe Linh Nhi tiểu thư ôn nhu động lòng người, có thể cùng Linh Nhi tiểu thư kết thành là vinh hạnh của ta. Nệ Băng nhìn thẳng vào mắt Yến Vân cười nhạt nói, thật sự là không có ý tứ. Ngũ hoàng tử điện hạ, Linh Nhi là hôn thê của ta, nàng sao có thể kết hôn với người chứ? Yến Vân ngẩn người, đưa mắt nhìn lại Long Trí. Long Trí có chút tức giận. Nệ Băng, người không nên nói lung tung. Linh Nhi lúc nào thành hôn thê của ngươi, người đi xuống trước đi. Ngũ hoàng tử điện hạ, đây chỉ là hiểu lầm, xin ngài không nên đa tâm. Yến Vân nhìn Long Trí rồi lại nhìn Nệ Băng, nhíu mày nói, ta bất kể chuyện này có đúng hay không, còn cần Long hội trưởng mau giải quyết cho tốt, nếu không ta cũng không biết nói lại với phụ hoàng thế nào. Được rồi, gia vụ của các ngươi thì các ngươi tự mình xử lý đi. Yến Vân cáo từ. Nói xong hắn lách qua người của Nệ Băng đi ra ngoài. Ngay khi Yến Vân sắp vượt qua Nệ Băng thì dị biến diễn ra. Thất thải quang mang không hề dự đoán được từ trong cơ thể của Nệ Băng lao ra. Thân thể của Yến Vân phảng phất như ngừng lại, trong nháy mắt đứng yên. Tiên thiên lĩnh vực mà đối kháng được với cả Long Vương cao thủ thì hắn sao có thể chống được. Bảy đạo ánh sáng đồng thời phóng ra, mang theo bảy loại khí tức ma pháp bất đồng, đồng thời trùm lên Yến Vân. Trong khoảnh khắc, Yến Vân không dám có chút vọng động, sát ý mãnh liệt trên thất tê đao khiến hắn rung động, ngay cả nói cũng không thể. Lam Y lão giả thấy Yến Vân đột nhiên bị chế trụ, nhất thời kinh hãi, vọt về phía Nệ Băng. Nệ Băng trong nháy mắt uy quang lóe lên, thất tê ma pháp đao quang mang đại phóng, khí tức bùng phát mênh mông. Mặc dù hắn chưa nói gì, nhưng Lam Y lão giả khi cách hắn một trượng thì đột nhiên dừng lại, không thể bước tới một bước nào nữa. Thiên nhãn lĩnh vực mà Nệ Băng phóng ra phi thường xảo diệu, vừa vặn bao phủ hắn và Ngũ hoàng tử Yến Vân ở bên trong, thành âm bằng lãnh từng chữ từng chữ. Ta bất kể ngươi có thân phận gì, cũng không quản ngươi là ai. Nhớ kỹ lời ta nói, nếu ngươi dám còn có chủ ý với Linh Nhi, vậy thì lần sau gặp mặt, thân thể của ngươi sẽ thành vụn cám. Còn nữa, trở về nói cho lão tử nhà ngươi, ta đối với cung đình ngự chủ cái gì cũng không có chút nào hứng thú. Nếu muốn bắt ta, ta đây đề nghị ngươi mời băng tuyết nữ thần tế tự tới. Quang mang đồng thời biến mất, phảng phất như chưa có gì phát sinh. Yến Vân loạng choạng mấy bước, trong mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ. Một khắc vừa rồi, hắn cảm giác được rõ ràng khoảng cách tới tử vong lại gần đến như thế. Lam Y lão già nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể như thiểm điện lao về phía Nệ Băng, ngân quang bắn ra, chính là thánh đấu khí của Vũ Thánh. Nếu như là trước kia, cứ cho là Nệ Băng chiếm được bài thanh ma pháp đao, trong khoảng cách gần như thế thì rất khó chống lại một Vũ Thánh. Thế nhưng hắn đã không còn là Nệ Băng trước kia. Băng hỏa đồng nguyên ma pháp gần như đại thành, thêm vào thiên nhãn huyệt đã mở ra, đã đưa hắn vào hàng ngũ ma pháp sư hàng đầu đại lục. Khoảng cách một trượng, trong mắt của Lam Y lão già lại đột nhiên trở nên xa xôi, xung quanh hoàn toàn bị thất sắc quang thải bao trùm. Bài ảnh từ xuất hiện ở trước mặt hắn, mỗi đạo quang thải đều rất chân thật, rồi lại như thế hư ảo, bài đạo thân ảnh như quỷ mị lần lượt lao qua. Lam Y lão già chỉ cảm thấy toàn thân khẽ rung, đấu khí trong cơ thể đã không thể đề tụ lại được nữa. Thất sắc quang mang lại biến mất. Nệ Băng từng bước tới Lam Y lão già đang ngây ngốc đứng đó, lãnh đạm nói, có tuổi như vậy rồi, hà cớ gì còn phải khổ cực bán mạng cho người ta. Ta không muốn giết người, cho nên ngươi rất may mắn. Ta dùng thất trùng ma pháp lực phong ấn kinh mạch của ngươi, một tháng sau mới có thể tự biến mất. Rời bỏ chủ tử của ngươi đi thôi. Từ trước khi Nệ Băng tới Đô Thiên Thành, hắn đã dựa vào dung hợp ma pháp bình thổ với phượng tộc trưởng lão có cấp bậc vũ thánh. Hiện tại hắn lại có thiên nhãn linh vực, căn bản là không e ngại vũ giả điều gì. Dưới tình huống mà ma pháp sư có thể hoàn thành ma pháp, vũ giả đồng cấp bậc rất khó đạt được thắng lợi. Sự thần kỳ của thiên nhãn lĩnh vực thêm vào bài thanh ma pháp thần nhận, một vũ giả sao có thể là đối thủ của Nệ Băng? Mặc dù chiến thắng của hắn là từ đột nhiên tập kích, nhưng vẫn chứng tỏ được thực lực cường đại của hắn. Thánh đấu khí tuy mạnh, thế nhưng trong thiên nhãn lĩnh vực, Nệ Băng có thể nắm chắc đấu khí thuộc tính đối thủ, lấy tác dụng làm suy yếu đấu khí, rồi dùng ma pháp lực hoàn toàn tương khắc tiến hành phong ấn, lập tức có thể đạt tới hiệu quả tốt nhất. Vũ Thánh cấp bậc cao thủ nếu muốn cùng Nệ Băng chống lại, điều đầu tiên chính là không nên bị lọt vào lĩnh vực của hắn, nếu không coi như sẽ không còn cơ hội gì. Lam Y lão già và Yến Vân đi. Yến Vân lúc rời đi nhãn thần rất quái lạ, nhưng Nệ Băng bằng vào linh giác của thiên nhãn huyệt vẫn còn dễ dàng phát hiện khí tức âm độc tản ra trên người hắn.
Thế nhưng điều này đối với hắn mà nói cũng không trọng yếu. Vì bảo vệ Linh Nhi, hắn không sợ bất cứ kẻ nào. Ẩn nhẫn nhiều năm, rốt cục mình cũng có thể đặt chân tới thực lực hàng đầu trên đại lục. Hắn biết rõ mình nên làm như thế nào. Niệm Băng, ngươi đã làm gì? Ngươi biết cơ hội này đối với công hội trọng yếu thế nào không? Long Chí phẫn nộ quát. Niệm Băng xoay người nhìn Long Chí, ánh mắt hắn có chút băng lãnh, gật đầu nói. Ta đương nhiên minh bạch, điều này trọng yếu thế nào đối với công hội. Đối với công hội mà nói, ta chỉ là một quân cờ để lợi dụng. Có lẽ ngay cả ngài cũng không nghĩ tới, ta lại có thể đoạt được chức quán quân. Có chức quán quân này của ta, lập tức giúp cho công hội đề thăng nhanh chóng địa vị ở Băng Nguyệt Đế Quốc. Cơ hội này đối với người luôn tận tâm tận lực cho sự phát triển của công hội mà nói, thì thật sự là quá trọng yếu. Thế nhưng, ta cuối cùng chỉ là một quân cờ mà thôi. Cứ cho là ma pháp của ta cường đại, để đem tới danh khí lớn hơn nữa cho công hội, ta bất quá cũng chỉ là đệ tử của ngài, là một ma pháp sư. So với vị ngũ hoàng tử có cơ hội kế thừa vương vị kia, ta thì đáng gì chứ? Nếu có thể đặt hắn hơn ta, một khi hắn trở thành chủ nhân của Băng Nguyệt Đế Quốc, đối với ma pháp sư công hội mà nói, thì thật là tốt. Có quan hệ nâng đỡ, ma pháp sư công hội rất có thể sẽ đuổi kịp địa vị của băng thần tháp. Thêm nữa, băng thần tháp cũng không phải thứ có thể bị Băng Nguyệt Đế Quốc hoàn toàn khống chế. Đây là một lợi dụng lẫn nhau. Chỉ cần hôn nhân chính trị này thành công, vậy ngài có thể trở thành quốc trưởng tương lai. Ma pháp sư công hội cũng có thể cắm rễ sâu ở Băng Nguyệt Đế Quốc, thậm chí có thể trở thành ma pháp sư công hội cường đại nhất trên đại lục. Ta nói đúng chứ, lão sư của ta. Nhìn ánh mắt trong suốt của Niệm Băng, Long Chí trong lòng trống rỗng. Quả thực trong lòng hắn, Niệm Băng mặc dù trọng yếu, nhưng sao so được với ngũ hoàng tử quyền thế ngập trời. Hôm nay ngũ hoàng tử đề thân khiến hắn mừng rỡ, lại vạn lần không nghĩ tới Niệm Băng lại về đúng lúc này. Hơn nữa còn với thực lực cường đại ngoài dự liệu của hắn, suýt nữa giết chết ngũ hoàng tử. Sư cửu không biết Niệm Băng dùng cái gì, ngũ hoàng tử cùng với tên Lam Y lão giả kia có lẽ cũng không biết. Nhưng thân là ma đạo sư, hắn sao không nhận ra? Đó rõ ràng là đại biểu cho tiên thiên lĩnh vực của siêu cấp ma pháp sư. Hơn nữa còn là tiên thiên lĩnh vực mang theo thất trùng bất đồng ma pháp khí tức. Hành động của Niệm Băng không hề cố kỵ, khiến hắn có chút rối loạn. Đắc tội với ngũ hoàng tử đối với Băng Nguyệt Đế Quốc ma pháp sư công hội mà nói thì tuyệt đối là tai nạn. Thế nhưng hiện tại mình có thể xử trí thế nào với Niệm Băng mới đem lại vinh dự lớn lao cho công hội đây? Niệm Băng thản nhiên cười tiếp tục nói: có chuyện ngài chưa nghĩ tới. Ngài chỉ có một nữ nhi là Linh Nhi, chẳng lẽ ngài không hề suy nghĩ cho hạnh phúc của nàng ta sao? Trong mắt của Linh Chí, hàn quang lóe lên nói. Nói vậy, có thể gả vào hoàng gia là điều bao nhiêu người mơ tưởng. Ngũ hoàng tử trời sinh anh trí, lại là nhất biểu nhân tài. Linh Nhi theo hắn thì tuyệt đối là hạnh phúc. Niệm Băng, ngươi từng bày tỏ với ta để Linh Nhi buông bỏ tình ý với ngươi. Hôm nay ngươi làm như vậy là có ý gì? Niệm Băng thở dài một tiếng. Đúng vậy, ta có lỗi với Linh Nhi, ta từng phụ bạc nàng. Thế nhưng chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không phát sinh lần nữa. Linh Nhi chỉ có thể là của ta. Điểm này không thể nghi ngờ. Lão sư, ngài biết tại sao Lạc Nhu tiểu thư phải ly khai Băng Nguyệt Đế Quốc không? Ngài chắc không biết, nhưng ta lại biết. Đó là bởi vì nàng nhìn xa trông rộng. Gả vào hoàng gia đối với quyền lực mà nói đương nhiên là chuyện tốt. Thế nhưng đối với nữ hài tử mà nói thì lại là đeo lấy thống khổ. Với thân phận của Yên Vân, tương lai sẽ có bao nhiêu thê thiếp thì ai chả biết. Cho dù Linh Nhi nhất thời được sủng ái, thế nhưng nàng có thể vĩnh viễn được Yên Vân yêu sao? Đáp án là không. Vừa vào cửa cung sâu như biển, đạo lý này ngài chắc cũng hiểu. Thế nhưng ngài lại vì quyền lực mà ngũ hoàng tử có thể đem tới cho ngài mà cố ý bỏ qua chuyện này. Ngài là phụ thân của Linh Nhi, nàng là nữ nhi duy nhất của ngài đấy. Đúng vậy, sư phụ, Niệm Băng nói rất có đạo lý, ngài nên nghĩ kỹ một chút. Sư cửu ở một bên nói. Long Chí quay ngang sang phía sư cửu. Ngươi đi xuống trước, nơi này không cần ngươi nhiều lời. Sư cửu còn muốn nói cái gì nhưng vẫn nhịn lại được, xoay người đi xuống dưới lầu. Trước khi rời đi, hắn đánh mắt về phía Niệm Băng cổ vũ. Sư cửu đi rồi, thanh âm của Long Chí trở nên nhu hòa một chút. Niệm Băng, ngươi là thực sự thích Linh Nhi sao? Niệm Băng kiên định gật đầu đáp. Đúng vậy, lần này ta trở về, một trong những mục đích quan trọng nhất chính là xác lập quan hệ với Linh Nhi. Ta là thật tình, Linh Nhi cũng vậy, ta hy vọng ngài có thể cho phép chúng ta. Long Chí lãnh đạm nói. Thế nhưng, nếu ta nhớ không lầm, ngươi còn có cửu hận chưa báo. Phụ mẫu chi cửu bất cộng đái thiên. Cứ cho là thực lực của ngươi hiện tại đã tăng cường một chút, ngươi có thể là đối thủ của băng tuyết nữ thần tế tự sao? Nếu ta đáp ứng trao Linh Nhi cho ngươi, tương lai ngươi vì báo thù mà chết đi, nữ nhi của ta sao có thể hạnh phúc? Không sai, ngươi nói rất đúng. Vì sự phát triển của công hội, ta nguyện ý làm chuyện này. Hai nguyện vọng lớn nhất trong cuộc đời ta, một là có thể trở thành thần giáng sư, mà nguyện vọng kia chính là khiến công hội trở thành đại lục ma pháp giới đệ nhất công hội. Linh Nhi là nữ nhi của ta,
Từ nhỏ đến lớn nàng vẫn ủng hộ ta, ta nghĩ lần này cũng sẽ không phải ngoại lệ. Huống chi điều ngươi nói, mặc dù có thể đúng, nhưng ta tin tưởng với phẩm tính của Linh Nhi, vị tất sẽ không chiếm được tâm của Ngũ Hoàng Tử. Đệ Băng, ngươi không được quên, ngươi là một thành viên của Ma Pháp Sư Công Hội. Vì Công Hội, ta hy vọng ngươi có thể hy sinh một chút. Ta từng đáp ứng ngươi, trong tương lai không xa, vị trí này của ta sẽ được trao cho ngươi. Lời hứa này sẽ không thay đổi. Lần này ngươi vì Công Hội lập được công lao như vậy, lại có thực lực cường đại làm hậu thuẫn, ta đang chuẩn bị lập ngươi làm Công Hội Phó Hội trưởng. Đệ Băng lại kích động lớn tiếng nói: Lão sư, ngài cho rằng ta là một kẻ chạy theo lợi ích sao? Ta có thể trịnh trọng nói cho ngài biết, đối với quyền thế ta luôn không ham muốn gì. Công hội hội trưởng đối với ta mà nói cũng không trọng yếu, mà Linh Nhi trong lòng ta lại là một trong những người trọng yếu nhất. Ngài không cần nhiều lời, bất luận dưới tình huống nào ta cũng không buông bỏ Linh Nhi. Thời gian này ta đã nghĩ thông suốt, ta nguyện ý đem lại cho Linh Nhi một gia đình ấm áp. Ta không thể cam đoan mình nhất định là trượng phu tốt, thế nhưng ta lại có thể cam đoan ta nhất định sẽ toàn tâm toàn ý yêu Linh Nhi. Đối với Linh Nhi tốt như vậy, ta tuyệt đối sẽ không buông bỏ. Đoạn này hắn nói như chém đinh chặt sắt, đã không còn để lại đường lui trong quan hệ giữa mình với Long Chí. Ý tứ của hắn rất rõ ràng, chính là nói với Long Chí, bất luận ngươi dùng thủ đoạn gì, ta đều không buông bỏ Linh Nhi. Long Chí ánh mắt lạnh xuống. Nói như vậy, ngươi là cố ý phá loạn. Niệm băng, ngươi không được quên, ta mới là Băng Nguyệt Đế Quốc Ma Pháp Sư Công Hội Hội trưởng, mà Linh Nhi cũng là nữ nhi của ta. Niệm Băng khóe miệng nhếch lên, trong mắt toát ra một tia khinh thường. Không sai, ngươi là phụ thân của Linh Nhi, nhưng cũng là một người phụ thân mà ngay cả hạnh phúc của nữ nhi mình cũng không để ý. Ta yêu Linh Nhi, ta sẽ không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn nàng. Ta không muốn nhìn nàng khóc, ta muốn trên mặt nàng luôn nở nụ cười. Lão sư, có lẽ đây là lần cuối cùng ta xưng hô như vậy với ngươi. Lúc đầu khi ta mới vào công hội, ngài từng trợ giúp cho ta không ít, nhưng ta cũng đem lại danh khí cho công hội. Ta, ngươi, có thể nói là hai bên không còn thiếu nợ nhau. Thân phận công hội trưởng lão, ta không muốn làm nữa. Nếu ngươi muốn đối phó với ta, vậy thì tùy tiện ngươi dùng thủ đoạn gì, ta đều tiếp nhận được. Vừa nói hắn vừa lấy trong trì giới ra thẻ bài, đại biểu cho thân phận trưởng lão ném xuống đất, ánh mắt quật cường nhìn thẳng vào mắt Long Chí. Ngươi thật ngang, ngay cả lão sư cũng không nhận. Được. Ta đây còn muốn lĩnh giáo bản lĩnh của ngươi một chút, có thể đánh bại một vũ thánh, xem ngươi còn có thể đánh bại một ma đạo sư không. Chỉ cần ngươi giết được ta, tự nhiên không còn ai ngăn cản ngươi được nữa. Thành sắc khí lưu bay vòng quanh thân thể Long Chí Đích, tự do chi phong chuyển hóa thành cuồng bạo chi phong, không ngừng quay cuồng. Long Chí nghiên cứu phong hệ ma pháp hàng chục năm, ma pháp tu vi đến ngay cả băng tuyết nữ thần tế tự cũng có vài phần kiêng kỵ, thực lực thì không thể nghi ngờ. Đúng lúc này một thanh âm nức nở vang lên. Không, ba, ngươi không nên động thủ với Niệm Băng. Một lam sắc thân ảnh chạy nhanh lên lầu, cũng là lam sắc ma pháp bào, cũng là tử sắc trường phát. Trong cặp mắt to, tràn ngập kinh hoàng, khuôn mặt tái nhợt, thân thể tựa hồ gầy hơn nhiều so với trước kia, chính là nhu nữ Long Linh. Linh Nhi, Niệm Băng cùng với Long Chí đồng thời mở miệng. Niệm Băng đi nhanh tới đón nàng, không để ý tới Long Chí bên cạnh, ôm lấy thân thể mềm mại của nàng vào trong lòng, cảm thụ thân thể mềm mại gầy mòn, cảm thụ nhịp tim thình thịch của nàng. Mắt Niệm Băng có chút mơ hồ. Nữ hài tử này một mực thầm yêu mình, nữ hài tử vẫn đau khổ tưởng nhớ mình. Lúc này trong mắt hắn vô cùng động nhân. Niệm Băng biết mình vĩnh viễn sẽ không phụ bạc Long Linh, vĩnh viễn sẽ không. Đột nhiên bị Niệm Băng ôm vào lòng, Long Linh lại càng hoảng sợ, nhưng rất nhanh bờ ngực ấm áp quen thuộc đã khiến nàng an lòng. Cái ôm đột nhiên này đã chứng minh hết thảy, đau khổ chờ đợi rốt cục cũng đã được gặp lại. Kích động, nước mắt tràn mi, nàng ôm chặt eo của Niệm Băng. Nàng rất sợ mọi chuyện này chỉ là một giấc mộng. Niệm Băng ôm Long Linh để nàng khóc trên ngực mình. Hắn biết hiện tại lúc này để Linh Nhi khóc hết những ủy khuất trong lòng thì tốt hơn cho nàng. Ánh mắt hướng về Long Chí đang sầm sì, bình tĩnh nhìn hắn. Long Chí thầm nghĩ trong lòng. Sư cửu tiểu tử này thật là nhiễu, gọi Linh Nhi lại đây làm cái gì? Một lát sau thì Long Linh mới nhớ tới mình đến làm gì, vội vàng thoát ra khỏi ngực của Niệm Băng, dùng ống tay áo lau lau nước mắt. Bà, người thật sự muốn gả ta cho Ngũ Hoàng Tử kia sao? Long Chí nhìn nữ nhi hai mắt đẫm lệ, lòng nhất thời mềm đi. Linh Nhi, người cũng biết đấy, đây là cơ hội tốt nhất cho công hội chúng ta. Hơn nữa, Ngũ Hoàng Tử làm người, nhìn cao trông rộng, nhân phẩm lại tốt, tướng mạo cũng xứng với người, có gì không tốt chứ? Long Linh nhìn phụ thân, từ nhỏ đến lớn, nàng đều biết phụ thân vì Băng Nguyệt Đế Quốc Ma Pháp Sư Công Hội mà nỗ lực bao nhiêu. Khi còn bé nàng đã thầm phát thệ,
đợi khi mình trưởng thành, nhất định nỗ lực tu luyện ma pháp, tranh thủ trợ giúp cho phụ thân. Thế nhưng hiện tại một bên là phụ thân của nàng, mà bên kia lại là nam nhân của nàng. Lòng bàn tay hay là lưng bàn tay thì đều là thịt, nàng sao có thể lựa chọn đây? Niệm Băng từ sau ôm lấy eo của Linh Nhi, yêu thương nói, Linh Nhi, ngươi sao lại gầy như vậy, có phải là không ăn được? Hắn phảng phất đã quên mất trang diện xấu hổ trước mắt, ân cần nhìn Long Linh. Cảm thụ bàn tay ấm áp của Niệm Băng, lòng của Long Linh ổn định lại một chút, quay đầu lại nhìn hắn một cái, lo lắng trong mắt lại càng sâu. Nếu không có Niệm Băng, nàng nhất định sẽ ôn nhu đáp ứng yêu cầu của phụ thân. Dù sao đây là hy vọng duy nhất của phụ thân. Thế nhưng, còn Niệm Băng nhiều năm tương tư đợi chờ, nội tâm mâu thuẫn khiến nước mắt không ngừng chảy ra. Nhìn Long Linh, Niệm Băng biết là mình đã không còn lựa chọn. Vì Linh Nhi, mình tuyệt không thể trở mặt với Long Trí. Long Trí ở trong lòng Long Linh thật sự quá trọng yếu, mình căn bản không thể mang Linh Nhi đi. Như vậy nàng vĩnh viễn không thể vui sướng chân chính. Nghĩ tới đây, Niệm Băng đã quyết định, nhìn Long Trí nói, nguyện vọng của ngài, ta đã minh bạch. Nếu là vì ta có lẽ sẽ làm nhiều chuyện cực đoan, nhưng vì Linh Nhi, ngài vẫn còn là lão sư của ta. Nguyện vọng của ngài chính là muốn cho Băng Nguyệt Đế Quốc Ma Pháp Sư Công Hội trở nên cường đại, thế thôi. Được, ta giúp ngài. Ta nghĩ ngài không phải cần Ngũ Hoàng Tử ủng hộ, mà là Băng Nguyệt Đế Quốc Quốc Vương đích thân tương lai ủng hộ. Nếu ta có thể khiến Quốc Vương tương lai ủng hộ ngài phát triển công hội, ta nghĩ ngài cũng sẽ không đem Linh Nhi gà cho Ngũ Hoàng Tử kia nữa. Long Trí nghi hoặc nhìn Niệm Băng, trong mắt hiện ra vẻ suy tính thật nhanh. Đột nhiên trong mắt hắn chợt lóe sáng, có chút vội vàng nói, ngươi là muốn ủng hộ Đại Hoàng Tử hay là Nhị Hoàng Tử? Niệm Băng thản nhiên cười đáp, không, ta đối với những kẻ xa lạ này không có hứng thú. Lão sư, chúng ta đánh cuộc đi. Đánh cuộc Băng Nguyệt Đế Quốc tương lai Quốc Vương, ngài có thể đáp ứng quan hệ với Ngũ Hoàng Tử và Linh Nhi. Bất quá, phải đưa ra điều kiện. Chỉ có khi hắn lên làm Quốc Vương mới có thể lấy được Linh Nhi. Nghe nói, Băng Nguyệt Đế Quốc Quốc Vương không còn sống được bao lâu nữa. Ta nghĩ Quốc Vương cũng nên sắp xác định rồi. Long Trí thở dồn dập một chút. Niệm Băng, chỉ bằng ngươi, một người có thể thay đổi chính đàn Băng Nguyệt Đế Quốc. Ngươi phải hiểu được trong chuyện này, ta tuyệt không ủng hộ ngươi. Công hội chúng ta mặc dù hiện tại có địa vị hơn một chút so với trước kia, nhưng cũng chỉ bất quá là vừa mới hưng khởi mà thôi. Còn chưa đủ để ảnh hưởng tới cả chính cục như Băng Tuyết Nữ Thần Tế Tự. Còn kém, kém nhiều lắm, nhiều lắm. Ngươi bất quá chỉ là một gã ma đạo sĩ, chỉ bất quá chiếm được quán quân của một cuộc thi, nhưng không có thế lực gì đáng nói. Chỉ bằng một câu nói này của ngươi, bảo ta cự tuyệt Ngũ Hoàng Tử sao? Niệm Băng thản nhiên nói, đương nhiên, vì Linh Nhi, ngài cũng không thể lựa chọn sai lầm. Thế nhưng cũng là vì Linh Nhi, ngài sao không để cho ta có một cơ hội chứ? Ta đã nói rồi, ngài có thể đáp ứng trước hôn sự của Ngũ Hoàng Tử và Linh Nhi, cũng đáp ứng toàn lực ủng hộ hắn leo lên ngôi vị hoàng đế. Nhưng chỉ khi hắn chính thức leo lên vị trí kia mới có thể gả Linh Nhi cho hắn. Có lẽ làm như vậy trong lòng Ngũ Hoàng Tử sẽ có chút khúc mắc với ngài. Nhưng như vậy, nếu thành công, hoàn thành lời hứa, ngài không phải thu được lợi ích lớn hơn nữa sao? Lão sư, điều này đối với ngài mà nói cũng chẳng có cái gì là tổn thất. Long Trí nhíu mày, trong mắt quang mang chợt thoáng chợt hiện, hắn đang do dự. Long Linh nhìn phụ thân, nhìn lại nam nhân mà mình yêu thương. Tâm tình của nàng lúc này cực kỳ phức tạp, nắm chặt tay của Niệm Băng. Niệm Băng thản nhiên cười nói, lão sư, chúng ta đến trắc nghiệm sảnh, ta muốn tỉ thí một lần với ngài. Long Trí sực sốt một chút, người muốn sò ma pháp với ta. Niệm Băng gật đầu nói, không sai, ta phải chứng minh cho ngài xem, ta cũng có đủ năng lực để bảo vệ Linh Nhi. Kỳ thật nếu không phải vì cảm thụ của Linh Nhi, ta có thể bỏ mặc mà mang nàng ly khai nơi này, vĩnh viễn cũng không quay lại. Nói vậy, ngài lại càng khó ăn nói với cả Ngũ Hoàng Tử, ta nghĩ chỉ cần ta cố ý mang Linh Nhi đi, không ai có thể ngăn cản được ta. Long Trí nhào mắt, tinh quang lóe lên rồi biến mất. Một năm không thấy, Niệm Băng, người đã thay đổi rồi. Niệm Băng nói, thực lực khiến cho người ta tự tin. Chỉ bằng tiên thiên lĩnh vực của ngươi sao? Long Trí có chút khinh thường, mặc dù hắn cũng giật mình với tiên thiên lĩnh vực của Niệm Băng. Thế nhưng, tiên thiên lĩnh vực không thể đại biểu hết thầy. Dù sao, chiến đấu thực sự cũng không giống bỉ thái, còn cho phép dùng ma pháp quyền trục để có thể thuấn phát ma pháp. Huống chi Long Trí trở thành ma đạo sư nhiều năm rồi. Với thực lực ma đạo sĩ của Niệm Băng mà có thể chiến thắng hắn, hắn sao có thể tin tưởng? Không thử qua thì sao mà biết được? Niệm Băng bình tĩnh nhìn Long Trí. Được, chỉ cần ngươi có thể thắng ta đáp ứng điều kiện của ngươi. Mặc dù công hội chúng ta thế nhược, nhưng bảo trụ Linh Nhi cho đến khi Ngũ Hoàng Tử đăng vị cũng không khó. Nói xong hắn đi trước ra ngoài. Nhìn phụ thân xuống lầu, Long Linh cảm kích nhìn Niệm Băng. Đều là vì ta, Niệm Băng, ngươi. Niệm Băng kéo tay Long Linh đưa lên môi hôn. Linh Nhi, không phải lo lắng gì, được chứ? Mọi chuyện đều ra cho ta giải quyết.
Nếu ta muốn làm nam nhân của ngươi, tất nên vì ngươi giải trừ mọi phiền nhiễu, trừ phi ta chết, nếu không ta tuyệt không để ngươi gả cho người khác. Được rồi, chúng ta cũng đi đi. Ma pháp chắc thí đại sảnh có cấm chế cường liệt. Lúc đầu, Niệm Băng từng ở chỗ này trắc nghiệm ma pháp thực lực. Niệm Băng để cho Long Linh ở bên ngoài chờ đợi, tự mình đi theo Long Chí tiến nhập đại sảnh. Trung quanh là ma pháp phong ấn quen thuộc, ma pháp nguyên tố sục sôi giúp hắn tiến nhập cảnh giới cổ tỉnh vô ba. Hắn là một người không thích phiền toái, thế nhưng vì yêu sâu sắc Long Linh, kể cả phiền toái hơn nữa, hắn cũng phải làm. Hắn từng phát thệ tuyệt đối không để Long Linh lại phải khóc vì mình. Long Chí đứng ở giữa đại sảnh đợi Niệm Băng, thanh sắc quang mang nhàn nhạt không ngừng lượn quanh thân thể của hắn. Trên tay của hắn đã âm thầm giữ ba ma pháp quyền trục. Mặc dù hắn biết ma pháp lực của Niệm Băng không bằng mình, thế nhưng đối với ưu thế tuấn phát của tiên thiên lĩnh vực lại khiến hắn không dám sơ suất. Tiên thiên lĩnh vực ma pháp sư dù sao rất ít thấy, ngay cả hắn cũng chỉ nghe nói qua mà thôi. Trước khi chưa thăm dò tiên thiên lĩnh vực của Niệm Băng có năng lực gì, hắn phải cẩn thận. Niệm Băng đi tới cách Long Chí chừng 10 trượng thì dừng lại. Trên tay trái không gian chi giới mà Long Chí cho hắn lóe sáng, nón trên đầu được thu lại, bạch sắc trường phát xõa xuống hai vai. Thấy Niệm Băng một đầu bạch phát, Long Chí không khỏi ngây người một lúc. Đột nhiên hắn tựa hồ minh bạch cái gì, hoảng sợ nói: Niệm Băng, người đã sử dụng ma pháp kia ta dạy cho ngươi. Niệm Băng gật đầu nói: Không sai, ta đã sử dụng. Vì bằng hữu, ta không thể không chớ chú sinh mệnh của chính mình để đánh đổi thực lực cường đại hơn. Ngài không cần kỳ quái, sinh mệnh lực của ta đã hoàn toàn khôi phục bình thường, chỉ là mái tóc này lại vĩnh viễn vô pháp trở lại bộ dáng ban đầu. Từ sau khi ly khai băng tuyết thành, ta đã trải qua rất nhiều chuyện, có một số việc ngay cả ta đến bây giờ vẫn còn chưa rõ. Hắn ám chỉ chính là việc mình cùng Tiểu Long Vương Áo Tư Tạp hợp thể. Áo Tư Tạp bây giờ còn ngủ say bên trong tâm can của hắn. Một luồng năng lượng kỳ dị bảo vệ cả trái tim lẫn các nội tạng bên trong hắn. Bản thân cũng đã phi thường cường hãn. Thêm vào năng lượng của Áo Tư Tạp, lực phòng ngự của hắn thân thể tuyệt không kém một vụ thánh nào. Long Chí lãnh đạm cười nói: Tốt lắm, ta muốn xem người giàu này học được cái thứ gì, lại có dũng khí khiêu chiến với lão sư của chính mình. Thanh sắc quang mang trong nháy mắt trở nên càng thêm cường thịnh. Phòng nguyên tố ngưng tụ phát ra âm thanh vù vù. Niệm Băng không hề động, chỉ yên lặng nhìn Long Chí. Hắn biết Long Chí là lão sư của mình, khẳng định sẽ không xuất thủ trước. Ngón tay khẽ búng, một băng chùy phiêu nhiên bắn ra. Ngay sau đó, trong ngân sắc quang mang mong manh, băng chùy đột nhiên tiêu thất. Khi Long Chí còn sửng sốt thì băng chùy đột nhiên xuất hiện trước người hắn, thành quang chợt gia tốc, trong chớp mắt đã tới trước ngực hắn. Long Chí kinh hãi trong lòng, thành sắc quang mang khuấy động trước ngực, đánh tan băng chùy kia. Thế nhưng hắn phát hiện trên người đã toát một tầng mồ hôi lạnh. Mặc dù hắn đã sớm nghĩ đến Niệm Băng khống chế ma pháp rất tốt, thế nhưng cũng không muốn nghĩ tới hắn lại mạnh đến như vậy. Một băng chùy đơn giản phát ra từ tay hắn cũng có thể sinh ra lực công kích quỷ dị như thế. Ngân quang và thanh quang lúc trước rõ ràng mang theo khí tức của không gian ma pháp và phòng hệ ma pháp. Trước khi ly khai Hàn Lĩnh, Niệm Băng từng tận lực luận bàn với mấy vị Long Vương cùng với Vu Yêu Tà Nguyệt đánh một trận. Hắn đối với ma pháp đã có lý giải sâu hơn một tầng, nhất là lại có thể phát ra ma pháp mô phỏng mà không cần bài thanh đao ma pháp. Ở khống chế tất thể ma pháp, hắn đã đạt tới một cao độ, trọng yếu hơn chính là sau khi hắn sống lại, sau khi năng lực ổn định, đã không hề còn là một ma đạo sĩ, mà là vị toàn hệ ma đạo sư đầu tiên trên ngưỡng quang đại lục từ trước tới nay. Có lẽ ma pháp lực của hắn ở đơn nhất hệ không bằng Long Chí nghiên cứu ma pháp nhiều năm, thế nhưng thất hệ ma pháp của hắn chính là dùng băng hỏa đồng nguyên làm cơ sở. Niệm Băng phảng phất như cái gì cũng chưa làm, bình tĩnh nhìn Long Chí: Lão sư, chúng ta có thể chính thức bắt đầu rồi. Lòng Long Chí co quắp, thì thào niệm vài tiếng chú ngữ. Một phong bích mang theo tật kính chi phong chợt xuất hiện trước mặt. Niệm Băng trong nháy mắt dùng phong hệ gia tốc thuật đánh lén, khiến hắn càng thêm cảnh giác. Niệm Băng minh bạch, nếu muốn cho Long Chí tin tưởng mình, vậy thì phải khiến hắn tin vào thực lực của mình. Mang theo thất sắc quang mang, thiền nhãn linh vực phiêu nhiên hiện ra, bao trọn một thước quanh thân của Niệm Băng. Bài huyễn ảnh phiêu nhiên xuất hiện trước người hắn. Bài ảnh khôi lỗi cũng không phải Niệm Băng tuấn phát ra, mà là hắn đã triệu hoán từ trước đó. Từ sau khi cơ bản minh bạch năng lực của bài thanh ma pháp thần nhận, Niệm Băng dựa vào lý giải của chính mình đối với ma pháp trận tri thức, đem bài ảnh khôi lỗi triệu hoán ra phân biệt đính lên bài thanh thần nhận. Trong bài ảnh khôi lỗi, uy lực lớn nhất phải là băng hỏa khôi lỗi, dựa trên ma pháp lực cơ sở tối hùng hậu. Thế nhưng thần bí nhất lại là hắc ám ảnh khôi lỗi kia đã hấp thu một phần hắc ám ma lực của hấp huyết quỷ nữ vương. Hiện tại ngay cả Niệm Băng cũng không rõ lắm năng lực của hắc ám ảnh khôi lỗi đạt tới trình độ gì. Lão sư, dụng xuất ma pháp của ngài đi, cơ hội của ngài chỉ có một lần. Ngữ khí của Niệm Băng mặc dù rất bình tĩnh, nhưng đem lại cho Long Chí một cảm giác quái dị, phảng phất như hiện tại hắn mới là lão sư. Trong lòng tức giận, Long Chí cười lạnh một tiếng: Niệm Băng,
mặc dù ngươi cứng cỏi, thế nhưng ánh mắt của ngươi lại quá ngắn. Tốt lắm, ta sẽ cho ngươi xem thực lực chân chính của lão sư. Cả đại thính đột nhiên vặn vẹo một chút, đại sảnh trong nháy mắt sáng bừng, hoàn toàn bao trùm trong thanh quang. Trong tay Long Chí xuất hiện một thanh ma pháp trượng, phần đuôi trượng có khắc hoa văn khảm ba khối thanh sắc bảo thạch. Những bảo thạch đó Niệm Bằng đương nhiên nhận ra, bởi vì chúng nó cũng giống như phong ngâm thạch trên ngạo thiên đao của mình. Trong lòng cả kinh, thiên nhãn huyệt trong nháy mắt mở ra, mọi biến hóa năng lượng đều hết sức rõ ràng qua thiên nhãn huyệt. Qua quan sát, Niệm Bằng phát hiện bảo thạch trên ma pháp trượng mặc dù cũng là phong ngâm thạch, nhưng chất lượng lại kém hơn so với bảo thạch trên ngạo thiên đao của mình một chút. Nhưng cho dù như thế thì phong nguyên tố khí tức phát ra từ ma pháp trượng cũng vô cùng đậm đặc. Tiếng ngâm sướng của Long Chí trở nên trầm thấp, nhưng rất có tiết tấu, ăn khớp cùng với tiếng gió mơ hồ ở trong đại sảnh. Đương nhiên, hắn cũng không biết đây chính là phương pháp ngâm sướng đặc thù giúp Long Chí thành danh. Phong ngâm chi ngữ, dựa vào phong ngâm chi ngữ có thể giúp hắn khi sử dụng ma pháp, thời gian ngâm sướng chu ngữ giảm được 1/3. Đối với một ma đạo sư có thực lực cường đại mà nói, giảm bớt thời gian ngâm sướng chu ngữ tuyệt đối là tiêu chí tăng cường thực lực. Vô số phong nhận vũ động trong không gian dưới tác dụng của thanh quang, Niệm Bằng đã vô pháp nhìn được thân ảnh của Long Chí. Thế nhưng hắn lại có thể cảm giác được vị trí của Long Chí, nơi đó cũng đã trở thành trung tâm của bạo phong. Ma pháp lực thật mạnh, Niệm Bằng trong lòng không khỏi thất kinh. Mặc dù hắn đã tiến vào cảnh giới ma đạo sư, nhưng đối đầu với Long Chí, ma pháp lực của hắn còn kém rất xa. Cùng là ma đạo sư, thực lực lại cũng chênh lệch. Niệm Bằng không hề động, hắn đang đợi Long Chí tăng khí thế của bản thân lên tới cực hạn. Bài ảnh khôi lỗi chính là ưu thế lớn nhất của hắn. Có bài ảnh khôi lỗi này, vô luận là công kích hay là phòng ngự, hắn đều nắm được tiên cơ. Vô số thanh sắc phong nhận hội tụ thành một dải dài, vẽ ra một đường vòng ưu mỹ chém về phía Niệm Bằng. Niệm Bằng không hề động, hắn đương nhiên biết đây chỉ là công kích đầu tiên của Long Chí. Hắn phải thử xem lực phòng ngự của tiên thiên lĩnh vực đến tột cùng có mạnh mẽ đến đâu. Sở dĩ lúc trước hắn chỉ phóng thích một thước tiên thiên lĩnh vực cũng không phải vì coi thường Long Chí, mà ngược lại là vì hắn trọng thị Long Chí. Độ rộng và uy lực của tiên thiên lĩnh vực có quan hệ chặt chẽ. Phạm vi phóng thích càng nhỏ thì độ đậm đặc càng lớn, uy lực cũng càng mạnh. Không có công kích là khuyết điểm lớn nhất của thiên nhãn lĩnh vực. Tuy nhiên, cũng lại là ưu thế lớn nhất của nó. Đã không có công kích thì ở phòng ngự và tăng phúc tác dụng, thiên nhãn lĩnh vực vượt xa các tiên thiên lĩnh vực khác. Thanh sắc phong nhận chỉ ít có đến 10 đạo lao vào trong một thức lĩnh vực. Với thực lực ma đạo sư của Long Chí, phong nhận hắn phát ra tự nhiên không phải chỉ là phong nhận bình thường. Mỗi đạo phong nhận đều mang lực công kích của tam giai ma pháp. Công kích của hơn 10 tam giai ma pháp trong nháy mắt, nhất là dưới tình huống đơn thể công kích, tuyệt đối có uy lực trên lục giai. Thế nhưng lúc tam giai ma pháp này tiến nhập thiên nhãn lĩnh vực lại tàn rã giống như băng tuyết, thất sắc quang vượng không ngừng ba động. Trong đó thanh sắc quang mang lúc sáng lúc tối, mỗi đạo phong nhận lao vào trong lĩnh vực lập tức chuyển hóa thành phong hệ năng lượng bên trong lĩnh vực. Chẳng những không sinh ra tác dụng phá hoại, ngược lại còn bị Niệm Băng lợi dụng. Thiên nhãn lĩnh vực của Niệm Băng vốn vô pháp hấp thu quá nhiều phong hệ ma pháp lực, nhưng phong hệ ảnh khôi lỗi lại có thể. Quang mang nó nguyên cũng không rực rỡ, nhưng sau khi nhận năng lượng của mấy trăm đạo phong nhận được tiên thiên khí tức chuyển hóa, thanh sắc năng lượng đã rất sung túc. Không vượt qua tuyệt đối năng lượng của thiên nhãn lĩnh vực, công kích sẽ bị thiên nhãn lĩnh vực chuyển hóa. Đây là ưu thế của thiên nhãn lĩnh vực. Tước nhược hay là làm suy yếu, cùng với tăng phúc tức là cùng tiến hành, tất cả phải nắm giữ năng lượng thật chính xác. Dưới tác dụng của thiên nhãn huyệt, Niệm Băng đã làm được. Phong nhận không tiếp tục công kích. Một thanh sắc quang ảnh thật lớn như ẩn như hiện xuất hiện giữa Niệm Băng và Long Chí. Trong lòng của Niệm Băng khẽ động, lập tức nhận ra đây là thập giai ma pháp phong thần đích triệu hoán của phong hệ ma pháp. Nơi này dù sao cũng là ma pháp sư công hội. Long Chí đương nhiên không dám dùng hết toàn lực xuất ra thập nhất giai cấm chú. Nếu không khi năng lượng đạt tới mức, hắn cũng không thể khống chế nổi. Tất nhiên sẽ dẫn tới tổn thất rất lớn cho ma pháp sư công hội. Cho nên hắn không thể không cẩn thận. Một điểm kim sắc quang mang xuất hiện ở giữa trán của thanh ảnh. Trong màn quang mang, từng đạo thanh sắc điện quang lóe lên, thân ảnh to lớn kia cũng từ từ trở nên rõ ràng. Mặc dù rất mơ hồ, nhưng phong tần khí tức lại đem đến áp lực thật lớn, khiến cho Niệm Băng không thể lùi về phía sau vài bước. Đem thiên nhãn lĩnh vực phóng thích ra phạm vi 1 trượng để chống được áp lực này. Hắn trong lòng không khỏi bội phục Long Chí. Hắn biết, dựa vào năng lực của mình, căn bản là không có khả năng phát động thập giai ma pháp nhanh như vậy. Long Chí không hổ là ma đạo sư thành danh nhiều năm rồi. Đối với phòng hệ ma pháp ứng dụng đã đạt tới giới hạn, chỉ cần một đột phá cuối cùng là có thể tiến nhập thần giáng sư lĩnh vực. Đáng tiếc, hắn hiện tại dù sao cũng không phải là thần giáng sư. Đối mặt với thập giai ma pháp thành hình, Niệm Băng không dám chậm trễ, thiên nhãn lĩnh vực tiếp tục mở rộng phạm vi, trong nháy mắt bao phủ bài ảnh khôi lỗi ở bên trong. Tăng phúc hiệu quả tăng đến cực hạn,
hai tay chĩa ra trước, thiên nhãn huyệt hoàn toàn mở ra, quang mang ở bi tâm trong nháy mắt phóng xuất. Thất nhận hợp nhất, thiên nhãn trảm. Bảy ảnh khôi lỗi trong nháy mắt xếp thành một hàng, bảy thanh ma pháp nhận cùng bốc lên cao. Đi đầu chính là hỏa diễm thần Bích Bảo Hào Chính Dương đao, ngay sau đó là Thần Lộ đao, Ngạo Thiên đao, Trường Sinh đao, Tuyển Cơ đao, Thánh Diệu đao và Phệ Ma đao. Thất trùng bất đồng quang mang ngưng kết tại một điểm, bảy ảnh khôi lỗi làm động tác giống nhau. Thiên nhãn trảm bổ ra cũng không phải một quang nhận mà là một thất sắc quang cầu đã được ngưng kết. Quang mang của quang cầu cực kỳ quái dị, cũng không phải do thất trùng nhan sắc kết hợp hòa thành mà là không ngừng lấp lánh. Mỗi lần lóe lên đều chuyển thành một loại quang mang khác. Quang cầu chỉ chừng nắm tay phiêu nhiên bay ra, được thiên nhãn huyệt chỉ dẫn, chuẩn xác tập trung lên trán của phong thần do Long Trí triệu hoán. Hắn biết nơi đó là điểm cực mạnh của phong thần, đồng thời cũng là điểm trọng yếu nhất của phong thần. Thiên nhãn huyệt toàn lực mở ra khiến tinh thần lực của Nệ Băng đạt tới cao độ trước đó chưa từng có. Băng cùng hỏa vốn là điểm mạnh của hắn, kết hợp bài ảnh khô lỗi được tăng phúc, uy lực to lớn đã vượt xa trình độ khi đối mặt Thổ Long Vương bàn tử trước kia. Quang châu được thiên nhãn trảm phát ra so với lần trước nhỏ hơn nhiều, thế nhưng tốc độ biến hóa của thất sắc quang mang cũng lại nhanh hơn gấp đôi. Thất ảnh khôi lỗi sau khi phát ra một kích liền nhanh chóng lui về trước người Đệ Băng. Lúc này bọn chúng sau khi phát ra thiên nhãn trảm cũng không biến mất. Đây là tiến bộ của Đệ Băng. Sau khi thất ảnh khôi lỗi phát ra công kích, hắn lập tức bổ sung bài đạo tiên thiên chi khí cho chúng, khống chế chúng dựa vào tiên thiên chi khí tự thân để hấp thụ tiên thiên chi khí xung quanh. Tốc độ hấp thụ tiên thiên chi khí của một người vĩnh viễn cũng không thể so với 8 người. Từ sau khi có được tiên thiên lĩnh vực, hắn chẳng những không có vì thực lực tăng cường mà lười biếng, ngược lại mỗi ngày đều càng thêm nỗ lực. Hắn thậm chí đã đặt chủ nghệ yêu thích sang một bên, toàn tâm chìm trong tu luyện ma pháp. Mỗi ngày, ngoại trừ những việc phải làm ra, thời gian còn lại, hắn dùng 7 phần để tu luyện ma pháp lực, 3 phần để tu luyện các loại ma pháp khống chế. Trong đầu tưởng tượng ra các loại công kích và phòng ngự của địch nhân, rồi lại tưởng tượng ra các loại biện pháp đối kháng. Thực lực càng tiếp cận mục tiêu bằng tuyết nữ thần tế tự, hắn lại càng chăm chỉ. Thiền huyện Bằng Vân nói phụ mẫu mình chưa chết, muốn cứu bọn họ ra chỉ có thể dựa vào chính mình. Thất thể ma pháp nguyên tố được tinh thần lực phát ra từ thiên nhãn huyệt khống chế rào rượu, nhanh chóng hình thành một sự cân bằng vi diệu. Thất thể ma pháp hoàn toàn tồn tại trong hình thức tương sinh, hỗ trợ lẫn nhau. Trong nháy mắt, phóng thích ma pháp lực đến mức độ cao nhất, chớp mắt đã tới được trước phong thần được Long Trí triệu hoán. Phong hệ ma pháp trong nháy mắt được phóng thích đến cực mạnh, thân ảnh cao lớn kia bắn ra một đạo thanh sắc thiểm điện đánh lên thiên nhãn trảm của Nệ Băng. Thế nhưng thiên nhãn trảm mạnh mẽ, bản thân nó chính là một thiên nhãn lĩnh vực nhỏ. Mặc dù thể tích không lớn, thế nhưng năng lượng đậm đặc trong đó dị thường đáng sợ. Tốc độ của thiểm điện so với tư duy của Nệ Băng còn nhanh hơn, cho nên hắn không kịp khống chế thiên nhãn trảm tránh né. Thế nhưng sự mạnh mẽ tự thân của thiên nhãn trảm cũng không bị phá hủy bởi thanh sắc thiểm điện này. Long Linh ở bên ngoài lo lắng đợi. Mặc dù đại sảnh nơi này chuyên môn dùng để trắc thí ma pháp sư đẳng cấp, có ma pháp phong ấn mạnh mẽ để phòng ngự, nhưng nàng vẫn cảm giác được ma pháp nguyên tố mênh mông bên trong. Ngay khi nàng chẳng biết làm sao, đáy lòng đột nhiên truyền đến một tiếng kêu quen thuộc. Linh Nhi, mau lùi về phía sau. Thanh âm là của Nệ Băng. Long Linh cũng không biết tại sao thanh âm của Nệ Băng lại xuất hiện từ đáy lòng của mình. Thế nhưng nàng rất tín nhiệm Nệ Băng, không hề do dự, lập tức chạy ra xa. Ngay khi Long Linh vừa mới chạy được 10 trượng, cả ma pháp phong ấn trên chắc thí đại sảnh đã bị phá tan. Một đạo thất thải quang hoa cường liệt cuốn vòng quanh một đạo thanh quang bay lên trời, thẳng lên tới 9 tầng trời. Kỳ dị nhất chính là vốn đám mây nằm phía trên ma pháp sư công hội lại từng mảng lớn tiêu thất, khiến cho bầu trời có chút âm u lại biến thành lam sắc. Ánh dương quang chiếu khắp đại địa, bao phủ cả ma pháp sư công hội. Nổ mạnh, cả ma pháp đại sảnh trong nháy mắt biến mất, hai tòa kiến trúc bên cạnh đại sảnh cũng ầm ầm sụp đổ. Long Linh phóng thích lục gia ma pháp quyển trục lúc trước Nệ Băng đưa cho nàng, không dám chống chọi với chấn động kia, mượn xung lực bay ra xa. Cho dù như thế, áp lực khổng lồ vẫn suýt nữa khiến nàng không thở được. Năng lượng đột ngột phát ra thật sự là quá khổng lồ. May mà luồng năng lượng này hoàn toàn hướng về phía trên, nếu không thì cả ma pháp sư công hội cũng có thể bị hủy rồi. Đột nhiên xuất hiện cảnh tượng kỳ dị, khiến người trong băng tuyết thành chú ý, ánh mắt từng người đều hướng về phía băng nguyệt đế quốc ma pháp sư công hội. Sang ngày thứ hai, bọn họ mới nghe được ma pháp sư công hội giải thích. Giải thích là lần này nổ mạnh là do một thí nghiệm ma pháp gây ra. Đương nhiên, loại giải thích này rất là gượng ép. Thế nhưng, mặc dù gượng ép, năng lượng khổng lồ kia thực sự là sự thật. Một số người quan tâm tới thực lực của ma pháp sư công hội đích thực lực, một lần nữa phỏng chừng
Cái loại năng lượng ba động này tuyệt đối là năng lượng cấp bậc cấm chú, năng lượng bộc phát sinh ra thất chủng ma pháp nguyên tố, nhưng lại không hề hủy đi ma pháp sư công hội. Đây cũng không phải là hiệu quả có thể sinh ra từ bảy ma đạo sĩ. Ai cũng đều biết, Băng Nguyệt Đế quốc ma pháp sư công hội chỉ có một ma đạo sư. Thế nhưng, bạo tạc đột nhiên xuất hiện, khiến cho thiên tượng biến hóa, lại khiến ma pháp sư công hội càng thêm thần bí trong lòng mọi người. Nhất là thêm thành tích quán quân trong tần duệ ma pháp sư đại tái của đại diện Băng Nguyệt Đế quốc ma pháp sư công hội, tự nhiên khiến cho vài người nghi ngờ ngờ. Tất cả lại trở về yên lặng. Mười mấy ma pháp sư từ các kiến trúc xung quanh chạy đến. Hai tòa kiến trúc hai bên chắc thí đại sảnh vốn là ma pháp thực nghiệm thất, gần đây được Băng Nguyệt Đế quốc cấp ngân sách nên đang chuẩn bị tu bổ. Mọi thứ bên trong đều đã được dọn sạch, cho nên bạo tạc mặc dù kịch liệt nhưng cũng không có tạo thành bất luận thương vong nào, tổn thất cũng chỉ là ba tòa kiến trúc mà thôi. Niệm Băng vẫn mang bộ dáng như lúc đầu, bạch sắc trường phát xõa trên vai khẽ khẽ lay động, thất ảnh khôi lỗi trong tay mỗi người thì đều cầm một thanh ma pháp thần nhận bao bọc quanh hắn. Được thiên nhận lĩnh vực bao trùm, thất ảnh khôi lỗi không ngừng di động, khiến cho chỉ có thể thấy huyễn ảnh mơ hồ. Lâm Chí cũng đã không bị thương tổn gì, hắn đứng đó yên lặng nhìn Địa Băng cách đó không xa. Mọi thứ xung quanh đều biến mất, ngay cả mặt đất dưới chân bọn họ cũng biến thành một mảng bụi bặm. Năng lượng ma pháp khổng lồ tán loạn khắp nơi, hai luồng năng lượng lao vào nhau bộc phát ra lực lượng khổng lồ vượt qua cả cấm chú. Lâm Chí biết rõ, vào thời khắc cuối cùng là Địa Băng dùng tinh thần lực khổng lồ khó tin thay đổi phương hướng của vụ nổ, lúc này mới khiến ma pháp sư công hội không chịu tổn thất gì. À, Niệm Băng, người đã trở về. Là thâm niên trưởng lão của công hội, Lý Đắc vừa nhìn thấy Niệm Băng, vẻ mặt nhất thời vừa kinh vừa hỉ. Niệm Băng nhìn Lý Đắc ma đạo sĩ đang đi tới gần mình, mỉm cười nói: Lý Đắc lão sư, chào ngài, ta vừa mới trở về không lâu. Lão sư muốn thử xem ma pháp trình độ của ta gần đây như thế nào. Hơn nữa lão sư còn nói, vì mở rộng công hội chúng ta, chỗ chắc thí đại sảnh này nên được tu sửa một chút, để đỡ phiền toái, chúng ta đơn giản liên hợp dùng ma pháp hủy đi nơi này. Lão sư, ta nói đúng không? Long Chí ho khan một tiếng, cố nén cái cảm giác suy yếu không ngừng truyền đến, đi tới cạnh Niệm Băng gật đầu đáp: Quả thực là như thế. Lý Đắc trưởng lão, từ giờ trở đi, ta bổ nhiệm Niệm Băng làm công hội phó hội trưởng. Thực lực của hắn đã đạt tới cảnh giới ma đạo sư, ta nghĩ chức phó hội trưởng rất thích hợp với hắn. Nhờ ngươi chuẩn bị một chút, làm cho hắn một kiện ma pháp bảo, cũng chuẩn bị huy chương tương ứng cho thân phận của hắn. Ta hơi mệt, đi nghỉ ngơi trước. Nói xong, hắn đi xuyên qua giữa Niệm Băng và Lý Đắc. Hắn không hề liếc nhìn Niệm Băng, thậm chí không nói với Niệm Băng một câu, nhưng Niệm Băng lại biết Long Chí đã chấp nhận đổ ước với mình. Hoảng sợ trong lòng, Long Chí vẫn không thể tan đi. Hắn đối với thực lực của Niệm Băng chỉ có bốn chữ, đó chính là thâm bất khả chắc. Lúc trước khi hắn dùng tốc độ nhanh nhất thi triển phong thần triệu hoán va chạm với khối quang cầu do Niệm Băng phát ra, hắn lập tức phát giác lực bạo tạc do va chạm sinh ra là hắn vô pháp khống chế. Nguy cơ trước mắt, hắn thậm chí không tiếc dùng một kiểu giai phòng ngự ma pháp quyền trục để bảo vệ chính mình. Phải biết rằng cửu giai ma pháp quyền trục đã là ma pháp quyền trục đặc thù. Mặc dù ma pháp quyền trục chỉ dùng để bột phấn của ma pháp tinh thạch để làm ra, nhưng khả năng chứa ma pháp lực của nó là có hạn. Cho dù có thực lực, muốn chế tác kiểu giai ma pháp quyền trục trở lên cũng cần có tài liệu cực kỳ đặc thù để chế tác bạch quyền trục. Công nghệ chế tác loại bạch quyền trục này trên khắp đại lục cũng không có nhiều người biết. Giá trị của một kiểu giai ma pháp quyền trục đã tương đương trên 100 kim tệ. Thế nhưng lúc Long Chí dùng quyền trục phòng ngự, hắn lại giật mình phát hiện Niệm Băng trên người phát ra một tầng quang mang quái dị, đó là một tầng bạch sắc quang mang, nhưng trong bạch quang lại có chút hôi sắc khí lưu. Quang mang trong nháy mắt lao vào giữa bạo tạc, trên trán hắn xuất hiện một dấu vết quái dị. Ngay sau đó, dấu vết kia lóe sáng giống như vầng thái dương bạo tạc lực khổng lồ vốn phải khuếch tán lại bị luồng năng lượng này của hắn chuyển hướng lên trên. Năng lượng trong nháy mắt bốc lên, lúc này mới bảo vệ được ma pháp sư công hội. Thế nhưng ngay khi bạo tạc lực khổng lồ bị hướng lên phía trên, Long Chí lại hoảng sợ phát hiện bạo tạc lực khổng lồ lại kéo theo đại bộ phận ma pháp lực của mình. Lúc này thực lực của hắn đã còn không quá 3 thành so với trạng thái đỉnh phong, mà Niệm Băng nhìn qua lại như chưa có gì phát sinh. Ma pháp Niệm Băng sử dụng hắn trước kia chưa từng gặp qua, nhưng hắn biết rõ Niệm Băng thực lực thâm bất khả chắc, cũng tuyệt đối đã đạt tới ma đạo sư. Kỳ thật Niệm Băng hiện tại cũng không có hơn gì, sự suy yếu của hắn thậm chí còn hơn Long Chí. Lúc bạo tạc sắp xuất hiện, hắn lập tức cảm giác được phong ấn xung quanh không thể khống chế được bạo tạc lực khổng lồ này, thì lập tức phản ánh thông qua sự lý giải đầy đủ về tinh thần lực và linh hồn. Hắn hô hoán cho Long Linh ở bên ngoài biết, đồng thời dùng thiên nhãn huyệt đem tinh thần lực phát huy đến cực hạn, đẩy bạo tạc có cấp bậc cấm chú này phóng lên cao. Ngay khi tinh thần lực của hắn cơ hồ không còn cầm cự được nữa, hắn kinh ngạc phát hiện trước ngực truyền đến một luồng năng lượng quái dị dung hợp vào thiên nhãn huyệt, giúp cho hắn hoàn thành được nhiệm vụ vốn không thể hoàn thành. Dù sao hắn chỉ mới tiến nhập ma đạo sư cảnh giới không lâu,
cứ cho là dung hợp ma pháp lực cường thịnh, tinh thần lực cũng khó mà đủ mạnh được. Niệm Mong biết lần này giúp mình chính là táo tư tạp, năng lượng quái dị kia của táo tư tạp tựa hồ rất tốt cho thân thể của hắn. Kể cả Long Chí ở bên trong nháy mắt bạo tạc, ai cũng không phát hiện. Khi tinh thần lực chịu áp lực cực lớn của bạo tạc lực khổng lồ, trên người của Niệm Mong hiện ra một tầng hôi sắc lân phiến quái dị. Lúc bạo tạc kết thúc, tầng hôi sắc lân phiến lại lặng lẽ tiêu thất. Lý Đắc kinh ngạc nhìn Long Chí đang rời đi, quay đầu lại nhìn Niệm Băng. Ma đạo sư mới được một năm, Niệm Băng đã đạt tới cảnh giới ma đạo sư. Hắn cho tới bây giờ chưa nghe thấy ai có thể đạt đến trình độ này ở cái tuổi của Niệm Băng. Đối với hắn mà nói, hết thảy đều là bất khả tư nghị, nhưng hết lần này tới lần khác, hết thảy lại đều là sự thật. Niệm Băng, tóc người làm sao vậy? Sao lại biến thành bạch sắc? Long Linh không quan tâm đến kết quả của trận đấu, biến hóa bên ngoài của Niệm Băng mới là điều nàng quan tâm nhất. Có lẽ công hội trưởng lão Lý Đắc cũng không biết chuyện này là sao, nhưng kẻ cũng đã từng học qua sinh mệnh chớ chú lại hiển nhiên hiểu rõ biến hóa hiện tại của Niệm Băng là từ đâu mà đến. Thế nhưng dung mạo của Niệm Băng lại không biến thành già nua. Cho dù như thế, tim nàng đập cũng đã nhanh gấp đôi rồi. Niệm Băng kéo bàn tay nhỏ nhắn của Long Linh, mỉm cười đáp, yên tâm đi, ta không sao. Chỉ là do tu luyện ma pháp có chút đột phá, tóc mới biến thành như vậy. Vừa rồi thật sự không có ý tứ quấy rầy các vị tu luyện, Niệm Băng xin lỗi. Mọi người cũng đều thấy được tình huống của ta. Kỳ thật tuổi tác cũng không thể ngăn cản chúng ta trở thành một ma pháp sư cường đại. Tất cả mọi người, nhất là những người cùng liên kỳ với ta, chỉ cần mọi người chịu nỗ lực đều có thể trở thành một ma pháp sư có cường đại thực lực. Được rồi, tất cả mọi người đi đi, ta vừa mới trở về cũng muốn đi nghỉ ngơi một chút. Lý Đắc lão sư, phiền ngài làm cho ta mấy ma pháp bảo mới, cũng không cần có tiêu chí gì đặc biệt, nhưng ma pháp bảo phải là kim sắc, xem như kỷ niệm kim phát của ta trước kia. Lý Đắc ngây ra một lúc hỏi, kim sắc như thế có phải là kiêu ngạo quá không? Phải biết rằng màu sắc của ma pháp bào dựa theo ma pháp hệ mà chia làm thất sắc. Quang minh ma pháp sư là bạch sắc ma pháp bào, không gian ma pháp sư là ngân sắc ma pháp bào. Các hệ khác phân biệt là hắc ám ma pháp sư có hắc sắc, thủy hỏa thổ phong là lam, hồng, hoàng thanh. Về tự nhiên ma pháp sư đặc thù của lãng mục đế quốc là lục sắc ma pháp bào, kim sắc ma pháp bào còn chưa từng xuất hiện trên đại lục. Niệm Băng mỉm cười nói, kiêu ngạo sao? Ta không thấy vậy. Ta đã không thuộc về bất cứ một hệ ma pháp sư nào. Chẳng lẽ ngài bảo ta mặc vào một kiện ma pháp bào có đủ mọi màu sắc sao? Cứ dùng kim sắc đi. Nói xong hắn kéo Long Linh đi thoát khỏi đám người. Ánh mắt chúng ma pháp sư nhìn Niệm Băng đều có chút khác lạ. Những ma pháp sư lớn tuổi thì trong mắt vừa là tán thưởng vừa là kinh sợ, mà trong mắt các ma pháp sư trẻ tuổi thì lại tràn ngập cuồng nhiệt. Bọn họ đều biết tuổi của Niệm Băng. 20 tuổi, một ma pháp sư gần 20 tuổi đã đạt tới cảnh giới ma đạo sư. Trong lòng bọn họ, hình tượng của Niệm Băng đã trở nên dị thường cao lớn. Kiêu ngạo sao? Ta muốn chính là kiêu ngạo. Trong lòng của Niệm Băng thầm nghĩ, trên thế giới này là thế giới của cường giả sinh tồn. Chỉ cần thực lực của ngươi đủ mạnh, thì kiêu ngạo cũng có sao. Mình vẫn luôn khiêm cung, nhưng hiện tại cũng không thể tiếp tục như vậy. Vì Linh Nhi, mình cần chính là danh khí, mà danh khí này bắt đầu từ băng nguyệt ma pháp sư. Ta muốn tất cả mọi người trên đại lục biết danh hiệu Bạch Phất Kim Y băng hỏa ma chủ. Danh khí là một con dao hai lưỡi, nó có thể giúp ích rất nhiều, đồng thời cũng khiến cho đám tiểu nhân xấu xa đố kỵ ghen ghét. Muốn đố kỵ thì cứ để chúng đố kỵ, chỉ có kẻ không biết nỗ lực mới vĩnh viễn đố kỵ. Bọn họ chỉ có thể giấu mặt chỗ tối, mặt mũi buồn bã, kỳ thật cũng chỉ biết nói mồm. Thì làm sao, ta không sợ, muốn tới đâu thì tới. Cải nghiêng theo gió, được, ta muốn xem có gió lớn thế nào thổi ta, bằng tuyết như thần tế tự sao. Cứ chờ là ngươi không tìm đến ta, không bao lâu ta cũng sẽ đi tìm ngươi. Mỉm cười, trong mắt của Niệm Băng toát ra một tia quang hoa nhàn nhạt. Long Linh đột nhiên cảm giác được bàn tay hắn nắm mình thật kiên định. Nam nhân này tự như một ngọn núi vĩnh viễn có thể cho mình nương tựa. Có hắn bên người, mình sẽ không phải sợ hãi, sẽ không sợ hãi. Lo lắng trong mắt biến mất. Những chuyện Niệm Băng làm sau khi trở về đã nói cho nàng rất nhiều thứ. Mình có còn cần lo lắng cái gì chứ? Mọi chuyện đều giao cho nam nhân của mình. Thôi, đúng vậy, hắn là nam nhân của mình, vĩnh viễn đều là như vậy. Một người duy nhất, kể cả là hắn thất bại thì có sao, mình chung quy cũng phải có kết cục của chính mình. Thế nhưng cuộc đời này của mình cũng sẽ chỉ thuộc về nam nhân này thôi. Dựa lên vai của Niệm Băng, Long Linh chỉ về một hướng. Niệm Băng mỉm cười, mang theo nàng, cùng đi theo phương hướng kia. Đây là lần đầu tiên Niệm Băng đi tới khuê phòng của Long Linh. Phòng của nàng bố trí rất đơn giản, các loại đồ chơi lông thú chiếm đại bộ phận không gian. Khắp nơi đều có thân ảnh của chúng. Màu sắc cả phòng là đạm tử sắc, giống như mái tóc dài tử sắc của Long Linh. Không khí điển nhã ấm áp khiến lòng Niệm Băng thoải mái hơn nhiều. Hắn sâu sắc cảm giác được bất luận vì Long Linh làm điều gì đều là đáng giá.
ôm lấy Long Đình đang thẹn thùng, đặt nàng ngồi lên đùi, vuốt ve thân thể mềm mại mà ấm áp của nàng, người mùi hương thơm thoang thoảng trên người nàng, niệm băng tâm tình kích động. Linh Nhi, thời gian này khiến ngươi phải khổ cực rồi. Long Đình khẽ lắc đầu, ôn nhu cười nói, đều đáng giá, không phải sao? Ta cũng không có đợi chờ uổng phí, ta biết vừa rồi ngươi làm đều là vì ta. Linh Nhi đáng giá như vậy sao? Đương nhiên đáng giá. Liễu Băng nghiêm túc nói, Linh Nhi, ngươi biết không, khi ta trở lại Băng Tuyết Thành thì đã phát thệ, sau này bất luận như thế nào ta cũng không để ngươi vì ta mà rơi lệ. Ngươi yên tâm, vì ngươi, cứ cho là tương lai đi báo thù, ta cũng nhất định sẽ biết giữ gìn tính mạng. Long Linh trong mắt Lưu bộc lộ vẻ ôn nhu như nước, chủ động tựa vào ngực của Liễu Băng, ôn nhu nói, Liễu Băng, ta hiện tại thật hạnh phúc, ngươi biết không, từ sau khi ngươi cự tuyệt ta, Linh Nhi không có một ngày là vui vẻ. Ta cũng đã muốn quên ngươi, nhưng hết lần này tới lần khác lại chẳng thể quên được. Ngay cả ta cũng không biết mình thích ngươi ở chỗ nào. Niệm Băng, ta không so đo cái gì, chỉ cần có thể bên ngươi, như vậy là đủ rồi. Ta biết ngươi còn có rất nhiều chuyện phải làm, ta sẽ không theo ngươi đi đích, bởi vì ta không muốn trở thành gánh nặng của ngươi. Ta chỉ hy vọng cuối cùng có thể ở bên ngươi, bất luận ngươi muốn làm gì, ta vĩnh viễn đều ủng hộ, chờ ngươi trở về. Cái nhu của nhu nữ đủ để làm mềm kim thiết. Dù cho tinh thần lực của Niệm Băng phục hồi trở lại, trong lúc này cũng vô pháp khắc chế cảm tình ở trong lòng, có chút thô dã, hắn hôn lên đôi môi ôn nhu, cái hôn thật sâu, thật sâu. Long Linh không còn rụt rè, chủ động đáp ứng, hai tay ôm lấy cổ của Niệm Băng, trong lòng nàng chỉ có một ý nghĩ, giờ này khắc này, nam nhân này là thuộc về mình. Trong lòng phảng phất như có một luồng lửa thiêu đốt, Niệm Băng quên hết thảy, không hề cố kỵ, bất chỉ bất giác đã xoa xoa lên bờ ngực căng tròn của Linh Nhi. Hai người dần dần thở dốc, hắn không có gì cố kỵ. Khi trở về tìm Long Linh, hắn đã nhận định rằng nàng sẽ là thê tử của chính mình. Về phần Long Linh, nàng hiện tại càng không muốn kháng cự, nàng không dám nghĩ tới mọi chuyện tương lai. Nàng càng nguyện ý trong khắc này đem chính mình phụng hiến chọn cho nam nhân của mình. Lúc Niệm Băng cởi áo Long Linh, vừa chuẩn bị tiếp tục hành động, một thanh âm bực bội vang lên trong đầu hắn. Này này, ta nói cho tên Niệm Băng kia. Thanh âm bất ngờ dọa cho Niệm Băng thót tim, lập tức thu hồi hai tay đang mải khám phá, dục niệm trong lòng nhất thời chìm xuống, thân thể có chút ngốc trệ. Niệm Băng đột nhiên dừng tay, khiến cho Long Linh hụt hẫng, cũng thở phào nhẹ nhõm, nằm trên ngực Niệm Băng thở hổn hển. Niệm Băng, ngươi làm sao vậy? Niệm Băng cười khổ nói, không có gì, Linh Nhi, để ta ôm ngươi thật chặt. Nói xong hắn gắt gao ôm lấy Long Linh, trong lồng ngực ấm áp quán, Long Linh tràn ngập vui mừng, nhắm mắt lại. Niệm Băng dùng hắc cá ma pháp làm cơ sở, lặng lẽ phóng thích thôi miên thuật để nàng ngủ đi. Bao nhiêu ngày rồi nàng mới được ngủ thỏa mãn như vậy. Đại sự bị phá bĩnh, Niệm Băng tức giận kẻ không biết điều. Tạp tạp, ngươi cố ý làm như vậy đúng không? Ai cho ngươi nhìn lén? Chuyện tốt bị phá, tâm tình của Niệm Băng sao có thể bình ổn được? Tạp tạp cười hắc hắc đáp, ta nói này lão huynh cũng không thể trách ta, ai bảo chúng ta hiện tại cùng chung một thân thể chứ? Người có thể thấy, cảm thụ, ta đương nhiên cũng có thể cảm thụ được. Ta thật oan uổng, vừa rồi rõ ràng là ta giúp ngươi, chẳng những không cảm tạ ta, ngược lại còn trách ta, không có ta trợ giúp. Ngươi có thể thuận lợi đẩy cái bạo lực kia lên trên trời sao? Vừa nghe áo tư tạp nói lời này thì lửa giận trong lòng Niệm Băng biến mất, nghi hoặc hỏi. Chẳng lẽ ngươi đã có phương pháp khống chế năng lượng của chính mình? Hồi sắc năng lượng của ngươi rút cục thì là cái gì? Áo tư tạp đáp, còn chưa rõ, đâu dễ dàng như vậy. Năng lượng này của ta rất là quái dị, chỉ cần cảm thụ được năng lượng trong cơ thể ngươi, ta sẽ có cảm giác rất thoải mái. Lúc trước tinh thần lực của ngươi xuất hiện nguy cơ, khiến cho ta từ trong tu luyện thức tỉnh, thuận tiện giúp ngươi một tay. Ta phát hiện ra, năng lượng của ta cũng không giống như ma pháp lực của ngươi, mà là do năng lượng ma pháp lực kết hợp với tinh thần lực mà hình thành. Cụ thể có công hiệu gì thì còn phải chờ ta tu luyện thêm mới có thể xác minh được. Niệm Băng có chút bất đắc dĩ nói, được rồi, huynh đệ ngươi có thể tiếp tục ngủ, nỗ lực tu luyện năng lực của ngươi đi. Hy vọng chuyện này lần sau ngươi không nên lên tiếng nữa. Áo tư tạp cười hắc hắc nói, vậy thì cũng rất khó nói. Vừa rồi tâm tình của ngươi thật kích động, lúc ngươi vô cùng kích động, ta rất có thể sẽ bị thanh tỉnh. Ai bảo chúng ta có chung thân thể chứ? Niệm Băng oán hận nói, ngươi chính là cố ý, ta nhất định sẽ sớm mở ra thất khiếu huyệt để còn trọng tổ thân thể của ngươi đi ra. Kỳ thật trong lòng của hắn còn rất cảm kích áo tư tạp đã giúp hắn lúc mấu chốt, thế nhưng ai lại nguyện ý cho người khác ở bên cạnh mình khi đang âu yếm cùng với nữ nhân quan chiến chứ? Áo tư tạp không hề lên tiếng, tựa hồ đã tiến nhập trạng thái ngủ say. Niệm Băng hôn nhẹ lên trán của Long Linh, cẩn thận đặt nàng lên giường, để nàng an tĩnh ngủ, kéo một chiếc ghế rồi ngồi xuống, trong đầu hiện lên các loại ý niệm. Hôm nay vì Linh Nhi, hắn xúc động mà đánh cuộc với lòng trí, nếu đã đưa ra thì sẽ không hối hận.
Nhưng giống như Long Chí nói, mình phải làm thế nào mới có thể ảnh hưởng đến chính cục của cả băng nguyệt đế quốc. Đi bằng trợ cho đại hoàng tử hoặc là nhị hoàng tử hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất. Bọn họ vốn cũng có thế lực nhất định. Thế nhưng thật muốn đi băng trợ cho bọn họ có thể chịu để mình khống chế sao? Đó tuyệt đối là không có khả năng. Giết Yến Vân? Không, quá khó khăn. Thế nhưng giết hắn rất có thể sẽ liên lụy tới ma pháp sư công hội, liên lụy đến Linh Nhi. Đây là việc tuyệt đối không nên làm. Khi đó Long Chí cũng sẽ không chấp nhận mình. Muốn cho hắn thật sự giao Linh Nhi cho mình, vậy phải giúp hắn đạt tới nguyện vọng. Nên làm như thế nào? Nghĩ trong lòng Địa Băng đột nhiên hiện ra một thân ảnh quen thuộc. Hắn chính là hắn. Mặc dù có chút bất đắc dĩ, thế nhưng hắn không thể không lựa chọn. Chỉ ít hắn rất tin tưởng người mình muốn băng trợ này tuyệt đối có thể tín nhiệm. Người Địa Băng nhớ tới chính là kẻ có thế lực không đáng nhắc đến ở Băng Nguyệt Đế Quốc, Thất Hoàng Tử Yến Phong. Kẻ từng khiến Địa Băng suýt nữa nôn mửa, Yến Cúc Hoa. Mặc dù sở thích đặc thù của hắn khiến Địa Băng không rét mà run, nhưng Địa Băng lại tin tưởng hắn là có thể là bằng hữu tín nhiệm được. Nếu băng trợ hắn ngồi lên Cúc Vương bảo tọa của Băng Nguyệt Đế Quốc, hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất. Đến lúc đó mình nhờ hắn chiếu cố cho ma pháp sư công hội, hắn nhất định sẽ không cự tuyệt. Thế nhưng vấn đề xuất hiện, Yến Phong mặc dù cũng là một hoàng tử, thế nhưng thế lực của hắn lại quá kém, lại có đặc thù yêu thích như vậy. Ngoại nhân có lẽ không biết, thế nhưng bên trong hoàng tộc bọn họ sao lại có thể không biết? Muốn để hắn ngồi lên vị trí Cúc Vương thật sự là quá khó khăn, chỉ dựa vào chính mình là tuyệt đối không đủ. Nghĩ tới đây, Niệm Băng tâm niệm thay đổi thật nhanh, tự hỏi mình có khả năng sử dụng thế lực nào. Long Chí nói sai một chút rồi, Niệm Băng hiện tại đã không hề còn đơn độc, hắn có lực lượng tiềm tàng của chính mình. Long Chí không thể tưởng tượng được, chỉ với một Hỏa Long Vương Gia Lạp Mạn Địch Tư cũng đã đạt tới trình độ của Băng Tuyết Nữ Thần Tế Tự, huống chi hắn còn có bằng hữu, thỉnh cầu bằng hữu trợ giúp cũng không khó khăn. Gia Lạp Mạn Địch Tư, Hy Lạp Đức cùng với Gia Gia nhật nhật hiện lên trong đầu Niệm Băng đang không ngừng suy nghĩ, đã đại khái xác định được những chuyện cần làm trong tương lai gần. Nghĩ tới đây, hắn đi ra khỏi phòng Long Linh, lén lút ly khai ma pháp sư công hội. Tiên thiên chi khí khiến Niệm Băng hài lòng nhất chính là nó tự khôi phục năng lượng, không cần tận lực tu luyện, ma pháp lực và tinh thần lực tiêu hao cũng sẽ từ từ khôi phục. Nhất là được Thiên Nhãn Huyệt trợ giúp, hắn không nghỉ ngơi, tinh thần lực cũng có thể nhanh chóng khôi phục về trạng thái tốt nhất. Theo đường cái mà đi, rất nhanh, Niệm Băng đã tới trước một thương điếm. Đây là một thương điếm bán các loại ma pháp vật phẩm. Thương điếm quy mô trung bình, nằm trên đường cái nhưng lại khá kiên đáo. Đi vào thương điếm, Niệm Băng nhìn khắp nơi một chút. Lúc này trong điếm không có khách nhân, một phục vụ sinh đi tới đón. Tiên sinh, ngài muốn mua gì? Niệm Băng thản nhiên nói. Sử Trần ngượng quàng. Phục vụ sinh trong mắt lóe lên dị quang, gật đầu nói. Thưa ngài muốn đó thập phần chân quý, mời ngài đi theo ta đến hậu đường. Nói xong dẫn Niệm Băng đi vào bên trong thương điếm. Xuyên qua quầy, đi vào một cửa nhỏ, phục vụ sinh không nói gì thêm, gõ nhẹ theo một tiết tấu lên vách tường. Tiếng rì rì vang lên, một cánh cửa ngầm mở ra, một thang lầu hẹp dài nối thông xuống dưới. Phục vụ sinh hướng về phía Niệm Băng gật đầu. Niệm Băng không hề do dự, lập tức đi xuống cầu thang. Cửa sau lưng hắn bị đóng lại, không lưu lại dấu vết gì. Lộ vẻ tươi cười trên mặt, hắn tiếp tục bước đi. Hai bên thông đạo tương khảm những viên ma pháp bảo thạch phổ thông. Bảo thạch này đem đến ánh sáng lờ mờ cho thông đạo. Càng đi xuống dưới, ma pháp khí tức lại càng nồng đặc. Ước chừng xuống dưới 20 thước, qua hai khúc quanh, Niệm Băng đi tới một gian thạch thất. Từ một góc, một thanh âm ẩm lãnh vang lên. Sư Trấn ngưỡng quang. Niệm Băng cũng không nhìn về hướng đó, bình tĩnh nói. Hòa Diệu Đại Lục. Thông qua Thiên Nhãn Huyệt, hắn cảm giác được rõ ràng, trong gian thạch thất không lớn này có không ít người, mỗi người đều có thực lực không hề yếu, nhưng khí tức của bọn họ lại được ẩn giấu rất kỹ. Một thân ảnh từ trong góc đi ra, người này một thân hắc y, hắc sắc đoàn phát, vóc người trung bình, tướng mạo phổ thông, bên ngoài không hề khiến người khác chú ý. Thế nhưng, quang mang trong mắt hắn lại không bình thường. Trong cái bình thản còn mang theo lạnh ý, quang mang trong mắt tuôn ra, cẩn thận quan sát Niệm Băng. Niệm Băng cũng nhìn hắn không hề lên tiếng. Hà Kỳ Nhân nói, xin xuất tín vật. Quang mang trên tay trái của Niệm Băng lóe lên, một con hồng ngọc sư tử điêu khắc tinh xảo lóe ra, ánh sáng đỏ nhạt xuất hiện. Hà Kỳ Nhân thấy vậy liền ngây ra một lúc, ngay sau đó hắn lập tức nửa quỳ xuống đất cung kính, tham kiến giáo chủ. Niệm Băng cũng sừng sốt, giáo chủ, ngươi nói ta là giáo chủ. Hà Kỳ Nhân khẳng định nói, đúng, nhận sư không nhận nhân, huyết sư thì chỉ có giáo chủ mới có thể giữ, ngài có tín vật thì chính là giáo chủ của chúng ta. Thuộc hạ là huyết sư giáo băng nguyệt đường, băng tuyết kỳ kỳ chủ huyết dịch. Niệm Băng hít sâu, ngờ đứng lên đi.
Trước khi ly khai Đô Thiên Thành không lâu, Dung Thân Vương từng nói với hắn, vì Lệ Băng đáp ứng sau này thủ hộ cho cả Dung thị gia tộc. Dung Thân Vương nói cho hắn một bí mật chỉ có Dung gia tộc trưởng mới có thể biết, đó chính là địa hạ thế lực của Dung gia ở khắp Ngưỡng Quang Đại Lục. Chuyện này chỉ có Dung Thân Vương mới biết được, mà địa hạ thế lực cũng đã hình thành hơn 1.000 năm rồi. Dung Thân Vương cũng không nói cho Niệm Băng địa hạ thế lực này lớn như thế nào, thế nhưng lại nói rõ với hắn, địa hạ thế lực này có thể là huyết sư giáo, đối với các thành viên trong đó tuyệt đối không cần lo lắng về lòng trung thành, mà Hồng Ngọc Sư Tử chính là tín vật. Chỉ cần dùng nó để xác nhận thân phận rồi phát ra mệnh lệnh, huyết sư giáo tất sẽ đem toàn lực hoàn thành. Thế nhưng Dung Thân Vương lại không nói với hắn rằng Hồng Ngọc Sư Tử này đại biểu cho thân phận giáo chủ. Nhìn huyết dịch quỳ trước mặt, Niệm Băng bình tĩnh nói, ngươi đứng lên đi. Huyết dịch đứng lên cung kính nói, giáo chủ, xin hỏi ma sư người... Nói đến đây, trong mắt hắn không khỏi toát ra một tia bi ý. Ma sư là chỉ Dung Thân Vương. Dung Thân Vương từng nói qua cho Niệm Băng, ở huyết sư giáo, mọi người đều có các loại hành nghiệp. Từng người ở giáo chỉ có danh hiệu mà không có tên thật. Danh hiệu của hắn chính là ma sư. Niệm Băng minh bạch ý tứ của huyết dịch đáp, ma sư không sao, chỉ bất quá hắn đem huyết sư truyền lại cho ta. Ta nghĩ hiện tại đã minh bạch ý tứ của hắn, từ bây giờ trở đi, ta chính là huyết sứ giáo giáo chủ. Huyết dịch sắc mặt nghiêm túc nói, thỉnh giáo chủ báo cho biết danh hiệu, ta sẽ lấy tốc độ nhanh nhất truyền tới các phân đường, tới các huynh đệ, tùy thời chờ giáo chủ sai phái. Niệm Băng trong mắt chợt lóe sáng nói, danh hiệu của ta là Bạch Phát, ma sư cũng không có nói cho ta biết nhiều về bản giáo. Hiện tại, ngươi trước tiên giới thiệu cho ta một chút về tình hình của huyết sư giáo. Huyết dịch gật đầu. Bản giáo thành lập đến nay đã trải qua 1.364 năm. Bản giáo chế độ nghiêm cẩn, hết thảy tuân theo mệnh lệnh mà làm. Tối cao thống trị là giáo chủ, nắm giữ huyết sư lệnh. Lịch đại giáo chủ trước khi qua đời đều phải truyền lại huyết sư lệnh, cũng đem tin tức báo cho tối cao trưởng lão đường ở huyết sư đường xác nhận để tránh bị làm giả huyết sư lệnh. Dưới giáo chủ là huyết sư đường thất trưởng lão. Huyết sư đường do thất trưởng lão cùng trưởng quản, trong đó có 500 huyết vệ đều là tinh anh trong tinh anh của bản giáo, chuyên môn phụ trách những hành động đặc thù khó khăn. Bản giáo chúng có đủ các loại hành nghiệp trên đại lục, ngoài trừ huyết sư được ra còn có 5 đường, lấy Ngũ Đại Đế Quốc làm tên, phân biệt là Hoa Dung Đường, Lãng Mộc Đường, Băng Nguyệt Đường, Kỳ Lỗ Đường và Áo Lan Đường. Giới ngũ đường thì có kỳ, mỗi kỳ phụ trách một tòa thành thị không phân biệt lớn nhỏ, mỗi kỳ lại dựa theo quy mô của thành thị mà nhân số bất đồng. Chẳng hạn với băng tuyết kỳ của ta, tổng cộng có 267 thành viên, trong đó nhân viên chiến đấu là 109. Thành viên của bản giáo đẳng cấp bất đồng sẽ có phong hào bất đồng. Giáo chủ là người duy nhất có cấp bậc huyết sư. Dưới giáo chủ, thất đại trưởng lão là kim sư trưởng lão. Dưới nữa là ngũ đường đường chủ. Đường chủ có cấp bậc ngân sư. Dưới nữa, kỳ chủ chúng ta là cấp bậc hồng sư. Tất cả chiến đấu nhân viên, ngoại trừ huyết vệ của huyết sư đường ra, dựa theo thực lực từ cao tới thấp, chia làm xích, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử, bài cấp bậc. Trong đó, hồng sư kỳ chủ, trừ phi có công hiến đặc biệt cho bản giáo, nếu không chỉ ít năng lực chiến đấu cũng phải đạt tới hoàng cấp, mà đường chủ cùng các trưởng lão đều phải đạt tới xích cấp. Xích cấp năng lượng tương đương với vũ thánh hoặc ma đạo sư cảnh giới, tử sắc cấp bậc yếu nhất tương đương với kiếm sư thực lực, không có thực lực kiếm sư là không thể trở thành chiến đấu nhân viên. Nói cách khác, thực lực của chiến đấu nhân viên trong bản giáo được chia nhỏ hơn một chút. Nghe huyết dịch giới thiệu, Niệm Băng trong lòng không khỏi kinh hãi. Vốn hắn tưởng rằng huyết sư giáo này chỉ mang một mạng lưới tình báo của Dung gia, nhưng hiện tại xem ra huyết sư giáo tuyệt không chỉ đơn giản là một mạng lưới tình báo. Thực lực tiềm tàng của Dung gia cũng chẳng hề kém hơn so với thực lực bộc lộ ra ngoài. Gia gia đem vị trí giáo chủ huyết sư giáo trao cho mình để làm gì? Xích cấp cao thủ của huyết sư giáo có thực lực là vũ thánh, đó đại biểu cho cái gì? Năm vị đường chủ cùng bảy vị trưởng lão đều là vũ thánh. Ơi trời ạ, đột nhiên xuất hiện 12 vũ thánh cùng thực lực với huyết sư giáo trên khắp đại lục, quả thực là đáng sợ. Hắn vốn không nắm chắc có thể hỗ trợ Yến Phong leo lên quốc vương bảo tọa, giờ đây có huyết sư giáo, hắn đã nắm chắc hơn nhiều. Nhìn nhãn thần của Đệ Băng không ngừng biến hóa, huyết dịch ho khan một tiếng nói, giáo chủ, ngài còn có gì phân phó sao? Đệ Băng suy nghĩ một chút, giơ cao huyết sư lệnh trong tay, truyền mệnh lệnh của ta, trong thời gian ngắn nhất tập hợp 8 phần chiến đấu nhân viên của huyết sư giáo từ lục cấp trở lên tới Băng Nguyệt Đế Quốc thủ đô Băng Nguyệt Thành. Ngũ đại đường chủ cùng thất vị trưởng lão cũng đều tới Băng Nguyệt Thành cho mệnh lệnh. Lần này hành động đặt là biến thiên. Vừa nghe Đệ Băng muốn điều phái nhiều nhân thủ như vậy, huyết dịch không khỏi hoảng sợ. Giáo chủ, ngài thật muốn điều khiển nhiều người như vậy sao? Đệ Băng không có trả lời, tiếp tục nói. Đồng thời, sử dụng mạng lưới tình báo của bản giáo thu thập mọi chuyện về mấy vị hoàng tử của Băng Nguyệt Đế Quốc, tư liệu trực tiếp truyền tới Băng Nguyệt Thành. Không lâu sau, ta sẽ đến Băng Nguyệt Đế Quốc, Băng Nguyệt Kỳ, rồi đưa ra mệnh lệnh tiếp theo.
Huyết dịch cảm thụ được lãnh ý phát ra trên người của Niệm Băng, cung kính nói, thuộc hạ tuân mệnh. Niệm Băng nhìn Huyết dịch nói, đem lệnh điều động này của ta báo cho ma sư biết, ngươi phái hai kẻ đắc lực bám theo ta, lấy vỗ tay ba lần làm hiệu, tùy thời nghe ta điều khiển. Tuân lệnh giáo chủ. Được, chuyện ta cần giao đã giải hết rồi, ta đi trước. Sau khi Huyết dịch tự mình tiến Niệm Băng rời khỏi ma pháp vật phẩm điếm, lúc này mới quay lại mật thất trầm giọng quát, người đâu? Một đạo bóng đen tựa hồ từ vách tường bay ra, nửa quỳ trước mặt hắn, cùng kinh nói, kỳ chủ. Huyết dịch nói, phải hài lục cấp huynh đệ đi theo giáo chủ, tùy thời nghe người sai phái, ngươi tự mình đi một chuyến, đến huyết sư đường, đem mọi chuyện phát sinh nơi này bẩm báo với các vị trưởng lão, kể cả mệnh lệnh của giáo chủ. Mọi chuyện nhờ bọn họ định đoạt, trước tiên cần phải xác nhận thân phận của giáo chủ. Ta thấy người này có chút quái lạ, ta không có cảm giác chút khí tức nào trên người hắn, phảng phất như một người thường. Bạch Phát, giáo chủ trẻ như vậy sao? Hắn cũng không phát hiện, ngay trên góc vách tường, một ngân sắc quang ảnh lặng lẽ biến mất. Đứng trên đường cái, trên mặt Niệm Băng toát ra vẻ tươi cười tự nhủ. Tâm tư kiến đáo, không hổ là đứng đầu một kỳ. Đi cha đi, nếu ra ra đem huyết sư lệnh giao cho ta, hết tài hẳn đã vì ta mà an bài tốt rồi. Xem ra thật sự muốn nhanh chóng gặp được các thủ lĩnh của bản giáo mới được. Thế lực khổng lồ như vậy, sau này bọn họ chính là tai mắt của ta. Lúc Niệm Băng phản hồi khuê phòng của Long Linh, Long Linh vẫn còn đang say ngủ. Nàng ngủ thì dung nhan vẫn đẹp như vậy, khuôn mặt bộc lộ vẻ thỏa mãn. Niệm Băng đắp chăn cho nàng, lúc này mới đi ra khỏi phòng tìm Long Trí. Lão sư, ta có thể vào không? Niệm Băng gõ khẽ lên cửa phòng của Long Trí. Thanh âm của Long Trí từ trong phòng truyền ra, vào đi. Đẩy cửa vào, đây cũng không phải là lần đầu tiên Niệm Băng vào phòng của Long Trí, nhưng mỗi lần đến nơi đây, hắn không khỏi bội phục cái sự đạm bạc của Long Trí. Trong phòng ngoại trừ một bộ đoàn dùng để minh tưởng ra, cũng không có thứ gì. Vì để thăng ma pháp của chính mình, Long Trí cơ hồ mỗi ngày đều khổ tu. Niệm Băng đi tới đối diện với Long Trí, trực tiếp ngồi xuống mặt đất. Lão sư, hôm nay khi ta quay lại có tới Thanh Phong trai, Tuyết Cực thúc thúc muốn mời chúng ta cùng tối nay tới ăn cơm. Long Trí không đáp mà hỏi lại, lĩnh vực của ngươi rốt cuộc thì là cái gì? Niệm Băng mỉm cười nói, ta gọi nó là thiên nhãn lĩnh vực. Long Trí than nhẹ một tiếng, không nghĩ tới ta nhiều năm nỗ lực còn không bằng ngươi mới tu luyện ma pháp gần 10 năm. Xem ra ta thật là già rồi. Hôm nay thất bại chẳng những khiến cho Long Trí phải mở to mắt nhìn Niệm Băng, đồng thời cũng khiến hùng tâm phát triển ma pháp sư công hội nhạt đi rất nhiều. Niệm Băng nói, lão sư, có khi quá cầu chấp vị tất đã là chuyện tốt. Có lẽ ngài sẽ cho rằng đối với ngài mà nói, chân quý nhất chính là công hội. Kỳ thật ngài sai rồi. Đối với ngài mà nói, chân quý nhất phải là Linh Nhi mới đúng. Nếu đem hai thứ chân quý nhất đổi lấy phồn vinh cho công hội, ngài nghĩ là đáng sao? Kỳ thật, ngài không cần phải nổi giận. Mặc dù ma pháp lực của ta đã bước vào cánh cửa của ma đạo sư, thế nhưng so với ngài thì còn có chênh lệch không nhỏ đâu. Hôm nay sở dĩ có thể thắng ngài, trọng yếu là nhờ vào bài thanh đao. Nếu không dùng chúng, chỉ bằng vào tiên thiên lĩnh vực, ta muốn chiến thắng ngài cũng không dễ dàng. Cùng một cảnh giới, kỹ xảo chống chế sẽ là mấu chốt quyết định thắng bại. Ngài tự hồ lại quên mất điều này rồi. Long Trí trên mặt toát ra một tia mỉm cười. Ta không thể thừa nhận, ngươi là thiên tài. Ta cơ hồ có thể khẳng định như vậy. Người sẽ trở thành thần giáng sư tiếp theo trên đại lục. Băng Tuyết nữ thần tế tự tuy mạnh, nhưng khi nàng ở vào tuổi của ngươi cũng tuyệt không có được thành tích như ngươi hiện tại. Niệm Băng, ta hãnh diện vì ngươi. Thế nhưng ý nghĩ của ta sẽ không thay đổi. Ta cho ngươi thời gian 3 tháng. Nếu trong 3 tháng ngươi không thể cho ta thấy một chút thành tích, vậy thì kết quả ngươi tự biết. Niệm Băng đứng lên, vừa đi ra cửa vừa nói, lão sư, ta không phải là chính nhân quân tử gì. Trong 3 tháng này, ta nhất định sẽ cố gắng toàn lực. Thế nhưng nếu ta thất bại, ta cũng không để Linh Nhi gả cho gã ngũ hoàng tử kia. Buổi tối, xin mời lão sư cùng chúng ta tới Thành Phong trai. Thật lâu rồi không có thưởng thức kỹ thuật của Minh sư phụ rồi. Khi Long Trí vẫn còn cả kinh trong lòng, Niệm Băng đã đi ra khỏi phòng. Hắn cảm giác rõ ràng, vừa rồi trên người của Niệm Băng tản ra ma sát khí cường liệt. Luồng sát khí này cũng không phải là nhằm vào hắn. Có thể tưởng tượng được, tự nhiên là nhằm vào. Cơm tối ở Thành Phong trai nhẹ nhàng kết thúc. Người cao hứng nhất chính là Long Linh. Ngồi ở bên cạnh Niệm Băng, nàng ăn rất ngon miệng. Đã thật lâu, nàng không thấy vui vẻ như vậy. Tuyết Tĩnh có vẻ rất bình tĩnh. Nàng ngồi ở bên kia Long Linh yên lặng ăn, không nhìn Niệm Băng và Gia Lạp Mạn Địch Từ đến một cái. Long Trí phảng phất như chưa có gì phát sinh cùng với Tuyết Cực, chuyện trò vui vẻ. Minh Nguyên và Minh Huy cũng tham gia buổi tiệc tối đột ngột này. Niệm Băng xuất hiện khiến cho bọn hắn rất hưng phấn. Ba người cùng luận bàn chủ nghệ đều có thu hoạch không nhỏ. Lão sư, ta muốn ở lại Thanh Phong trai vài ngày, sau 2 ngày ta muốn tới Ba Nguyệt Thành kiến thức một chút chủ nghĩa nơi đó. Niệm Băng mỉm cười hướng về phía Long Trí nói. Long Trí còn chưa có trả lời, Long Linh lại nóng nảy.
Niệm Băng, người lâu lắm rồi mới trở về, sao không ở về công hội chứ? Niệm Băng nhéo nhéo bàn tay mềm mại của Long Linh. Ở dưới gầm bàn, thông qua tác dụng của tinh thần lực cùng với linh hồn, thanh âm của hắn trực tiếp vang lên trong lòng của Long Linh. Chẳng lẽ ngươi không sợ ban đêm ta ăn thịt ngươi sao? Mặt Long Linh trong nháy mắt đỏ bừng bừng. Ngươi nhìn bộ dáng thẹn thùng của nàng, Niệm Băng thật muốn cùng nàng trở về ăn tối rồi ăn nàng. Thế nhưng nghĩ đến mình còn có rất nhiều chuyện phải làm thì miễn cưỡng đè nén ham muốn ở trong lòng. Linh Nhi, từ giờ trở đi ta nên vì tương lai của chúng ta mà nỗ lực. Long Linh cúi đầu không hề lên tiếng. Long Chí có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua nữ nhi nói, vậy được rồi, ở bên này của Lão Tuyết quả thực so với công hội thì thoải mái hơn một chút. Long Linh viện diện không muốn cùng Long Chí ly khai, Tuyết Tĩnh cũng chủ động yêu cầu đưa Niệm Băng và Gia Lạp Mạn Đình Thư trở về phòng. Ba người đi trong khung cảnh điển nhã của Thanh Phong Trai. Khi bọn hắn đi tới nơi ở của Niệm Băng và Gia Lạp Mạn Đình Thư, Tuyết Tĩnh dừng lại trầm giọng nói, cái tên Long gì gì kia, ngươi đi về trước đi, ta có chuyện muốn nói với Niệm Băng. Gia Lạp Mạn Đình Thư ngây người ra một lúc, bật mã nói, ta là Long Hỏa, không phải là Long gì gì. Tuyết Tĩnh tức giận nói, Long Hỏa, được rồi, ngươi về trước đi. Niệm Băng nói, Tuyết Tĩnh, có gì cần nói, ngươi cứ việc nói thẳng đi, Long đại ca không phải là ngoại nhân. Tuyết Tĩnh cắn cắn môi dưới nói, ngươi là thực sự thích Linh Nhi. Niệm Băng kiên định gật đầu. Tuyết Tĩnh thở sâu, tựa hồ như nó quyết định cái gì. Tốt lắm, ngươi nhất định phải đối đãi Linh Nhi thật tốt. Vì Linh Nhi, chuyện trước kia của chúng ta coi như không có. Nhưng ngươi, nếu dám đối xử không tốt với nàng, cũng đừng có trách ta đối với người không khách khí. Niệm Băng ngây ra một lúc, nghi hoặc nhìn Tuyết Tĩnh. Tuyết Tĩnh bị hắn nhìn đến đỏ mặt. Nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua mỹ nữ sao? Mấy tên nam nhân thối tha các ngươi, sao so được với tình tỉ muội của chúng ta? Những gì cần nói thì ta đã nói xong rồi, ngươi phải nhớ kỹ. Nói xong lập tức xoay người chạy đi. Nhìn thân ảnh của Tuyết Tĩnh rời đi, Niệm Băng lúc này mới xác định được khúc mắc giữa mình và nàng đã thật sự không còn. Bất đắc dĩ lắc đầu. Nữ nhân, thật sự là động vật hay thay đổi. Gia Lạp Mạn Địch Tư giả vờ cả giận nói, không cho người nói nàng là động vật. Niệm Băng cười hắc hắc, nếu không phải là động vật, sao có thể cùng ngươi ở cùng một chỗ được? Gia Lạp Mạn Địch Tư vừa nghe lời này thì vẻ mặt nhất thời đứng đắn. Ta bảo huynh đệ này, ngươi nói ta hiện tại nên làm gì bây giờ mới được chứ? Niệm Băng đương nhiên là biết hắn ám chỉ điều gì, mỉm cười nói, không nên gấp. Tính tình của Tuyết Tĩnh ta cũng không rõ lắm, chúng ta chỉ có thể đi từng bước một. Nếu ngươi là thật sự thích nàng, còn quan tâm tới thời gian làm gì? Như vậy đi, ngày mai ta nói với Tuyết Cực thúc thúc cho ngươi nhận Tuyết Tĩnh làm đồ đệ. Con mắt của Gia Lạp Mạn Địch Tư suýt nữa lòi ra, thanh âm tăng lên đột ngột. Cái gì? Ngươi bảo ta thu nàng làm đồ đệ? Niệm Băng đáp, nếu không thể tiếp cận nàng, ngươi dựa vào cái gì mà chiếm được tâm của nàng? Chỉ có tiếp xúc nhiều, tìm hiểu nhiều, ngươi mới có thể có cơ hội. Trọng yếu hơn là ngươi phải khiến nàng biết thực lực của ngươi cường đại như thế nào. Gia Lạp Mạn Địch Tư cười khổ. Nhưng Tuyết Cực kia đối với ta một chẳng có chút hào cảm gì, có thể đáp ứng sao? Niệm Băng mỉm cười nói, vậy phải xem ta thế nào. Truy đuổi nữ hài tử ngươi không làm được, nhưng thực lực chẳng lẽ lại kém được sao? Đừng quên, ngươi chính là Hỏa Long Vương Gia Lạp Mạn Địch Tư vĩ đại. Ta cùng lắm chỉ ở chỗ này 2 ngày, rồi sẽ đi băng nguyệt thành một chuyến. Trong khoảng thời gian này, ngươi là cùng Tuyết Tĩnh bồi dưỡng cảm tình cho tốt. Ngươi phải nhớ kỹ, không thể quá vội vàng. Trước tiên hãy làm tốt công tác của ngươi, chí ít cũng phải lấy được sự tín nhiệm và hào cảm của phụ nữ bọn họ, mới có thể tiếp tục hành động bước tiếp theo. Có thể thành công hay không phải dựa vào chính ngươi. Trong thời gian ta đi, còn muốn nhờ đại ca giúp ta trông coi Linh Nhi. Tên ngũ hoàng tử hôm nay chẳng những có ý với Tuyết Tĩnh, đồng thời mà còn có cả với Linh Nhi nữa. Ta đi vắng sẽ phiền toái ngươi rồi. Gia Lạp Mạn Địch Tư cười ha ha đáp, tiểu tử nhà ngươi này theo đuổi nữ hài tử thật có bản lĩnh. Phương nữ vừa mới cất bước đã lại lòi ra một Linh Nhi. Lúc tối ăn cơm ta còn chưa kịp hỏi ngươi, Linh Nhi cô nương này thoạt nhìn cũng không tồi. Bất quá chẳng lẽ người muốn cả hai người? Các nàng có thể đồng ý sao? Người không sợ các nàng ăn giấm chua sao? Niệm Băng mỉm cười đáp, chuyện của Linh Nhi ta đã sớm nói với Phượng Nữ, Linh Nhi cũng biết là có Phượng Nữ. Với ta mà nói, hiện tại người nào cũng không có thể bỏ qua. Nói đến đây, nét mỉm cười trên mặt hắn biến thành cười khổ. Chính hắn cũng không biết tương lai Long Linh và Phượng Nữ mà gặp nhau thì thế nào nữa. Trở lại căn phòng, Niệm Băng ngồi trên giường bắt đầu minh tưởng vừa nghĩ lại những chuyện phát sinh ngày hôm nay. Bài thực thể ma pháp năng lượng cầu trong cơ thể thông qua tác dụng của tiên tiên chi khí hấp thu ma pháp nguyên tố từ không khí, chỉ ít cũng nhanh gấp 3 lần so với ma pháp sư bình thường. Hắn mới tiến nhập ma đạo sư cảnh giới, phải chăm chỉ tu luyện mới có thể tăng cường thực lực. Sáng sớm ngày thứ hai, Niệm Băng ăn xong thì liền tìm Tuyết Cực nói chuyện là có chuyện muốn bàn. Tuyết Cực vui vẻ đáp ứng, trực tiếp mang theo hắn đi tới thư phòng. Tuyết thúc thúc, hôm nay ta tìm ngài là muốn cùng ngài nói chuyện về Long đại ca. Tuyết Cực vừa nghe Niệm Băng muốn nói về Gia Lạp Mạn Địch Tư, nhất thời nhíu mày. Niệm Băng,
chuyện khác đều được, nhưng ta đối với Long Hỏa này thật sự khó có thể tiếp nhận. Tịnh Nhi cũng không thích hắn, người không cần nhiều lời. Niệm Bằng mỉm cười nói tiếp, ta mặc dù không hoàn toàn hiểu rõ Long đại ca đã đắc tội với ngài ở chỗ nào, nhưng ta hôm nay muốn nói với ngài, cũng không phải là chuyện tình cảm, dù sao trên phương diện cảm tình, phải lưỡng tình dương tuyệt, không thể miễn cưỡng. Nếu Tuyết Tĩnh đối với Long đại ca không có ý gì, ta sao có thể làm khó ngài chứ? Tuyết Cực có chút kinh ngạc nhìn Niệm Bằng nói, vậy ý của ngươi là? Niệm Bằng nói, ngài hẳn là cũng đã nhìn ra, Long đại ca thực lực rất mạnh, hơn nữa hắn tu luyện là hỏa thuộc tính đấu khí, kỳ thật người cũng rất tốt, chỉ là vì quá thích Tuyết Tĩnh mới có thể làm ra cái chuyện thất lễ. Ta là ở chỗ này thay hắn xin lỗi ngài. Ta ngày mai sẽ đi Băng Nguyệt Thành, mang theo Long đại ca thì không tiện, ta muốn để hắn ở lại đây chờ ta, nhưng Long đại ca lại không muốn ở chỗ này ăn không. Ta đã thương lượng với hắn một chút, nếu ngài nguyện ý có thể để Long đại ca dạy Tuyết Tĩnh một chút vũ kỹ. Đương nhiên, ta cam đoan với ngài, hắn tuyệt sẽ không làm phiền Tuyết Tĩnh, chỉ là dạy nàng vũ kỹ mà thôi. Tuyết Cực nở nụ cười, Niệm Bằng, tiểu tử ngươi ngoài miệng nói không miễn cưỡng, nhưng đây không phải là tạo cơ hội cho bọn hắn sao? Niệm Bằng thản nhiên đáp, Tuyết Thúc Thúc, có lẽ ngài cảm nhận vị ngũ hoàng tử kia không tồi, thế nhưng có chuyện ta lại phải muốn nói với ngài, ngũ hoàng tử đã hướng về phía Long Chí lão sư cầu hôn. Cái gì? Tuyết Cực cả kinh, ta thấy không phải là Linh Nhi rất thích ngươi sao? Niệm Bằng trong mắt hàn quang lóe lên đáp, đương nhiên, ta sẽ không để Linh Nhi trở thành vật hy sinh cho hôn nhân chính trị, cho nên ta còn có rất nhiều chuyện phải làm. Ta nói với ngài, chỉ là muốn cho ngài biết, vị ngũ hoàng tử kia cũng không đáng giá là người để Tuyết Tĩnh phó thác trung thân. Lần này cứ cho là ngài cho Long đại ca một cơ hội, hắn sẽ chỉ dạy Tuyết Tĩnh một chút vũ kỹ mà thôi. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, mới tiếp tục nói, vị Long đại ca này của ta, ở phương diện thực lực sợ rằng cả đại lục cũng không tìm ra mấy người bằng hắn. Thành Phong trai có phiền toái cái, chỉ cần có hắn ở đây, ta tin tưởng phiền toái này đều có thể tự nhiên biến mất. Nghe Niệm Bằng ám chỉ mơ hồ, thêm vào hiểu biết đối với gia làm bản địch tư từ trước, trong lòng của Tuyết Cực không khỏi khẽ động nói, vậy được rồi, ta tin ngươi, nhưng ngươi phải nói rõ với Long Hỏa tiểu tử kia, hắn chỉ dạy Tĩnh Nhi tu luyện vũ kỹ mà thôi. Niệm Bằng mỉm cười đáp, ngài yên tâm đi, Long đại ca sẽ không làm cản nữa. Ly khai Thanh Phong trai, Niệm Bằng đi tới một góc không người, vỗ tay ba tiếng, nhất thời hai đạo hôi ảnh thân xác im lìm xuất hiện bên cạnh hắn, không phát ra một tiếng động nào. Niệm Bằng lãnh đạm nói, nói cho Huyết Dịch, ngày mai ta đi Băng Nguyệt Thành trước, người của Băng Tuyết Kỳ không cần đi. Thời khắc lưu ý Băng Nguyệt Đế Quốc Ngũ Hoàng Tử đang ở trong thành, nếu hắn có cử động bất lợi nào đối với Ma Pháp Sư Công Hội, các người phải bảo vệ tốt Long Linh tiểu thư của Công Hội. Hắn nói rất nhanh, nói xong lập tức đi ra đường cái hướng về phía Ma Pháp Sư Công Hội. Lưỡng đạo hôi sắc thân ảnh chia ra một đạo phiêu nhiên rời đi, còn một đạo thì lại từ xa bám theo Niệm Bằng. Còn chưa đến Ma Pháp Sư Công Hội, Niệm Bằng đã thấy Long Linh đứng tại trước cửa Công Hội ngó nghiêng, trong lòng không khỏi thấy ấm áp. So với Long Linh, phượng nữ càng đơn độc. Phượng nữ có ý nghĩ và mục đích của chính mình, nhưng Long Linh trong lòng lại chỉ có mình. Cái loại cảm giác này không thể tìm thấy nơi phượng nữ. Đều là người hắn yêu thương, nhưng phượng nữ và Long Linh lại đem đến cho hắn những cảm nhận hoàn toàn bất đồng. Mỉm cười, Niệm Bằng bước nhanh tới. Long Linh không hề cố kỵ kéo tay hắn, muốn như vậy mới đến, thái dương cũng gần đỉnh đầu rồi. Long Linh hôm nay khí sắc rõ ràng tốt hơn hôm qua rất nhiều, trên mặt có thêm vài phần hồng nhuận, ánh mắt nhìn Niệm Bằng tràn ngập vui mừng. Nhà đầu ngốc, từ Thanh Phong trai đến ở đây, ta đi cũng phải tốn không ít thời gian đấy, người sao lại chạy ra đây chờ ta? Long Linh cúi đầu đáp, ta sợ ngươi đột nhiên biến mất, cho nên mới ở chỗ này chờ ngươi. Sao có thể như vậy chứ, ta đâu nỡ rời xa Linh Nhi của ta. Vừa nói, hai người tay nắm tay đi vào phía trong công hội. Mấy ma pháp sư trẻ tuổi đang canh gác, nhìn đôi trai tài gái sắc, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Vừa đi, Long Linh khẽ thở dài, Niệm Bằng, kỳ thật có đôi khi ta cũng không biết ngươi là người như thế nào, ngươi có rất nhiều bí mật, ngươi biết không, ngươi lúc nào cũng khiến ta có cảm giác bất an, lòng ta thật mâu thuẫn, ta rất sợ ngươi không còn muốn ta nữa. Nói xong mắt nàng đã đỏ lên. Niệm Bằng không vội giải thích, nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của Long Linh thấp giọng nói, Linh Nhi, cho tới nay ta đều khiến ngươi phải khổ sở, hôm nay ta đến chính là muốn nói mọi chuyện của mình cho ngươi, kể cả những gì ta đã trải qua, không giấu giếm bất cứ điều gì. Giữa ngươi và ta, ta không cần cái gì bí mật, có lẽ như vậy ngươi sẽ tin vào ta hơn. Long Linh lại ngẩng đầu dừng lại, nhìn Niệm Bằng, nàng khẽ lắc đầu nói, không, không cần phải nói, Niệm Bằng, ta tin tưởng ngươi, ngươi hẳn phải có bí mật của riêng mình. Niệm Bằng không thèm để ý mọi người, khẽ hôn lên trán của nàng đáp, nhà đầu ngốc, bí mật là đối với ngoại nhân, người là lão bà tương lai của ta, còn phải có gì bí mật chứ? Ấy, đáng ghét, còn có người đấy. Long Linh cúi đầu đến sát ngực, chẳng dám nhìn sang, chúng ma pháp sư hai bên.
Niệm Băng mỉm cười, kéo Long Linh phóng ra một phong hệ ma pháp, phiêu nhiên đi tới khuê phòng của Long Linh, tạo ra một kết giới cách âm trong phòng. Giống như hôm qua, ôm lấy nàng, Niệm Băng bắt đầu từ chuyện khi còn nhỏ kể lại cho Long Linh. Kể một lần thì cũng mất cả nửa ngày, giống như Niệm Băng đã nói, hắn không giữ lại điều gì cả, từ chuyện của phụ mẫu cho đến những tuổi thơ của mình, kiêu hận với băng tuyết nữ thần tế tự từ đâu mà đến, bị tái mới diễn ra không lâu, nói đến chuyện của mình và phượng nữ. Ngoài trừ rất là mặt địch tư cùng với thân phận của Thất Long Vương gia, hắn đã kể tất cả những kinh lịch của mình. Niệm Băng tự thuật rất bình thản, nhưng trong lòng Long Linh lại sóng gió động trời. Nàng thế mới biết, nam nhân mà mình vẫn yêu thương lại phải trải qua nhiều kiếp nạn như vậy, so với hắn thì mình phải may mắn hơn nhiều. Được rồi, những gì cần nói đã nói xong. Chuyện từ khi đến nơi đây thì ngươi đều hiểu biết rồi. Linh Nhi, về xuất thân dung gia của ta, ngươi đừng nói cho lão sư có được chứ? Long Linh tựa trên ngực của Niệm Băng, nàng vẫn cúi đầu lặng lặng nghe Niệm Băng thổ lộ, cho đến khi Niệm Băng nói xong, nàng thủy chung vẫn không nói một câu. Niệm Băng, xin lỗi, ta không biết. Không phải nói xin lỗi, phải là ta xin lỗi người mới đúng. Linh Nhi, ta trên vai mang thân kiều như vậy, kiều nhân của ta lại là cường đại như thế, ta lúc ấy thật sự đâu có dũng khí tiếp nhận cảm tình của ngươi. Mãi cho đến khi trải qua chuyện của phương nữ, ta mới hiểu được cái gì là quý trọng, người có thể tha thứ cho ta. Long Linh ngẩng đầu nhìn Niệm Băng, trong đôi mắt to sớm đã phủ một tầng hơi nước, đột nhiên thần sắc trên mặt nàng trở nên nghiêm túc. Ta tha thứ cho ngươi cũng được, ta tin tưởng mọi chuyện ngươi vừa nói đều là sự thật, thế nhưng có một việc ngươi không nói, ngươi đã dùng sinh mệnh chớ chú khi nào? Trong lòng của Niệm Băng cả kinh, về chuyện cùng với Thất Long Vương, hắn cũng không nói gì, nhưng đối với một đầu bạch phát của hắn, Long Linh lại nhớ rất kỹ. Lúc này nghe xong chuyện của Niệm Băng mới đem nghi hoặc trong lòng ra hỏi. Niệm Băng do dự một chút nói, xin lỗi Linh Nhi, chuyện này ta không thể nói cho ngươi được. Quả thực ta đã dùng sinh mệnh chớ chú, khi đó ta căn bản không còn lựa chọn, vì bảo vệ bằng hữu của ta, ta phải làm như vậy. Đừng hỏi được không? Chuyện này quan hệ bí mật của bằng hữu ta, ta thật không thể nói. Long Linh nhìn Niệm Băng thật sâu, gật đầu đáp, được, ta không hỏi nữa, nhưng ta muốn nói cho ngươi, nếu ngươi chết đi, vậy thì ta sẽ đi tìm ngươi. Niệm Băng chấn động toàn thân, tình cảm mạnh mẽ lan tràn trong lòng, lại một lần nữa hắn hôn thật sâu lên đôi môi mộng động nhân kia. Long Linh nhiệt liệt phản ứng, trong lúc này bọn họ tự hồ đều muốn hòa tan vào đối phương. Niệm Băng nhẹ nhàng xoay người, đặt Long Linh nằm xuống, lửa đang tràn xuống phía dưới. Đúng lúc này thanh âm phá bĩnh lại vang lên trong đầu Niệm Băng, vang lên tiếng gọi, Niệm Băng. Ngừng động tác, Niệm Băng phẫn nộ hô to trong lòng, tạp tạp, ta muốn bóp chết ngươi. Ngu ngốc, nguy hiểm bên ngoài chẳng lẽ ngươi không cảm nhận được sao? Á Tư Tạp khinh thường nói. Trong lòng khẽ động, thiền nhãn huyệt vốn bị che mờ bởi tình dục trong nháy mắt mở ra, cảm thụ mọi sự ở ngoại giới. Nhất thời, một luồng băng lãnh khí tức tràn ngập trong không trung, khiến cho Niệm Băng trong nháy mắt tỉnh táo lại, vội vàng nhảy xuống giường, che trước người của Long Linh. Tiên thiền lĩnh vực trong nháy mắt bộc phát, tràn ngập cả tại căn phòng. Phong nhận không tiếp tục công kích. Một thanh sắc quang ảnh thật lớn như ẩn như hiện xuất hiện giữa Niệm Băng và Long Trí. Trong lòng của Niệm Băng khẽ động, lập tức nhận ra đây là thập giai ma pháp phong thần đích triệu hoán của phong hệ ma pháp. Nơi này dù sao cũng là ma pháp sư công hội, Long Trí đương nhiên không dám dùng hết toàn lực xuất ra thập nhất giai cấm chú, nếu không khi năng lượng đạt tới mức hắn cũng không thể khống chế nổi, tất nhiên sẽ dẫn tới tổn thất rất lớn cho ma pháp sư công hội, cho nên hắn không thể không cẩn thận. Một điểm kim sắc quang mang xuất hiện ở giữa trán của thanh ảnh, trong màn quang mang từng đạo thanh sắc điện quang lóe lên, thân ảnh to lớn kia cũng từ từ trở nên rõ ràng, mặc dù rất mơ hồ nhưng phong tuần khí tức lại đem đến áp lực thật lớn, khiến cho Niệm Băng không thể lùi về phía sau vài bước, đem thiên nhận lĩnh vực phóng thích ra phạm vi một trượng để chống được áp lực này. Hắn trong lòng không khỏi bội phục Long Trí, hắn biết dựa vào năng lực của mình căn bản là không có khả năng phát động thập giai ma pháp nhanh như vậy. Long Trí không hổ là ma đạo sư thành danh nhiều năm rồi, đối với phong hệ ma pháp ứng dụng đã đạt tới giới hạn, chỉ cần một đột phá cuối cùng là có thể tiến nhập thần giáng sư lĩnh vực. Đáng tiếc, hắn hiện tại dù sao cũng không phải là thần giáng sư. Đối mặt với thập giai ma pháp thành hình, Niệm Băng không dám chậm trễ, thiên nhãn lĩnh vực tiếp tục mở rộng phạm vi, trong nháy mắt bao phủ bảy ảnh khôi lỗi ở bên trong. Tăng phúc hiệu quả tăng đến cực hạn, hai tay chĩa ra trước, thiên nhãn huyệt hoàn toàn mở ra, quang mang ở bi tâm trong nháy mắt phóng xuất. Thất nhận hợp nhất, thiên nhãn trảm. Bảy ảnh khôi lỗi trong nháy mắt xếp thành một hàng, bảy thanh ma pháp nhận cùng bốc lên cao, đi đầu chính là hỏa diễm thần bích bảo hao chính dương đao, ngay sau đó là thần lộ đao, ngạo thiên đao, trường sinh đao, tuyển cơ đao, thánh diệu đao và phệ ma đao. Thất trùng bất đồng quang mang ngưng kết tại một điểm, bảy ảnh khôi lỗi làm động tác giống nhau, thiên nhãn trảm bổ ra cũng không phải một quang nhận mà là một thất sắc quang cầu đã được ngưng kết.
quang mang của quang cầu cực kỳ quái dị, cũng không phải do thất trùng nhan sắc kết hợp mà thành, mà là không ngừng lấp lánh. Mỗi lần lóe lên đều chuyển thành một loại quang mang khác. Quang cầu chỉ chừng nắm tay phiêu nhiên bay ra, được thiên nhãn huyệt chỉ dẫn, chuẩn xác tập trung lên trán của phong thần do Long Trí triệu hoán. Hắn biết nơi đó là điểm cực mạnh của phong thần, đồng thời cũng là điểm trọng yếu nhất của phong thần. Thiên nhãn huyệt toàn lực mở ra khiến tinh thần lực của Nệ Băng đạt tới cao độ trước đó chưa từng có. Băng cùng hỏa vốn là điểm mạnh của hắn, kết hợp bài ảnh khôi lỗi được tăng phúc, uy lực to lớn đã vượt xa trình độ khi đối mặt Thổ Long Vương bàn tử trước kia. Quang châu được thiên nhãn trảm phát ra so với lần trước nhỏ hơn nhiều, thế nhưng tốc độ biến hóa của thất sắc quang mang cũng lại nhanh hơn gấp đôi. Thất ảnh khôi lỗi sau khi phát ra một kích liền nhanh chóng lui về trước người Đệ Băng. Lúc này bọn chúng sau khi phát ra thiên nhãn trảm cũng không biến mất. Đây là tiến bộ của Đệ Băng. Sau khi thất ảnh khôi lỗi phát ra công kích, hắn lập tức bổ sung bài đạo tiên thiên chi khí cho chúng, khống chế chúng dựa vào tiên thiên chi khí tự thân để hấp thụ tiên thiên chi khí xung quanh. Tốc độ hấp thụ tiên thiên chi khí của một người vĩnh viễn cũng không thể so với 8 người. Từ sau khi có được tiên thiên lĩnh vực, hắn chẳng những không có vì thực lực tăng cường mà lười biếng, ngược lại mỗi ngày đều càng thêm nỗ lực. Hắn thậm chí đã đặt chủ nghệ yêu thích sang một bên, toàn tâm chìm trong tu luyện ma pháp. Mỗi ngày, ngoại trừ những việc phải làm ra, thời gian còn lại, hắn dùng 7 phần để tu luyện ma pháp lực, 3 phần để tu luyện các loại ma pháp khống chế. Trong đầu tưởng tượng ra các loại công kích và phòng ngự của địch nhân, rồi lại tưởng tượng ra các loại biện pháp đối kháng. Thực lực càng tiếp cận mục tiêu bằng tuyết nữ thần tế tự, hắn lại càng chăm chỉ. Thiền huyện Bằng Vân nói phụ mẫu mình chưa chết, muốn cứu bọn họ ra chỉ có thể dựa vào chính mình. Thất thể ma pháp nguyên tố được tinh thần lực phát ra từ thiên nhãn huyệt khống chế rào diệu, nhanh chóng hình thành một sự cân bằng vi diệu. Thất thể ma pháp hoàn toàn tồn tại trong hình thức tương sinh, hỗ trợ lẫn nhau. Trong nháy mắt, phóng thích ma pháp lực đến mức độ cao nhất, chớp mắt đã tới được trước phong thần được Long Trí triệu hoán. Phong hệ ma pháp trong nháy mắt được phóng thích đến cực mạnh, thân ảnh cao lớn kia bắn ra một đạo thanh sắc thiểm điện đánh lên thiên nhãn trảm của Nệ Băng. Thế nhưng thiên nhãn trảm mạnh mẽ, bản thân nó chính là một thiên nhãn lĩnh vực nhỏ. Mặc dù thể tích không lớn, thế nhưng năng lượng đậm đặc trong đó dị thường đáng sợ. Tốc độ của thiểm điện so với tư duy của Nệ Băng còn nhanh hơn, cho nên hắn không kịp khống chế thiên nhãn trảm tránh né. Thế nhưng sự mạnh mẽ tự thân của thiên nhãn trảm cũng không bị phá hủy bởi thanh sắc thiểm điện này. Long Linh ở bên ngoài lo lắng đợi. Mặc dù đại sảnh nơi này chuyên môn dùng để trắc thí ma pháp sư đẳng cấp có ma pháp phong ấn mạnh mẽ để phòng ngự, nhưng nàng vẫn cảm giác được ma pháp nguyên tố mênh mông bên trong. Ngay khi nàng chẳng biết làm sao, đáy lòng đột nhiên truyền đến một tiếng kêu quen thuộc. Linh Nhi, mau lùi về phía sau. Thanh âm là của Nệ Băng. Long Linh cũng không biết tại sao thanh âm của Nệ Băng lại xuất hiện từ đáy lòng của mình. Thế nhưng nàng rất tín nhiệm Nệ Băng, không hề do dự, lập tức chạy ra xa. Ngay khi Long Linh vừa mới chạy được 10 trượng, cả ma pháp phong ấn trên chắc thí đại sảnh đã bị phá tan. Một đạo thất thải quang hoa cường liệt cuốn vòng quanh một đạo thanh quang bay lên trời, thẳng lên tới 9 tầng trời. Kỳ dị nhất chính là vốn đám mây nằm phía trên ma pháp sư công hội lại từng mảng lớn tiêu thất, khiến cho bầu trời có chút âm u lại biến thành lam sắc. Ánh dương quang chiếu khắp đại địa, bao phủ cả ma pháp sư công hội. Nổ mạnh, cả ma pháp đại sảnh trong nháy mắt biến mất, hai tòa kiến trúc bên cạnh đại sảnh cũng ầm ầm sụp đổ. Long Linh phóng thích lục gia ma pháp quyển trục lúc trước Nệ Băng đưa cho nàng, không dám chống chọi với chấn động kia, mượn xung lực bay ra xa. Cho dù như thế, áp lực khổng lồ vẫn suýt nữa khiến nàng không thở được. Năng lượng đột ngột phát ra thật sự là quá khổng lồ. May mà luồng năng lượng này hoàn toàn hướng về phía trên, nếu không thì cả ma pháp sư công hội cũng có thể bị hủy rồi. Đột nhiên xuất hiện cảnh tượng kỳ dị, khiến người trong băng tuyết thành chú ý, ánh mắt từng người đều hướng về phía băng nguyệt đế quốc ma pháp sư công hội. Sang ngày thứ hai, bọn họ mới nghe được ma pháp sư công hội giải thích. Giải thích là lần này nổ mạnh là do một thí nghiệm ma pháp gây ra. Đương nhiên, loại giải thích này rất là gượng ép. Thế nhưng, mặc dù gượng ép, năng lượng khổng lồ kia thực sự là sự thật. Một số người quan tâm tới thực lực của ma pháp sư công hội đích thực lực. Một lần nữa phỏng chừng, cái loại năng lượng ma động này tuyệt đối là năng lượng cấp bậc cấm chú. Năng lượng bộc phát sinh ra thất chủng ma pháp nguyên tố, nhưng lại không hề hủy đi ma pháp sư công hội. Đây cũng không phải là hiệu quả có thể sinh ra từ 7 ma đạo sĩ. Ai cũng đều biết, băng nguyệt đế quốc ma pháp sư công hội chỉ có một ma đạo sư. Thế nhưng, bạo tạc đột nhiên xuất hiện, khiến cho thiên tượng biến hóa, lại khiến ma pháp sư công hội càng thêm thần bí trong lòng mọi người. Nhất là thêm thành tích quán quân trong tần duệ ma pháp sư đại tái của đại diện băng nguyệt đế quốc ma pháp sư công hội, tự nhiên khiến cho vài người nghi ngờ. Tất cả lại trở về yên lặng.
mười mấy ma pháp sư từ các kiến trúc xung quanh chạy đến. Hai tòa kiến trúc hai bên chắc thí đại sảnh vốn là ma pháp thực nghiệm thất, gần đây được băng nguyệt đế quốc cấp ngân sách nên đang chuẩn bị tu bổ. Mọi thứ bên trong đều đã được dọn sạch, cho nên bạo tạc mặc dù kịch liệt nhưng cũng không có tạo thành bất luận thương vong nào, tổn thất cũng chỉ là ba tòa kiến trúc mà thôi. Địa băng vẫn mang bộ dáng như lúc đầu, bạch sắc trường phát xõa trên vai khẽ khẽ lay động, thất ảnh khôi lỗi trong tay mỗi người thì đều cầm một thanh ma pháp thần nhận, bao bọc quanh hắn. Được thiên nhận lĩnh vực bao trùm, thất ảnh khôi lỗi không ngừng di động khiến cho chỉ có thể thấy huyễn ảnh mơ hồ. Lâm Chí cũng đã không bị thương tổn gì, hắn đứng đó yên lặng nhìn địa băng cách đó không xa. Mọi thứ xung quanh đều biến mất, ngay cả mặt đất dưới chân bọn họ cũng biến thành một mảng bụi bặm. Năng lượng ma pháp khổng lồ tán loạn khắp nơi, hai luồng năng lượng lao vào nhau bộc phát ra lực lượng khổng lồ vượt qua cả cấm chú. Lâm Chí biết rõ, vào thời khắc cuối cùng là địa băng dùng tinh thần lực khổng lồ khó tin thay đổi phương hướng của vụ nổ, lúc này mới khiến ma pháp sư công hội không chịu tổn thất gì. À, địa băng, người đã trở về. Là thâm niên trưởng lão của công hội, Lý Đắc vừa nhìn thấy địa băng, vẻ mặt nhất thời vừa kinh vừa hỉ. Địa băng nhìn Lý Đắc ma đạo sĩ đang đi tới gần mình, mỉm cười nói: Lý Đắc lão sư, chào ngài, ta vừa mới trở về không lâu. Lão sư muốn thử xem ma pháp trình độ của ta gần đây như thế nào. Hơn nữa lão sư còn nói, vì mở rộng công hội chúng ta, chỗ chắc thí đại sảnh này nên được tu sửa một chút, để đỡ phiền toái, chúng ta đơn giản liên hợp dùng ma pháp hủy đi nơi này. Lão sư, ta nói đúng không? Long Chí ho khan một tiếng, cố nén cái cảm giác suy yếu không ngừng truyền đến, đi tới cạnh Niệm Băng gật đầu đáp: Quả thực là như thế. Lý Đắc trưởng lão, từ giờ trở đi, ta bổ nhiệm Niệm Băng làm công hội phó hội trưởng. Thực lực của hắn đã đạt tới cảnh giới ma đạo sư, ta nghĩ chức phó hội trưởng rất thích hợp với hắn. Nhờ ngươi chuẩn bị một chút, làm cho hắn một kiện ma pháp bảo, cũng chuẩn bị huy chương tương ứng cho thân phận của hắn. Ta hơi mệt, đi nghỉ ngơi trước. Nói xong hắn đi xuyên qua giữa Niệm Băng và Lý Đắc. Hắn không hề lướt nhìn Niệm Băng, thậm chí không nói với Niệm Băng một câu, nhưng Niệm Băng lại biết Long Chí đã chấp nhận đổ ước với mình. Hoảng sợ trong lòng, Long Chí vẫn không thể tan đi. Hắn đối với thực lực của Niệm Băng chỉ có bốn chữ, đó chính là thâm bất khả chắc. Lúc trước khi hắn dùng tốc độ nhanh nhất thi triển phong thần triệu hoán va chạm với khối quang cầu do Niệm Băng phát ra, hắn lập tức phát giác lực bạo tạc do va chạm sinh ra là hắn vô pháp khống chế. Nguy cơ trước mắt, hắn thậm chí không tiếc dùng một kiểu giai phòng ngự ma pháp quyền trục để bảo vệ chính mình. Phải biết rằng cửu giai ma pháp quyền trục đã là ma pháp quyền trục đặc thù. Mặc dù ma pháp quyền trục chỉ dùng để bột phấn của ma pháp tinh thạch để làm ra, nhưng khả năng chứa ma pháp lực của nó là có hạn. Cho dù có thực lực, muốn chế tác kiểu giai ma pháp quyền trục trở lên cũng cần có tài liệu cực kỳ đặc thù để chế tác bạch quyền trục. Công nghệ chế tác loại bạch quyền trục này trên khắp đại lục cũng không có nhiều người biết. Giá trị của một kiểu giai ma pháp quyền trục đã tương đương trên 100 kim tệ. Thế nhưng lúc Long Chí dùng quyền trục phòng ngự, hắn lại giật mình phát hiện Niệm Băng trên người phát ra một tầng quang mang quái dị, đó là một tầng bạch sắc quang mang, nhưng trong bạch quang lại có chút hôi sắc khí lưu. Quang mang trong nháy mắt lao vào giữa bạo tạc, trên trán hắn xuất hiện một dấu vết quái dị. Ngay sau đó dấu vết kia lóe sáng, giống như vầng thái dương bạo tạc lực khổng lồ vốn phải khuếch tán lại bị luồng năng lượng này của hắn chuyển hướng lên trên. Năng lượng trong nháy mắt bốc lên, lúc này mới bảo vệ được ma pháp sư công hội. Thế nhưng ngay khi bạo tạc lực khổng lồ bị hướng lên phía trên, Long Chí lại hoảng sợ phát hiện bạo tạc lực khổng lồ lại kéo theo đại bộ phận ma pháp lực của mình. Lúc này thực lực của hắn đã còn không quá 3 thành so với trạng thái đỉnh phong, mà Niệm Băng nhìn qua lại như chưa có gì phát sinh. Ma pháp Niệm Băng sử dụng hắn trước kia chưa từng gặp qua, nhưng hắn biết rõ Niệm Băng thực lực thâm bất khả chắc, cũng tuyệt đối đã đạt tới ma đạo sư. Kỳ thật Niệm Băng hiện tại cũng không có hơn gì, sự suy yếu của hắn thậm chí còn hơn Long Chí. Lúc bạo tạc sắp xuất hiện, hắn lập tức cảm giác được phong ấn xung quanh không thể khống chế được bạo tạc lực khổng lồ này, thì lập tức phản ánh thông qua sự lý giải đầy đủ về tinh thần lực và linh hồn. Hắn hô hoán cho Long Linh ở bên ngoài biết, đồng thời dùng thiên nhãn huyệt đem tinh thần lực phát huy đến cực hạn, đẩy bạo tạc có cấp bậc cấm chú này phóng lên cao. Ngay khi tinh thần lực của hắn cơ hồ không còn cầm cự được nữa, hắn kinh ngạc phát hiện trước ngực truyền đến một luồng năng lượng quái dị dung hợp vào thiên nhãn huyệt, giúp cho hắn hoàn thành được nhiệm vụ vốn không thể hoàn thành. Dù sao hắn chỉ mới tiến nhập ma đạo sư cảnh giới không lâu, cứ cho là dung hợp ma pháp lực cường thịnh, tinh thần lực cũng khó mà đủ mạnh được. Niệm Băng biết lần này giúp mình chính là Táo Tư Tạp, năng lượng quái dị kia của Táo Tư Tạp tựa hồ rất tốt cho thân thể của hắn. Kể cả Long Chí ở bên trong nháy mắt bạo tạc ai cũng không phát hiện. Khi tinh thần lực chịu áp lực cực lớn của bạo tạc lực khổng lồ, trên người của Niệm Băng hiện ra một tầng hôi sắc lân phiến quái dị. Lúc bạo tạc kết thúc, tầng hôi sắc lân phiến lại lặng lẽ tiêu thất. Lý Đắc kinh ngạc nhìn Long Chí đang rời đi, quay đầu lại nhìn Niệm Băng, ma đạo sư. Mới được 1 năm, Niệm Băng đã đạt tới cảnh giới ma đạo sư.
Hắn cho tới bây giờ chưa nghe thấy ai có thể đạt đến trình độ này ở cái tuổi của Niệm Băng. Đối với hắn mà nói, hết thảy đều là bất khả tư nghị, nhưng hết lần này tới lần khác, hết thảy lại đều là sự thật. Niệm Băng, tóc người làm sao vậy? Sao lại biến thành bạch sắc? Long Linh không quan tâm đến kết quả của trận đấu, biến hóa bên ngoài của Niệm Băng mới là điều nàng quan tâm nhất. Có lẽ công hội trưởng lão Lý Đắc cũng không biết chuyện này là sao, nhưng kẻ cũng đã từng học qua sinh mệnh chớ chú lại hiển nhiên hiểu rõ biến hóa hiện tại của Niệm Băng là từ đâu mà đến. Thế nhưng dung mạo của Niệm Băng lại không biến thành già nua. Cho dù như thế, tim nàng đập cũng đã nhanh gấp đôi rồi. Niệm Băng kéo bàn tay nhỏ nhắn của Long Linh, mỉm cười đáp: "Yên tâm đi, ta không sao. Chỉ là do tu luyện ma pháp có chút đột phá, tóc mới biến thành như vậy. Vừa rồi thật sự không có ý tứ quấy rầy các vị tu luyện, Niệm Băng xin lỗi. Mọi người cũng đều thấy được tình huống của ta. Kỳ thật tuổi tác cũng không thể ngăn cản chúng ta trở thành một ma pháp sư cường đại. Tất cả mọi người, nhất là những người cùng liên kỳ với ta, chỉ cần mọi người chịu nỗ lực đều có thể trở thành một ma pháp sư có cường đại thực lực." "Được rồi, tất cả mọi người đi đi, ta vừa mới trở về cũng muốn đi nghỉ ngơi một chút. Lý Đắc lão sư, phiền ngài làm cho ta mấy ma pháp bảo mới, cũng không cần có tiêu chí gì đặc biệt, nhưng ma pháp bảo phải là kim sắc, xem như kỷ niệm kim phát của ta trước kia." Lý Đắc ngây ra một lúc hỏi: "Kim sắc, như thế có phải là kiêu ngạo quá không? Phải biết rằng màu sắc của ma pháp bảo dựa theo ma pháp hệ mà chia làm thất sắc, quang minh ma pháp sư là bạch sắc ma pháp bảo, không gian ma pháp sư là ngân sắc ma pháp bảo, các hệ khác phân biệt là hắc ám ma pháp sư có hắc sắc, thủy hỏa thổ phong là lam, hồng, hoàng thanh. Về tự nhiên ma pháp sư đặc thù của Lãng Mộc Đế quốc là lục sắc ma pháp bảo, kim sắc ma pháp bảo còn chưa từng xuất hiện trên đại lục." Niệm Băng mỉm cười nói: "Kiêu ngạo sao? Ta không thấy vậy. Ta đã không thuộc về bất cứ một hệ ma pháp sư nào. Chẳng lẽ ngài bảo ta mặc vào một kiện ma pháp bào có đủ mọi màu sắc sao? Cứ dùng kim sắc đi." Nói xong hắn kéo Long Linh đi thoát khỏi đám người. Ánh mắt chúng ma pháp sư nhìn Niệm Băng đều có chút khác lạ. Những ma pháp sư lớn tuổi thì trong mắt vừa là tán thưởng vừa là kinh sợ, mà trong mắt các ma pháp sư trẻ tuổi thì lại tràn ngập cuồng nhiệt. Bọn họ đều biết tuổi của Niệm Băng. 20 tuổi, một ma pháp sư gần 20 tuổi đã đạt tới cảnh giới ma đạo sư. Trong lòng bọn họ, hình tượng của Niệm Băng đã trở nên dị thường cao lớn. Kiêu ngạo sao? Ta muốn chính là kiêu ngạo. Trong lòng của Niệm Băng thầm nghĩ, trên thế giới này là thế giới của cường giả sinh tồn. Chỉ cần thực lực của ngươi đủ mạnh thì kiêu ngạo cũng có sao. Mình vẫn luôn khiêm cung, nhưng hiện tại cũng không thể tiếp tục như vậy. Vì Linh Nhi, mình cần chính là danh khí, mà danh khí này bắt đầu từ băng nguyệt ma pháp sư. Ta muốn tất cả mọi người trên đại lục biết danh hiệu Bạch Phất Kim Y băng hỏa ma chủ. Danh khí là một con dao hai lưỡi, nó có thể giúp ích rất nhiều, đồng thời cũng khiến cho đám tiểu nhân xấu xa đố kỵ ghen ghét. Muốn đố kỵ thì cứ để chúng đố kỵ, chỉ có kẻ không biết nỗ lực mới vĩnh viễn đố kỵ. Bọn họ chỉ có thể giấu mặt chỗ tối, mặt mũi buồn bã, kỳ thật cũng chỉ biết nói mồm. Thì làm sao, ta không sợ, muốn tới đâu thì tới. Cải nghiêng theo gió, được, ta muốn xem có gió lớn thế nào thổi ta. Bằng tuyết như thần tế tự sao? Cứ cho là ngươi không tìm đến ta, không bao lâu ta cũng sẽ đi tìm ngươi. Mỉm cười, trong mắt của Niệm Băng toát ra một tia quang hoa nhàn nhạt. Long Linh đột nhiên cảm giác được bàn tay hắn nắm mình thật kiên định. Nam nhân này tựa như một ngọn núi vĩnh viễn có thể cho mình nương tựa. Có hắn bên người, mình sẽ không phải sợ hãi, sẽ không sợ hãi. Lo lắng trong mắt biến mất. Những chuyện Niệm Băng làm sau khi trở về đã nói cho nàng rất nhiều thứ. Mình có còn cần lo lắng cái gì chứ? Mọi chuyện đều giao cho nam nhân của mình. Thôi, đúng vậy, hắn là nam nhân của mình, vĩnh viễn đều là như vậy. Một người duy nhất. Kể cả là hắn thất bại thì có sao, mình chung quy cũng phải có kết cục của chính mình. Thế nhưng cuộc đời này của mình cũng sẽ chỉ thuộc về nam nhân này thôi. Dựa lên vai của Niệm Băng, Long Linh chỉ về một hướng. Niệm Băng mỉm cười, mang theo nàng, cùng đi theo phương hướng kia. Đây là lần đầu tiên Niệm Băng đi tới khuê phòng của Long Linh. Phòng của nàng bố trí rất đơn giản, các loại đồ chơi lông thú chiếm đại bộ phận không gian. Khắp nơi đều có thân ảnh của chúng. Màu sắc cả phòng là đạm tử sắc, giống như mái tóc dài tử sắc của Long Linh. Không khí điển nhã ấm áp khiến lòng Niệm Băng thoải mái hơn nhiều. Hắn sâu sắc cảm giác được bất luận vì Long Linh làm điều gì đều là đáng giá. Ôm lấy Long Linh đang thẹn thùng, đặt nàng ngồi lên đùi, vuốt ve thân thể mềm mại mà ấm áp của nàng, ngửi mùi hương thơm thoang thoảng trên người nàng, Niệm Băng tâm tình kích động. "Linh Nhi, thời gian này khiến ngươi phải khổ cực rồi." Long Linh khẽ lắc đầu, ôn nhu cười nói: "Đều đáng giá, không phải sao? Ta cũng không có đợi chờ uổng phí. Ta biết vừa rồi ngươi làm đều là vì ta. Linh Nhi đáng giá như vậy sao?" "Đương nhiên đáng giá." Niệm Băng nghiêm túc nói: "Linh Nhi, ngươi biết không, khi ta trở lại Băng Tuyết Thành thì đã phát thệ, sau này bất luận như thế nào ta cũng không để ngươi vì ta mà rơi lệ. Ngươi yên tâm, vì ngươi, cứ cho là tương lai đi báo thù, ta cũng nhất định sẽ biết giữ gìn tính mạng."
Lòng linh trong mắt Lưu bộc lộ vẻ ôn nhu như nước, chủ động tựa vào ngực của Niệm Băng, ôn nhu nói: "Niệm Băng, ta hiện tại thật hạnh phúc, ngươi biết không? Từ sau khi ngươi cự tuyệt ta, Linh Nhi không có một ngày là vui vẻ. Ta cũng đã muốn quên ngươi, nhưng hết lần này tới lần khác lại chẳng thể quên được. Ngay cả ta cũng không biết mình thích ngươi ở chỗ nào. Niệm Băng, ta không so đo cái gì, chỉ cần có thể bên ngươi, như vậy là đủ rồi. Ta biết ngươi còn có rất nhiều chuyện phải làm, ta sẽ không theo ngươi đi đích, bởi vì ta không muốn trở thành gánh nặng của ngươi. Ta chỉ hy vọng cuối cùng có thể ở bên ngươi, bất luận ngươi muốn làm gì, ta vĩnh viễn đều ủng hộ, chờ ngươi trở về." Cái nhu của nhu nữ đủ để làm mềm kim thiết. Dù cho tinh thần lực của Niệm Băng phục hồi trở lại, trong lúc này cũng vô pháp khắc chế cảm tình ở trong lòng, có chút thô dã, hắn hôn lên đôi môi ôn nhu, cái hôn thật sâu, thật sâu. Long Linh không còn rụt rè, chủ động đáp ứng, hai tay ôm lấy cổ của Niệm Băng, trong lòng nàng chỉ có một ý nghĩ, giờ này khắc này, nam nhân này là thuộc về mình. Trong lòng phảng phất như có một luồng lửa thiêu đốt, Niệm Băng quên hết thảy, không hề cố kỵ, bất chỉ bất giác đã xoa xoa lên bờ ngực căng tròn của Linh Nhi. Hai người dần dần thở dốc, hắn không có gì cố kỵ. Khi trở về tìm Long Linh, hắn đã nhận định rằng nàng sẽ là thê tử của chính mình. Về phần Long Linh, nàng hiện tại càng không muốn kháng cự, nàng không dám nghĩ tới mọi chuyện tương lai. Nàng càng nguyện ý trong khắc này đem chính mình phụng hiến chọn cho nam nhân của mình. Lúc Niệm Băng cởi áo Long Linh, vừa chuẩn bị tiếp tục hành động, một thanh âm bực bội vang lên trong đầu hắn. "Này này, ta nói cho tên Niệm Băng kia." Thanh âm bất ngờ dọa cho Niệm Băng thót tim, lập tức thu hồi hai tay đang mải khám phá, dục niệm trong lòng nhất thời chìm xuống, thân thể có chút ngốc trệ. Niệm Băng đột nhiên dừng tay, khiến cho Long Linh hụt hẫng, cũng thở phào nhẹ nhõm, nằm trên ngực Niệm Băng thở hổn hển. "Niệm Băng, ngươi làm sao vậy?" Niệm Băng cười khổ nói: "Không có gì, Linh Nhi, để ta ôm ngươi thật chặt." Nói xong hắn gắt gao ôm lấy Long Linh, trong lồng ngực ấm áp quán, Long Linh tràn ngập vui mừng, nhắm mắt lại. Niệm Băng dùng hắc cá ma pháp làm cơ sở, lặng lẽ phóng thích thôi miên thuật để nàng ngủ đi. Bao nhiêu ngày rồi, nàng mới được ngủ thỏa mãn như vậy. Đại sự bị phá bĩnh, Niệm Băng tức giận, kẻ không biết điều. "Tạp tạp, ngươi cố ý làm như vậy đúng không? Ai cho ngươi nhìn lén?" Chuyện tốt bị phá, tâm tình của Niệm Băng sao có thể bình ổn được. Tạp tạp cười hắc hắc đáp: "Ta nói này lão huynh, cũng không thể trách ta, ai bảo chúng ta hiện tại cùng chung một thân thể chứ. Ngươi có thể thấy, cảm thụ, ta đương nhiên cũng có thể cảm thụ được. Ta thật oan uổng, vừa rồi rõ ràng là ta giúp ngươi, chẳng những không cảm tạ ta, ngược lại còn trách ta, không có ta trợ giúp. Ngươi có thể thuận lợi đẩy cái bạo lực kia lên trên trời sao?" Vừa nghe áo tư tạp nói lời này thì lửa giận trong lòng Niệm Băng biến mất, nghi hoặc hỏi: "Chẳng lẽ ngươi đã có phương pháp khống chế năng lượng của chính mình? Hồi sắc năng lượng của ngươi rốt cục thì là cái gì?" Áo tư tạp đáp: "Còn chưa rõ, đâu dễ dàng như vậy. Năng lượng này của ta rất là quái dị, chỉ cần cảm thụ được năng lượng trong cơ thể ngươi, ta sẽ có cảm giác rất thoải mái. Lúc trước tinh thần lực của ngươi xuất hiện nguy cơ, khiến cho ta từ trong tu luyện thức tỉnh, thuận tiện giúp ngươi một tay. Ta phát hiện ra, năng lượng của ta cũng không giống như ma pháp lực của ngươi, mà là do năng lượng ma pháp lực kết hợp với tinh thần lực mà hình thành. Cụ thể có công hiệu gì thì còn phải chờ ta tu luyện thêm mới có thể xác minh được." Niệm Băng có chút bất đắc dĩ nói: "Được rồi, huynh đệ ngươi có thể tiếp tục ngủ, nỗ lực tu luyện năng lực của ngươi đi. Hy vọng chuyện này lần sau ngươi không nên lên tiếng nữa." Áo tư tạp cười hắc hắc nói: "Vậy thì cũng rất khó nói. Vừa rồi tâm tình của ngươi thật kích động. Lúc ngươi vô cùng kích động, ta rất có thể sẽ bị thanh tỉnh. Ai bảo chúng ta có chung thân thể chứ?" Niệm Băng oán hận nói: "Ngươi chính là cố ý. Ta nhất định sẽ sớm mở ra thất khiếu huyệt để còn trọng tổ thân thể của ngươi đi ra." Kỳ thật trong lòng của hắn còn rất cảm kích áo tư tạp đã giúp hắn lúc mấu chốt, thế nhưng ai lại nguyện ý cho người khác ở bên cạnh mình khi đang âu yếm cùng với nữ nhân quan chiến chứ? Áo tư tạp không hề lên tiếng, tựa hồ đã tiến nhập trạng thái ngủ say. Niệm Băng hôn nhẹ lên trán của Long Linh, cẩn thận đặt nàng lên giường, để nàng an tĩnh ngủ, kéo một chiếc ghế rồi ngồi xuống, trong đầu hiện lên các loại ý niệm. Hôm nay vì Linh Nhi, hắn xúc động mà đánh cuộc với Long Trí, nếu đã đưa ra thì sẽ không hối hận. Nhưng giống như Long Chí nói, mình phải làm thế nào mới có thể ảnh hưởng đến chính cục của cả băng nguyệt đế quốc. Đi băng trợ cho đại hoàng tử hoặc là nhị hoàng tử hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất. Bọn họ vốn cũng có thế lực nhất định. Thế nhưng, thật muốn đi băng trợ cho bọn họ có thể chịu để mình khống chế sao? Đó tuyệt đối là không có khả năng. Giết Yến Vân, không, quá khó khăn. Thế nhưng giết hắn rất có thể sẽ liên lụy tới ma pháp sư công hội, liên lụy đến Linh Nhi. Đây là việc tuyệt đối không nên làm. Khi đó Long Chí cũng sẽ không chấp nhận mình. Muốn cho hắn thật sự giao Linh Nhi cho mình, vậy phải giúp hắn đạt tới nguyện vọng. Nên làm như thế nào?
Nghĩ nghĩ, trong lòng Địa Băng đột nhiên hiện ra một thân ảnh quen thuộc. Hắn, chính là hắn. Mặc dù có chút bất đắc dĩ, thế nhưng hắn không thể không lựa chọn. Chỉ ít, hắn rất tin tưởng, người mình muốn mang chợ này tuyệt đối có thể tín nhiệm. Người Địa Băng nhớ tới chính là kẻ có thế lực không đáng nhắc đến ở Băng Nguyệt Đế Quốc, Thất Hoàng Tử Yến Phong. Kẻ từng khiến Địa Băng suýt nữa nôn mửa, Yến Cúc Hoa. Mặc dù sở thích đặc thù của hắn khiến Địa Băng không rét mà run, nhưng Địa Băng lại tin tưởng hắn là có thể là bằng hữu tín nhiệm được. Nếu băng trợ hắn ngồi lên Cúc Vương bảo tọa của Băng Nguyệt Đế Quốc, hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất. Đến lúc đó mình nhờ hắn chiếu cố cho Ma Pháp Sư Công Hội, hắn nhất định sẽ không cự tuyệt. Thế nhưng vấn đề xuất hiện, Yến Phong mặc dù cũng là một hoàng tử, thế nhưng thế lực của hắn lại quá kém, lại có đặc thù yêu thích như vậy. Ngoại nhân có lẽ không biết, thế nhưng bên trong hoàng tộc bọn họ sao lại có thể không biết? Muốn để hắn ngồi lên vị trí Cúc Vương thật sự là quá khó khăn, chỉ dựa vào chính mình là tuyệt đối không đủ. Nghĩ tới đây, Niệm Băng tâm niệm thay đổi thật nhanh, tự hỏi mình có khả năng sử dụng thế lực nào. Long Chí nói sai một chút rồi, Niệm Băng hiện tại đã không hề còn đơn độc, hắn có lực lượng tiềm tàng của chính mình. Long Chí không thể tưởng tượng được, chỉ với một Hỏa Long Vương gia lập mạng địch tư cũng đã đạt tới trình độ của Băng Tuyết Nữ Thần Tế Tự, huống chi hắn còn có bằng hữu, thỉnh cầu bằng hữu trợ giúp cũng không khó khăn. Gia Lạp Mạn Địch Tư, Hy Lạp Đức cùng với Gia Gia, nhật nhật hiện lên trong đầu Niệm Băng đang không ngừng suy nghĩ, đã đại khái xác định được những chuyện cần làm trong tương lai gần. Nghĩ tới đây hắn đi ra khỏi phòng Long Linh, lén nút ly khai Ma Pháp Sư Công Hội. Tiên thiên chi khí khiến Niệm Băng hài lòng nhất chính là nó tự khôi phục năng lượng, không cần tận lực tu luyện, ma pháp lực và tinh thần lực tiêu hao cũng sẽ từ từ khôi phục. Nhất là được Thiên Nhãn Huyệt trợ giúp, hắn không nghỉ ngơi, tinh thần lực cũng có thể nhanh chóng khôi phục về trạng thái tốt nhất. Theo đường cái mà đi, rất nhanh, Niệm Băng đã tới trước một thương điếm. Đây là một thương điếm bán các loại ma pháp vật phẩm. Thương điếm quy mô trung bình, nằm trên đường cái nhưng lại khá kiên đáo. Đi vào thương điếm, Niệm Băng nhìn khắp nơi một chút. Lúc này trong điếm không có khách nhân, một phục vụ sinh đi tới đón. Tiên sinh, ngài muốn mua gì? Niệm Băng thản nhiên nói. Sử Trần ngượng ngùng. Phục vụ sinh trong mắt lóe lên dị quang, gật đầu nói. Thưa ngài muốn đó thập phần chân quý, mời ngài đi theo ta đến hậu đường. Nói xong dẫn Niệm Băng đi vào bên trong thương điếm. Xuyên qua quầy, đi vào một cửa nhỏ, phục vụ sinh không nói gì thêm, gõ nhẹ theo một tiết tấu lên vách tường. Tiếng rì rì vang lên, một cánh cửa ngầm mở ra, một thang lầu hẹp dài nối thông xuống dưới. Phục vụ sinh hướng về phía Niệm Băng gật đầu. Niệm Băng không hề do dự, lập tức đi xuống cầu thang. Cửa sau lưng hắn bị đóng lại, không lưu lại dấu vết gì. Lộ vẻ tươi cười trên mặt, hắn tiếp tục bước đi. Hai bên thông đạo tương khảm những viên ma pháp bảo thạch phổ thông, bảo thạch này đem đến ánh sáng lờ mờ cho thông đạo. Càng đi xuống dưới, ma pháp khí tức lại càng nồng đặc. Ước chừng xuống dưới 20 thước, qua hai khúc quanh, Niệm Băng đi tới một gian thạch thất. Từ một góc, một thanh âm ẩm lãnh vang lên. Sư Trấn ngưỡng quang. Niệm Băng cũng không nhìn về hướng đó, bình tĩnh nói. Hòa Diệu Đại Lục. Thông qua Thiên Nhãn Huyệt, hắn cảm giác được rõ ràng, trong gian thạch thất không lớn này có không ít người, mỗi người đều có thực lực không hề yếu, nhưng khí tức của bọn họ lại được ẩn giấu rất kỹ. Một thân ảnh từ trong góc đi ra, người này một thân hắc y, hắc sắc đoàn phát, vóc người trung bình, tướng mạo phổ thông, bên ngoài không hề khiến người khác chú ý. Thế nhưng, quang mang trong mắt hắn lại không bình thường. Trong cái bình thản còn mang theo lạnh ý, quang mang trong mắt tuôn ra, cẩn thận quan sát Niệm Băng. Địa Băng cũng nhìn hắn không hề lên tiếng. Hà Kỳ Nhân nói, xin xuất tín vật. Quang mang trên tay trái của Địa Băng lóe lên, một con hồng ngọc sư tử điêu khắc tinh xảo lóe ra, ánh sáng đỏ nhạt xuất hiện. Hà Kỳ Nhân thấy vậy liền ngây ra một lúc, ngay sau đó hắn lập tức nửa quỳ xuống đất cung kính, tham kiến giáo chủ. Địa Băng cũng sửng sốt, giáo chủ, ngươi nói ta là giáo chủ. Hà Kỳ Nhân khẳng định nói, đúng, nhận sư không nhận nhân, huyết sư thì chỉ có giáo chủ mới có thể giữ, ngài có tín vật thì chính là giáo chủ của chúng ta. Thuộc hạ là huyết sư giáo Băng Nguyệt Đường, Băng Tuyết Kỳ Kỳ chủ huyết dịch. Niệm Băng hít sâu, ngươi đứng lên đi. Trước khi ly khai Đô Thiên Thành không lâu, Dung Thân Vương từng nói với hắn, vì Niệm Băng đáp ứng sau này thủ hộ cho cả Dung thị gia tộc, Dung Thân Vương nói cho hắn một bí mật chỉ có Dung gia tộc trưởng mới có thể biết, đó chính là địa hạ thế lực của Dung gia ở khắp Ngưỡng Quang Đại Lục. Chuyện này chỉ có Dung Thân Vương mới biết được, mà địa hạ thế lực cũng đã hình thành hơn 1000 năm rồi. Dung Thân Vương cũng không nói cho Niệm Băng địa hạ thế lực này lớn như thế nào. Thế nhưng lại nói rõ với hắn, địa hạ thế lực này có tên là huyết sư giáo, đối với các thành viên trong đó tuyệt đối không cần lo lắng về lòng trung thành, mà Hồng Ngọc Sư Tử chính là tín vật. Chỉ cần dùng nó để xác nhận thân phận rồi phát ra mệnh lệnh, huyết sư giáo tất sẽ đem toàn lực hoàn thành.
Thế nhưng Dung Thân Vương lại không nói với hắn rằng Hồng Ngọc Sư Tử này đại biểu cho thân phận giáo chủ. Nhìn Huyết Dịch quỳ trước mặt, Niệm Băng bình tĩnh nói, ngươi đứng lên đi. Huyết Dịch đứng lên cung kính nói, giáo chủ, xin hỏi ma sư người... Nói đến đây, trong mắt hắn không khỏi toát ra một tia bi ý. Ma sư là chỉ Dung Thân Vương. Dung Thân Vương từng nói qua cho Niệm Băng, ở Huyết Sư Giáo, mọi người đều có các loại hành nghiệp. Từng người ở giáo chỉ có danh hiệu mà không có tên thật. Danh hiệu của hắn chính là ma sư. Niệm Băng minh bạch ý tứ của Huyết Dịch đáp, ma sư không sao, chỉ bất quá hắn đem huyết sư truyền lại cho ta. Ta nghĩ hiện tại đã minh bạch ý tứ của hắn, từ bây giờ trở đi, ta chính là Huyết Sư Giáo giáo chủ. Huyết Dịch sắc mặt nghiêm túc nói, thỉnh giáo chủ báo cho biết danh hiệu, ta sẽ lấy tốc độ nhanh nhất truyền tới các phân đường, tới các huynh đệ, tùy thời chờ giáo chủ sai phái. Niệm Băng trong mắt chợt lóe sáng nói, danh hiệu của ta là Bạch Phát, ma sư cũng không có nói cho ta biết nhiều về bản giáo. Hiện tại, ngươi trước tiên giới thiệu cho ta một chút về tình hình của Huyết Sư Giáo. Huyết Dịch gật đầu. Bản giáo thành lập đến nay đã trải qua 1364 năm. Bản giáo chế độ nghiêm cẩn, hết thảy tuân theo mệnh lệnh mà làm. Tối cao thống trị là giáo chủ, nắm giữ huyết sư lệnh. Lịch đại giáo chủ trước khi qua đời đều phải truyền lại huyết sư lệnh, cũng đem tin tức báo cho tối cao trưởng lão đường ở Huyết Sư Đường xác nhận để tránh bị làm giả huyết sư lệnh. Dưới giáo chủ là Huyết Sư Đường thất trưởng lão. Huyết Sư Đường do thất trưởng lão cùng trưởng quản, trong đó có 500 huyết vệ đều là tinh anh trong tinh anh của bản giáo, chuyên môn phụ trách những hành động đặc thù khó khăn. Bản giáo chúng có đủ các loại hành nghiệp trên đại lục, ngoài trừ Huyết Sư Đường ra còn có 5 đường, lấy Ngũ Đại Đế Quốc làm tên, phân biệt là Hoa Dung Đường, Lãng Mộc Đường, Băng Nguyệt Đường, Kỳ Lỗ Đường và Áo Lan Đường. Giới ngũ đường thì có kỳ, mỗi kỳ phụ trách một tòa thành thị không phân biệt lớn nhỏ. Mỗi kỳ lại dựa theo quy mô của thành thị mà nhân số bất đồng. Chẳng hạn với băng tuyết kỳ của ta, tổng cộng có 267 thành viên, trong đó nhân viên chiến đấu là 109. Thành viên của bản giáo đẳng cấp bất đồng sẽ có phong hào bất đồng. Giáo chủ là người duy nhất có cấp bậc huyết sư. Dưới giáo chủ, thất đại trưởng lão là kim sư trưởng lão. Dưới nữa là ngũ đường đường chủ. Đường chủ có cấp bậc ngân sư. Dưới nữa, kỳ chủ chúng ta là cấp bậc hồng sư. Tất cả chiến đấu nhân viên, ngoại trừ huyết vệ của Huyết Sư Đường ra, dựa theo thực lực từ cao tới thấp, chia làm xích, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử, bảy cấp bậc. Trong đó, hồng sư kỳ chủ, trừ phi có công hiến đặc biệt cho bản giáo, nếu không chỉ ít năng lực chiến đấu cũng phải đạt tới hoàng cấp, mà đường chủ cùng các trưởng lão đều phải đạt tới xích cấp. Xích cấp năng lượng tương đương với vũ thánh hoặc ma đạo sư cảnh giới, tử sắc cấp bậc yếu nhất tương đương với kiếm sư thực lực. Không có thực lực kiếm sư là không thể trở thành chiến đấu nhân viên. Nói cách khác, thực lực của chiến đấu nhân viên trong bản giáo được chia nhỏ hơn một chút. Nghe Huyết Dịch giới thiệu, Niệm Băng trong lòng không khỏi kinh hãi. Vốn hắn tưởng rằng Huyết Sư Giáo này chỉ mang một mạng lưới tình báo của Dung gia, nhưng hiện tại xem ra Huyết Sư Giáo tuyệt không chỉ đơn giản là một mạng lưới tình báo. Thực lực tiềm tàng của Dung gia cũng chẳng hề kém hơn so với thực lực bộc lộ ra ngoài. Gia gia đem vị trí giáo chủ Huyết Sư Giáo trao cho mình để làm gì? Xích cấp cao thủ của Huyết Sư Giáo có thực lực là vũ thánh, đó đại biểu cho cái gì? Năm vị đường chủ cùng bảy vị trưởng lão đều là vũ thánh. Ơi trời ạ, đột nhiên xuất hiện 12 vũ thánh cùng thực lực với Huyết Sư Giáo trên khắp đại lục, quả thực là đáng sợ. Hắn vốn không nắm chắc có thể hỗ trợ Yến Phong leo lên quốc vương bảo tọa, giờ đây có Huyết Sư Giáo, hắn đã nắm chắc hơn nhiều. Nhìn nhãn thần của Niệm Băng không ngừng biến hóa, Huyết Dịch ho khan một tiếng nói, giáo chủ, ngài còn có gì phân phó sao? Niệm Băng suy nghĩ một chút, giơ cao huyết sư lệnh trong tay, truyền mệnh lệnh của ta. Trong thời gian ngắn nhất, tập hợp 8 phần chiến đấu nhân viên của Huyết Sư Giáo từ lục cấp trở lên tới Băng Nguyệt Đế Quốc, thủ đô Băng Nguyệt Thành. Ngũ đại đường chủ cùng thất vị trưởng lão cũng đều tới Băng Nguyệt Thành chờ mệnh lệnh. Lần này hành động đặt là biến thiên. Vừa nghe Niệm Băng muốn điều phái nhiều nhân thủ như vậy, Huyết Dịch không khỏi hoảng sợ. Giáo chủ, ngài thật muốn điều khiển nhiều người như vậy sao? Niệm Băng không có trả lời, tiếp tục nói. Đồng thời, sử dụng mạng lưới tình báo của bản giáo thu thập mọi chuyện về mấy vị hoàng tử của Băng Nguyệt Đế Quốc, tư liệu trực tiếp truyền tới Băng Nguyệt Thành. Không lâu sau, ta sẽ đến Băng Nguyệt Đế Quốc, Băng Nguyệt Kỳ, rồi đưa ra mệnh lệnh tiếp theo. Huyết Dịch cảm thụ được lãnh ý phát ra trên người của Niệm Băng, cung kính nói, thuộc hạ tuân mệnh. Niệm Băng nhìn Huyết Dịch nói, đem lệnh điều động này của ta báo cho ma sư biết, ngươi phái hai kẻ đắc lực bám theo ta, lấy vỗ tay ba lần làm hiệu, tùy thời nghe ta điều khiển. Tuân lệnh giáo chủ. Được, chuyện ta cần giao đã giải hết rồi, ta đi trước. Sau khi Huyết Dịch tự mình tiến Niệm Băng rời khỏi ma pháp vật phẩm điếm, lúc này mới quay lại mật thất trầm giọng quát, người đâu? Một đạo bóng đen tự hồ từ vách tường bay ra, nửa quỳ trước mặt hắn cùng kinh nói, kỳ chủ. Huyết Dịch nói, phái hai lục cấp huynh đệ đi theo giáo chủ, tùy thời nghe người sai phái, ngươi tự mình đi một chuyến, đến Huyết Sư Đường, đem mọi chuyện phát sinh nơi này bẩm báo với các vị trưởng lão, kể cả mệnh lệnh của giáo chủ.
Mọi chuyện nhờ bọn họ định đoạt. Trước tiên cần phải xác nhận thân phận của giáo chủ. Ta thấy người này có chút quái lạ. Ta không có cảm giác chút khí tức nào trên người hắn, phảng phất như một người thường. Bạch Phát, Bạch Phát, giáo chủ trẻ như vậy sao? Hắn cũng không phát hiện, ngay trên góc vách tường, một ngân sắc quang ảnh lặng lẽ biến mất. Đứng trên đường cái, trên mặt Niệm Băng toát ra vẻ tươi cười tự nhủ. Tâm tư kiên đáo, không hổ là đứng đầu một kỳ. Đi cha đi, nếu Gia Gia đem huyết sư lệnh giao cho ta, hết tài hẳn đã vì ta mà an bài tốt rồi. Xem ra thật sự muốn nhanh chóng gặp được các thủ lĩnh của bản giáo mới được. Thế lực khổng lồ như vậy, sau này bọn họ chính là tai mắt của ta. Lúc Niệm Băng phản hồi khuê phòng của Long Linh, Long Linh vẫn còn đang say ngủ. Nàng ngủ thì dung nhan vẫn đẹp như vậy, khuôn mặt bộc lộ vẻ thỏa mãn. Niệm Băng đắp chăn cho nàng, lúc này mới đi ra khỏi phòng tìm Long Trí. Lão sư, ta có thể vào không? Niệm Băng gõ khẽ lên cửa phòng của Long Trí. Thanh âm của Long Trí từ trong phòng truyền ra, vào đi. Đẩy cửa vào, đây cũng không phải là lần đầu tiên Niệm Băng vào phòng của Long Trí, nhưng mỗi lần đến nơi đây, hắn không khỏi bội phục cái sự đạm bạc của Long Trí. Trong phòng ngoại trừ một bồ đoàn dùng để minh tưởng ra, cũng không có thứ gì. Vì để thăng ma pháp của chính mình, Long Trí cơ hồ mỗi ngày đều khổ tu. Niệm Băng đi tới đối diện với Long Trí, trực tiếp ngồi xuống mặt đất. Lão sư, hôm nay khi ta quay lại có tới Thanh Phong Trai, Tuyết Cực thúc thúc muốn mời chúng ta cùng tối nay tới ăn cơm. Long Trí không đáp mà hỏi lại, lĩnh vực của ngươi rốt cuộc thì là cái gì? Niệm Băng mỉm cười nói, ta gọi nó là thiên nhãn lĩnh vực. Long Trí than nhẹ một tiếng, không nghĩ tới ta nhiều năm nỗ lực còn không bằng ngươi mới tu luyện ma pháp gần 10 năm. Xem ra ta thật là già rồi. Hôm nay thất bại chẳng những khiến cho Long Trí phải mở to mắt nhìn Niệm Băng, đồng thời cũng khiến hùng tâm phát triển ma pháp sư công hội nhạt đi rất nhiều. Niệm Băng nói, lão sư, có khi quá cầu chấp vị tất đã là chuyện tốt. Có lẽ ngài sẽ cho rằng đối với ngài mà nói, chân quý nhất chính là công hội. Kỳ thật ngài sai rồi. Đối với ngài mà nói, chân quý nhất phải là linh nhi mới đúng. Nếu đem hai thứ chân quý nhất đổi lấy phồn vinh cho công hội, ngài nghĩ là đáng sao? Kỳ thật, ngài không cần phải nổi giận. Mặc dù ma pháp lực của ta đã bước vào cánh cửa của ma đạo sư, thế nhưng so với ngài thì còn có chênh lệch không nhỏ đâu. Hôm nay sở dĩ có thể thắng ngài, trọng yếu là nhờ vào bài thanh đao. Nếu không dùng chúng, chỉ bằng vào tiên thiên lĩnh vực, ta muốn chiến thắng ngài cũng không dễ dàng. Cùng một cảnh giới, kỹ xảo chống chế sẽ là mấu chốt quyết định thắng bại. Ngài tự hồ lại quên mất điều này rồi. Long Trí trên mặt toát ra một tia mỉm cười. Ta không thể thừa nhận, ngươi là thiên tài. Ta cơ hồ có thể khẳng định như vậy. Ngươi sẽ trở thành thần giáng sư tiếp theo trên đại lục. Băng Tuyết nữ thần tế tự tuy mạnh, nhưng khi nàng ở vào tuổi của ngươi cũng tuyệt không có được thành tích như ngươi hiện tại. Niệm Băng, ta hãnh diện vì ngươi. Thế nhưng ý nghĩ của ta sẽ không thay đổi. Ta cho ngươi thời gian 3 tháng. Nếu trong 3 tháng ngươi không thể cho ta thấy một chút thành tích, vậy thì kết quả ngươi tự biết. Niệm Băng đứng lên, vừa đi ra cửa vừa nói, lão sư, ta không phải là chính nhân quân tử gì. Trong 3 tháng này, ta nhất định sẽ cố gắng toàn lực. Thế nhưng nếu ta thất bại, ta cũng không để Linh Nhi gả cho gã ngũ hoàng tử kia. Buổi tối, xin mời lão sư cùng chúng ta tới Thành Phong Trai. Thật lâu rồi không có thưởng thức kỹ thuật của mình sư phụ rồi. Khi Long Trí vẫn còn cả kinh trong lòng, Niệm Băng đã đi ra khỏi phòng. Hắn cảm giác rõ ràng, vừa rồi trên người của Niệm Băng tản ra ma sát khí cường liệt. Luồng sát khí này cũng không phải là nhằm vào hắn. Có thể tưởng tượng được, tự nhiên là nhằm vào. Cơm tối ở Thanh Phong Trai nhẹ nhàng kết thúc. Người cao hứng nhất chính là Long Linh. Ngồi ở bên cạnh Niệm Băng, nàng ăn rất ngon miệng. Đã thật lâu, nàng không thấy vui vẻ như vậy. Tuyệt tĩnh có vẻ rất bình tĩnh. Nàng ngồi ở bên kia Long Linh yên lặng ăn, không nhìn Niệm Băng và Gia Lạp Mạn Địch Từ đến một cái. Long Trí phảng phất như chưa có gì phát sinh cùng với Tuyết Cực, chuyện trò vui vẻ. Minh Nguyên và Minh Huy cũng tham gia buổi tiệc tối đột ngột này. Niệm Băng xuất hiện khiến cho bọn hắn rất hưng phấn. Ba người cùng luận bàn chủ nghệ đều có thu hoạch không nhỏ. Lão sư, ta muốn ở lại Thanh Phong Trai vài ngày. Sau hai ngày ta muốn tới Ba Nguyệt Thành kiến thức một chút chủ nghệ nơi đó. Niệm Băng mỉm cười hướng về phía Long Trí nói. Long Trí còn chưa có trả lời, Long Linh lại nóng nảy. Niệm Băng, người lâu lắm rồi mới trở về, sao không ở về công hội chứ? Niệm Băng nhéo nhéo bàn tay mềm mại của Long Linh. Ở dưới gầm bàn, thông qua tác dụng của tinh thần lực cùng với linh hồn, thanh âm của hắn trực tiếp vang lên trong lòng của Long Linh. Chẳng lẽ người không sợ ban đêm ta ăn thịt người sao? Mặt Long Linh trong nháy mắt đỏ bừng bừng, người. Nhìn bộ dáng thẹn thùng của nàng, Niệm Băng thật muốn cùng nàng trở về ăn tối rồi ăn nàng. Thế nhưng nghĩ đến mình còn có rất nhiều chuyện phải làm thì miễn cưỡng đè nén ham muốn ở trong lòng. Linh Nhi, từ giờ trở đi, ta nên vì tương lai của chúng ta mà nỗ lực. Long Linh cúi đầu không hề lên tiếng. Long Trí có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua nữ nhi nói.
Vậy được rồi, ở bên này của Lão Tuyết quả thực so với công hội thì thoải mái hơn một chút. Long Linh viện diện không muốn cùng Long Chí ly khai, Tuyết Tĩnh cũng chủ động yêu cầu đưa Niệm Măng và Gia Lạp Mã Địch Thư trở về phòng. Ba người đi trong khung cảnh điển nhã của Thanh Phong Trai. Khi bọn hắn đi tới nơi ở của Niệm Măng và Gia Lạp Mã Địch Thư, Tuyết Tĩnh dừng lại trầm giọng nói: "Cái tên Long gì gì kia, ngươi đi về trước đi, ta có chuyện muốn nói với Niệm Măng." Gia Lạp Mã Địch Thư ngây người ra một lúc, bật mã nói: "Ta là Long Hỏa, không phải là Long gì gì." Tuyết Tĩnh tức giận nói: "Long Hỏa, được rồi, ngươi về trước đi." Niệm Măng nói: "Tuyết Tĩnh, có gì cần nói người cứ việc nói thẳng đi, Long đại ca không phải là ngoại nhân." Tuyết Tĩnh cắn cắn môi dưới nói: "Người là thực sự thích Linh Nhi?" Niệm Băng kiên định gật đầu. Tuyết Tĩnh thở sâu, tựa hồ như đã quyết định cái gì. "Tốt lắm, người nhất định phải đối đãi Linh Nhi thật tốt. Vì Linh Nhi, chuyện trước kia của chúng ta coi như không có. Nhưng người, nếu dám đối xử không tốt với nàng, cũng đừng có trách ta đối với người không khách khí." Niệm Băng ngây ra một lúc, nghi hoặc nhìn Tuyết Tĩnh. Tuyết Tĩnh bị hắn nhìn đến đỏ mặt. "Nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua mỹ nữ sao? Mấy tên nam nhân thối tha các ngươi sao so được với tình tỉ muội của chúng ta? Những gì cần nói thì ta đã nói xong rồi, ngươi phải nhớ kỹ." Nói xong lập tức xoay người chạy đi. Nhìn thân ảnh của Tuyết Tĩnh rời đi, Niệm Măng lúc này mới xác định được khúc mắc giữa mình và nàng đã thật sự không còn, bất đắc dĩ lắc đầu. "Nữ nhân, thật sự là động vật hay thay đổi." Gia Lạp Mã Địch Thư giả vờ cả giận nói: "Không cho người nói nàng là động vật." Niệm Măng cười hắc hắc: "Nếu không phải là động vật, sao có thể cùng ngươi ở cùng một chỗ được?" Gia Lạp Mã Địch Thư vừa nghe lời này thì vẻ mặt nhất thời đứng đắn. "Ta bảo huynh đệ này, ngươi nói ta hiện tại nên làm gì bây giờ mới được chứ?" Niệm Băng đương nhiên là biết hắn ám chỉ điều gì, mỉm cười nói: "Không nên gấp, tính tình của Tuyết Tĩnh ta cũng không rõ lắm, chúng ta chỉ có thể đi từng bước một. Nếu ngươi là thật sự thích nàng, còn quan tâm tới thời gian làm gì? Như vậy đi, ngày mai ta nói với Tuyết Cực thúc thúc cho ngươi nhận Tuyết Tĩnh làm đồ đệ." Con mắt của Gia Lạp Mã Địch Thư suýt nữa lòi ra, thanh âm tăng lên đột ngột: "Cái gì? Ngươi bảo ta thu nàng làm đồ đệ?" Niệm Băng đáp: "Nếu không thể tiếp cận nàng, ngươi dựa vào cái gì mà chiếm được tâm của nàng? Chỉ có tiếp xúc nhiều, tìm hiểu nhiều, ngươi mới có thể có cơ hội. Trọng yếu hơn là ngươi phải khiến nàng biết thực lực của ngươi cường đại như thế nào." Gia Lạp Mã Địch Thư cười khổ: "Nhưng Tuyết Cực kia đối với ta một chẳng có chút hào cảm gì, có thể đáp ứng sao?" Niệm Băng mỉm cười nói: "Vậy phải xem ta thế nào. Truy đuổi nữ hài tử ngươi không làm được, nhưng thực lực chẳng lẽ lại kém được sao? Đừng quên, ngươi chính là Hỏa Long Vương Gia Lạp Mã Địch Thư vĩ đại. Ta cùng lắm chỉ ở chỗ này 2 ngày, rồi sẽ đi băng nguyệt thành một chuyến. Trong khoảng thời gian này, ngươi là cùng Tuyết Tĩnh bồi dưỡng cảm tình cho tốt. Ngươi phải nhớ kỹ, không thể quá vội vàng. Trước tiên hãy làm tốt công tác của ngươi, chí ít cũng phải lấy được sự tín nhiệm và hào cảm của phụ nữ bọn họ, mới có thể tiếp tục hành động bước tiếp theo. Có thể thành công hay không phải dựa vào chính ngươi. Trong thời gian ta đi, còn muốn nhờ đại ca giúp ta trông coi Linh Nhi. Tên ngũ hoàng tử hôm nay chẳng những có ý với Tuyết Tĩnh, đồng thời mà còn có cả với Linh Nhi nữa. Ta đi vắng sẽ phiền toái ngươi rồi." Gia Lạp Mã Địch Thư cười ha ha đáp: "Tiểu tử nhà ngươi này theo đuổi nữ hài tử thật có bản lĩnh. Phương nữ vừa mới cất bước đã lại lòi ra một Linh Nhi. Lúc tối ăn cơm ta còn chưa kịp hỏi ngươi, Linh Nhi cô nương này thoạt nhìn cũng không tồi. Bất quá chẳng lẽ ngươi muốn cả hai người? Các nàng có thể đồng ý sao? Ngươi không sợ các nàng ăn giấm chua sao?" Niệm Băng mỉm cười đáp: "Chuyện của Linh Nhi ta đã sớm nói với Phượng nữ, Linh Nhi cũng biết là có Phượng nữ. Với ta mà nói, hiện tại người nào cũng không có thể bỏ qua." Nói đến đây, nét mỉm cười trên mặt hắn biến thành cười khổ, chính hắn cũng không biết tương lai Long Linh và Phượng nữ mà gặp nhau thì thế nào nữa. Trở lại căn phòng, Niệm Băng ngồi trên giường bắt đầu minh tưởng vừa nghĩ lại những chuyện phát sinh ngày hôm nay. Bài thực thể ma pháp năng lượng cầu trong cơ thể thông qua tác dụng của tiên chi khí hấp thu ma pháp nguyên tố từ không khí chỉ ít cũng nhanh gấp 3 lần so với ma pháp sư bình thường. Hắn mới tiến nhập ma đạo sư cảnh giới, phải chăm chỉ tu luyện mới có thể tăng cường thực lực. Sáng sớm ngày thứ hai, Niệm Băng ăn xong thì liền tìm Tuyết Cực nói chuyện là có chuyện muốn bàn. Tuyết Cực vui vẻ đáp ứng, trực tiếp mang theo hắn đi tới thư phòng. "Tuyết thúc thúc, hôm nay ta tìm ngài là muốn cùng ngài nói chuyện về Long đại ca." Tuyết Cực vừa nghe Niệm Băng muốn nói về Gia Lạp Mã Địch Thư, nhất thời nhíu mày. "Niệm Băng, chuyện khác đều được, nhưng ta đối với Long Hỏa này thật sự khó có thể tiếp nhận. Tịnh Nhi cũng không thích hắn, ngươi không cần nhiều lời." Niệm Băng mỉm cười nói tiếp: "Ta mặc dù không hoàn toàn hiểu rõ Long đại ca đã đắc tội với ngài ở chỗ nào, nhưng ta hôm nay muốn nói với ngài cũng không phải là chuyện tình cảm. Dù sao trên phương diện cảm tình phải lưỡng tình dương tuyệt, không thể miễn cưỡng. Nếu Tuyết Tĩnh đối với Long đại ca không có ý gì, ta sao có thể làm khó ngài chứ?" Tuyết Cực có chút kinh ngạc nhìn Niệm Băng nói: "Vậy ý của ngươi là?" Niệm Băng nói: "Ngài hẳn là cũng đã nhìn ra Long đại ca thực lực rất mạnh, hơn nữa hắn tu luyện là hỏa thuộc tính đấu khí, kỳ thật người cũng rất tốt, chỉ là vì quá thích Tuyết Tĩnh mới có thể làm ra cái chuyện thất lễ.
Ta là ở chỗ này thay hắn xin lỗi ngài. Ta ngày mai sẽ đi Băng Nguyệt Thành, mang theo Long Đại Ca thì không tiện. Ta muốn để hắn ở lại đây chờ ta, nhưng Long Đại Ca lại không muốn ở chỗ này ăn không. Ta đã thương lượng với hắn một chút, nếu ngài nguyện ý có thể để Long Đại Ca dạy Tuyết Tĩnh một chút vũ kỹ. Đương nhiên, ta cam đoan với ngài, hắn tuyệt sẽ không làm phiền Tuyết Tĩnh, chỉ là dạy nàng vũ kỹ mà thôi. Tuyết Cực nở nụ cười. Niệm Băng, tiểu tử ngươi ngoài miệng nói không miễn cưỡng, nhưng đây không phải là tạo cơ hội cho bọn hắn sao? Niệm Băng thản nhiên đáp. Tuyết Thúc Thúc, có lẽ ngài cảm nhận vị Ngũ Hoàng Tử kia không tồi, thế nhưng có chuyện ta lại phải muốn nói với ngài. Ngũ Hoàng Tử đã hướng về phía Long Trí Lão Sư cầu hôn. Cái gì? Tuyết Cực cả kinh. Ta thấy không phải là Linh Nhi rất thích người sao? Niệm Băng trong mắt hàn quang lóe lên đáp. Đương nhiên, ta sẽ không để Linh Nhi trở thành vật hy sinh cho hôn nhân chính trị, cho nên ta còn có rất nhiều chuyện phải làm. Ta nói với ngài, chỉ là muốn cho ngài biết, vị Ngũ Hoàng Tử kia cũng không đáng giá là người để Tuyết Tĩnh phó thác trung thân. Lần này cứ cho là ngài cho Long Đại Ca một cơ hội. Hắn sẽ chỉ dạy Tuyết Tĩnh một chút vũ kỹ mà thôi. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, mới tiếp tục nói. Vị Long Đại Ca này của ta, ở phương diện thực lực sợ rằng cả đại lục cũng không tìm ra mấy người bằng hắn. Thành Phong Trại có phiền toái cái, chỉ cần có hắn ở đây, ta tin tưởng phiền toái này đều có thể tự nhiên biến mất. Nghe Niệm Băng ám chỉ mơ hồ, thêm vào hiểu biết đối với gia làm bản địch tư từ trước, trong lòng của Tuyết Cực không khỏi khẽ động nói. Vậy được rồi, ta tin ngươi, nhưng ngươi phải nói rõ với Long Hỏa tiểu tử kia, hắn chỉ dạy Tĩnh Nhi tu luyện vũ kỹ mà thôi. Niệm Băng mỉm cười đáp, ngài yên tâm đi, Long Đại Ca sẽ không làm cản nữa. Ly khai Thanh Phong Trai, Niệm Băng đi tới một góc không người, vỗ tay ba tiếng. Nhất thời hai đạo hôi ảnh thân xác im lìm xuất hiện bên cạnh hắn, không phát ra một tiếng động nào. Niệm Băng lãnh đạm nói. Nói cho Huyết Dịch, ngày mai ta đi Băng Nguyệt Thành trước, người có băng tuyết kỳ không cần đi. Thời khắc lưu ý Băng Nguyệt Đế Quốc Ngũ Hoàng Tử đang ở trong thành. Nếu hắn có cử động bất lợi nào đối với Ma Pháp Sư Công Hội, các người phải bảo vệ tốt Long Linh tiểu thư của Công Hội. Hắn nói rất nhanh, nói xong lập tức đi ra đường cái hướng về phía Ma Pháp Sư Công Hội. Lưỡng đạo hôi sắc thân ảnh chia ra một đạo phiêu nhiên rời đi, còn một đạo thì lại từ xa bám theo Niệm Băng. Còn chưa đến Ma Pháp Sư Công Hội, Niệm Băng đã thấy Long Linh đứng tại trước cửa Công Hội ngó nghiêng. Trong lòng không khỏi thấy ấm áp. So với Long Linh, phượng nữ càng đơn độc. Phượng nữ có ý nghĩ và mục đích của chính mình, nhưng Long Linh trong lòng lại chỉ có mình. Cái loại cảm giác này không thể tìm thấy nơi phượng nữ. Đều là người hắn yêu thương, nhưng phượng nữ và Long Linh lại đem đến cho hắn những cảm nhận hoàn toàn bất đồng. Mỉm cười, Niệm Băng bước nhanh tới. Long Linh không hề cố kỵ kéo tay hắn. Muốn như vậy mới đến, thái dương cũng gần đỉnh đâu rồi. Long Linh hôm nay khí sắc rõ ràng tốt hơn hôm qua rất nhiều, trên mặt có thêm vài phần hồng nhuận. Ánh mắt nhìn Niệm Băng tràn ngập vui mừng. Nhà đầu ngốc, từ Thanh Phong Trai đến ở đây, ta đi cũng phải tốn không ít thời gian đấy. Người sao lại chạy ra đây chờ ta? Long Linh cúi đầu đáp, ta sợ ngươi đột nhiên biến mất, cho nên mới ở chỗ này chờ ngươi. Sao có thể như vậy chứ? Ta đâu nỡ rời xa Linh Nhi của ta. Vừa nói, hai người tay nắm tay đi vào phía trong công hội. Mấy ma pháp sư trẻ tuổi đang canh gác nhìn đôi trai tài gái sắc, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Vừa đi Long Linh khẽ thở dài. Niệm Băng, kỳ thật có đôi khi ta cũng không biết ngươi là người như thế nào. Ngươi có rất nhiều bí mật. Ngươi biết không, ngươi lúc nào cũng khiến ta có cảm giác bất an. Lòng ta thật mâu thuẫn, ta rất sợ ngươi không còn muốn ta nữa. Nói xong mắt nàng đã đỏ lên. Niệm Băng không vội giải thích, nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của Long Linh thấp giọng nói. Linh Nhi, cho tới nay ta đều khiến ngươi phải khổ sở. Hôm nay ta đến chính là muốn nói mọi chuyện của mình cho ngươi, kể cả những gì ta đã trải qua, không giấu giếm bất cứ điều gì. Giữa ngươi và ta không cần cái gì bí mật. Có lẽ như vậy ngươi sẽ tin vào ta hơn. Long Linh lại ngẩng đầu dừng lại. Nhìn Niệm Băng, nàng khẽ lắc đầu nói. Không, không cần phải nói. Niệm Băng, ta tin tưởng ngươi. Ngươi hẳn phải có bí mật của riêng mình. Niệm Băng không thèm để ý mọi người, khẽ hôn lên trán của nàng đáp. Nhà đầu ngốc, bí mật là đối với ngoại nhân. Ngươi là lão bà tương lai của ta, còn phải có gì bí mật chứ? Ê, đáng ghét, còn có người đấy. Long Linh cúi đầu đến sát ngực, chẳng dám nhìn sang chúng ma pháp sư hai bên. Niệm Băng mỉm cười, kéo Long Linh phóng ra một phong hệ ma pháp, phiêu nhiên đi tới khuê phòng của Long Linh, tạo ra một kết giới cách âm trong phòng. Giống như hôm qua, ôm lấy nàng, Niệm Băng bắt đầu từ chuyện khi còn nhỏ kể lại cho Long Linh. Kể một lần thì cũng mất cả nửa ngày, giống như Niệm Băng đã nói, hắn không giữ lại điều gì cả, từ chuyện của phụ mẫu cho đến những tuổi thơ của mình, kiêu hận với băng tuyết nữ thần tế tự từ đâu mà đến, bị tái mới diễn ra không lâu, nói đến chuyện của mình và phượng nữ. Ngoài trừ rất là mặt địch tư cùng với thân phận của Thất Long Vương gia, hắn đã kể tất cả những kinh lịch của mình. Niệm Băng tự thuật rất bình thản, nhưng trong lòng Long Linh lại sóng gió động trời. Nàng thế mới biết, nam nhân mà mình vẫn yêu thương lại phải trải qua nhiều kiếp nạn như vậy, so với hắn thì mình phải may mắn hơn nhiều.
Được rồi, những gì cần nói đã nói xong. Chuyện từ khi đến nơi đây thì ngươi đều hiểu biết rồi. Linh Nhi, về xuất thân dung gia của ta, ngươi đừng nói cho lão sư có được chứ? Long Linh tựa trên ngực của Niệm Băng, nàng vẫn cúi đầu lặng lặng nghe Niệm Băng thổ lộ. Cho đến khi Niệm Băng nói xong, nàng thủy chung vẫn không nói một câu. Niệm Băng, xin lỗi, ta không biết. Không phải nói xin lỗi, phải là ta xin lỗi người mới đúng. Linh Nhi, ta trên vai mang thân kiều như vậy, kiều nhân của ta lại là cường đại như thế. Ta lúc ấy thật sự đâu có dũng khí tiếp nhận cảm tình của ngươi. Mãi cho đến khi trải qua chuyện của phương nữ, ta mới hiểu được cái gì là quý trọng. Ngươi có thể tha thứ cho ta. Long Ninh ngẩng đầu nhìn Niệm Băng, trong đôi mắt to sớm đã phủ một tầng hơi nước. Đột nhiên thần sắc trên mặt nàng trở nên nghiêm túc. Ta tha thứ cho ngươi cũng được. Ta tin tưởng mọi chuyện ngươi vừa nói đều là sự thật. Thế nhưng có một việc ngươi không nói. Ngươi đã dùng sinh mệnh chớ chú khi nào? Trong lòng của Niệm Băng cả kinh. Về chuyện cùng với Thất Long Vương, hắn cũng không nói gì. Nhưng đối với một đầu bạch phát của hắn, Long Linh lại nhớ rất kỹ. Lúc này nghe xong chuyện của Niệm Băng mới đem nghi hoặc trong lòng ra hỏi. Niệm Băng do dự một chút nói. Xin lỗi Linh Nhi, chuyện này ta không thể nói cho ngươi được. Quả thực ta đã dùng sinh mệnh chớ chú. Khi đó ta căn bản không còn lựa chọn. Vì bảo vệ bằng hữu của ta, ta phải làm như vậy. Đừng hỏi được không? Chuyện này quan hệ bí mật của bằng hữu ta, ta thật không thể nói. Long Linh nhìn Niệm Băng thật sâu gật đầu đáp. Được, ta không hỏi nữa. Nhưng ta muốn nói cho ngươi. Nếu ngươi chết đi, vậy thì ta sẽ đi tìm ngươi. Niệm Băng chấn động toàn thân. Tình cảm mạnh mẽ lan tràn trong lòng. Lại một lần nữa, hắn hôn thật sâu lên đôi môi mộng động nhân kia. Long Linh nhiệt liệt phản ứng. Trong lúc này, bọn họ tự hồ đều muốn hòa tan vào đối phương. Niệm Băng nhẹ nhàng xoay người, đặt Long Linh nằm xuống, lửa đang tràn xuống phía dưới. Đúng lúc này, thanh âm phá bĩnh lại vang lên trong đầu Niệm Băng, vang lên tiếng gọi. Niệm Băng! Ngừng động tác, Niệm Băng phẫn nộ hô to trong lòng. Tạp tạp, ta muốn bóp chết ngươi. Ngủ ngốc, nguy hiểm bên ngoài chẳng lẽ ngươi không cảm nhận được sao? Á Thư Tạp khinh thường nói. Trong lòng khẽ động, thiền nhãn huyệt vốn bị che mờ bởi tình dục trong nháy mắt mở ra, cảm thụ mọi sự ở ngoại giới. Nhất thời, một luồng băng lãnh khí tức tràn ngập trong không trung, khiến cho Niệm Băng trong nháy mắt tỉnh táo lại, vội vàng nhảy xuống giường che trước người của Long Linh. Tiên thiên lĩnh vực trong nháy mắt bộc phát tràn ngập cả tại căn phòng. Các bạn khán thính giả thân mến, chúng ta vừa cùng nhau nghe hết tập 23 của Băng Hỏa Ma Chủ. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 24.